Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 188. Phàm kiếm, 1. Tiểu Bạch chậm rãi bay lên trời, sau đó nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, rất nhanh, những ngọn lửa chung quanh Dương Diệp và Tiểu Bạch dùng tốc độ cực nhanh hư ảo, thời gian dần trôi qua, TLRN hư không, biển lửa cũng bắt đầu rung động. Hữu hiệu. Trong lòng Dương Diệp đại hỉ, Tiểu Bạch quả nhiên có thể khắc chế vạn pháp u linh hỏa. Vạn pháp u linh hỏa ca này, là một loại hỏa mạnh nhất trong trời đất, nhưng nó vẫn thuộc về hàng ngũ của linh, mà Tiểu Bạch là vạn linh chi tổ. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn gọi Tiểu Bạch ra. Ngay lúc này, trong hư không, vùng biển lửa kia run lên kịch liệt, ngay sau đó, một đóa hỏa diễm bay thẳng vào trong tinh không. Chạy thoát. Theo ngọn lửa bỏ chạy, biển lửa trong hư không dần dần tiêu tán, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất. Bất quá thế giới này đã triệt để hủy. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh, hắn đến trong tinh không, quay đầu nhìn lại, thế giới lúc trước đã bắt đầu cháy rừng rực, tựa như một viên hỏa cầu. Nhìn một màn này, trong lòng Dương Diệp rùng mình, ngọn lửa này thật mạnh mẽ. Lúc này đám người kiếm vô địch cũng xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Nhìn tinh cầu thiêu đốt, thần sắc mọi người đều ngưng trọng. Một lát sau, Dương Diệp thu hồi ánh mắt nói. Mọi người trở về đi. Mọi người gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người về tới vạn giới thành. Lúc này đây, mọi người đều tâm sự nặng nề, bởi vì hiện tại, Dương Bất Tử đã rời đi. Bên bọn hắn ngoại trừ Dương Diệp và An Nam Tĩnh còn có ác linh, hầu như không ai có thể chống lại người thần bí kia. Hơn nữa thực lực chân chính của người thần bí kia còn là một ẩn số. Bất quá còn tốt, Dương Diệp không quá ngưng trọng, trái lại, hắn vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh. Giờ khắc này, mọi người nghĩ tới thiên mệnh. Đừng quên sau lưng Dương Diệp còn có thiên mệnh. Nghĩ vậy, thần sắc mọi người buông lỏng rất nhiều. Dương huynh. Lúc này Viêm Vũ đột nhiên gọi Dương Diệp lại. Dương Diệp quay người nhìn về phía Viêm Vũ. Hả? Viêm Vũ cười nói. Trận đạo tử đến rồi. Dương Diệp vội vàng nói. Đi, cùng đi gặp một chút. Viêm Vũ nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Dương Diệp đi tới trước cửa thành, chỗ đó đứng một lão giả mặc trường bào màu xám. Lão giả đầu tóc bạc trắng, hơi có chút già nua. Lúc này ánh mắt lão giả kia cũng rơi vào trên người Dương Diệp. Dương Diệp nghênh đón, cười nói. Hoan nghênh trận lão. Trận đạo tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Dương Diệp cười cười. Trận lão, mời vào trong. Trận đạo tử lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Trước nói chuyện chính sự đi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Có thể. Trận đạo tử nhìn Dương Diệp. Ta còn có một chút tộc nhân, chúng ta muốn có một chỗ dừng chân ở chỗ này. Dương Diệp cười không nói. Trận đạo tử lại nói. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta sẽ bố trí xuống một tòa đại trận cho vạn giới thành, siêu cấp đại trận. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Nói một chút. Trận đạo tử trầm giọng nói. Ta muốn bố trí một tòa vạn giới trận. Vạn giới trận. Dương Diệp có chút khó hiểu. Trận đạo tử gật đầu. Cái gọi là vạn giới trận, chính là dùng vạn giới làm cơ sở, đơn giản mà nói, ta sẽ tiến về vạn giới, cũng chính là ở các đại thế giới bố trí xuống trận pháp, sau đó dùng vạn giới thành này làm chủ, thời điểm kích hoạt trận pháp, vạn giới hô ứng lẫn nhau, hình thành lực lượng khổng lồ. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Vạn giới hô ứng lẫn nhau. Trận đạo tử nhẹ gật đầu. Trận pháp này, là tộc ta từng chế tạo ra, bất quá vẫn không có cơ hội thực hành. Bởi vì vạn giới có vô số đại thế lực tồn tại, muốn ở chỗ bọn họ làm trận pháp này, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nhưng bây giờ bất đồng, vạn giới hầu như đã nhất thống, dưới loại tình huống này, trận pháp kia hoàn toàn có khả năng hoàn thành. Dương Diệp trầm giọng nói. Uy lực như thế nào? Trận đạo tử nhìn về phía Dương Diệp. Cụ thể mạnh như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Bất quá nhất định sẽ không yếu. Dương Diệp nói. Cần gì? Trận đạo tử trầm giọng nói. Cần rất nhiều thứ, thứ nhất cần vạn giới phối hợp, thứ hai, cần người, tốt nhất là cường giả mệnh cảnh, thứ ba, cần một trận nhãn. Trận nhãn? Dương Diệp hỏi. Trận đạo tử gật đầu. Tâm trận, kỳ thật đã có thích hợp rồi, chính là thần linh linh mạch. Ta muốn dùng nó làm trận nhãn,
bản thân nó liền chiếm giữ ở vĩnh hằng quốc độ, nếu như dùng nó làm trận nhãn, nó có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Dương Diệp hỏi, đối với nó có hại không? Trận đạo tử nhìn về phía Dương Diệp. Đây phải nhìn các ngươi, nếu như các ngươi có thể đỡ nổi, trận pháp kia chính là dệt hoa trên gấm, thậm chí có thể phát ra tính tác dụng mấu chốt, nhưng nếu như các ngươi ngăn không được, hết thảy đều không cần nói nữa. Dương Diệp cười nói, cũng phải. Bọn hắn xác thực không thể gửi gắm hy vọng ở trên trận pháp chỉ có thể tạo tác dụng phụ trợ. Lúc này trận đạo tử lại nói, trừ lần đó ra, còn có một điểm, chính là cần linh tổ tương trợ. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Trận đạo tử nói, bởi vì cần linh khí rất nhiều, trận pháp cần rất nhiều linh khí, cần chứa đựng vô số linh khí ở bên trong, như vậy trận pháp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Có thể nói, không có linh tổ, trận pháp này căn bản không thành lập nổi, nàng là một điểm mấu chốt nhất. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể. Trận đạo tử nhìn về phía Dương Diệp. Đa tạ. Dương Diệp cười cười. Là chúng ta cảm ơn ngươi. Nói xong hắn quay đầu truyền âm, rất nhanh, đinh thược dược xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nói. Đây là đinh thược dược, ân, nàng xem như quân sư của vạn giới thành, ngươi có cần gì, có thể trực tiếp tìm nàng sẽ phối hợp ngươi lập trận pháp. Trừ lần đó ra, tộc nhân của ngươi đều có thể tới nơi này, đương nhiên, ngươi cũng biết. Mặc dù nơi đây linh khí nồng nặc nhất, nhưng cũng là chỗ nguy hiểm nhất, ít nhất trước mắt là như vậy. Cho nên cần nghĩ kỹ. Trận đạo tử nhẹ gật đầu. Không nghĩ xong thì sẽ không tới. Đây là cơ hội cuối cùng để tộc hắn vùng lên. Bởi vì ở chỗ này, bọn hắn thứ nhất là an toàn, ít nhất không có nguy hiểm như ở ngoài. Thứ hai là có thể đạt được tài nguyên, đây mới là trọng yếu nhất. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không nghĩ xong thì sẽ không tới. Đây là cơ hội cuối cùng để tộc hắn vùng lên, bởi vì ở chỗ này, bọn hắn thứ nhất là an toàn, ít nhất không có nguy hiểm như ở ngoài, thứ hai là có thể đạt được tài nguyên, đây mới là trọng yếu nhất. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nếu như cần linh tổ, tùy thời liên hệ ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, ở dưới sự hỗ trợ của Đinh Thược Dược, cả vạn giới thành nhiều hơn một trận pháp này bao trùm cả vạn giới thành, trừ lần đó ra. Trận pháp còn có năng lượng ba động, những chấn động là này khuếch trương về phía vạn giới. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cũng không có nhúng tay quản chuyện của vạn giới thành, cũng không cần hắn nhúng tay, hiện tại ở trong vạn giới thành, thế lực khắp nơi đều tương đối thăng bằng, có thể nói, chỉ cần hắn không xảy ra vấn đề, vạn giới thành sẽ không loạn. Đương nhiên, một khi hắn xảy ra vấn đề, một vài người sẽ có bảng cửu trương rồi. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Trước mặt hắn là kiếm tổ. Hiện tại chẳng biết tại sao, đối với kiếm khác hắn thật không cảm thấy quá hứng thú. Cho dù là táng mệnh kiếm, kiếm này mạnh, thế gian ít có địch thủ, nhưng hắn vẫn không có hứng thú đi lấy kiếm này. Dùng vẫn sẽ dùng, bất quá kiếm này không phải chủ kiếm của hắn. Dương Diệp nhìn trước mắt kiếm tổ, quay đầu qua lại, những ngày qua từng màn không ngừng xuất hiện ở trong đầu hắn. Lúc trước hắn cùng với kiếm tổ gặp nhau. Sau đó cùng kiếm tổ chung một chỗ trải qua vô số sự tình. Thậm chí có lúc kiếm tổ bị vắng vẻ qua. Đặc biệt là khi hắn được kiếm thủ, kiếm tổ yên lặng một đoạn thời gian rất lâu, bởi vì lúc đó, kiếm thủ là đệ nhất kiếm. Mà phía sau, hắn lại tăng thêm một ít kiếm, ví dụ như thiên mệnh kiếm gần đây. Dương Diệp khẽ vuốt kiếm tổ, qua hồi lâu, hắn nói khẽ. Xin lỗi. Lúc trước, hắn quá truy cầu cái gọi là kiếm cường đại. Do đó không để ý đến kiếm tổ một mực ở bên cạnh hắn. Từ trên góc độ nào đó mà nói, hắn lý giải kiếm đã đi sai đường. Không có kiếm mạnh nhất, chỉ có kiếm thích hợp mình nhất. Giờ phút này, hắn rốt cuộc xem như minh bạch lúc trước vì sao Tiêu Dao Tử lại ném kiếm, sau đó vì sao lần nữa lấy lại kiếm thuộc về hắn. Ném kiếm, là một loại cảnh giới, một loại cực hạn cảnh giới của vô tình kiếm đạo, vạn vật không thể dính tâm, cho dù là kiếm cũng không được. Mà lần nữa cầm lấy kiếm, đây cũng là một loại cảnh giới. Một loại cảnh giới của kiếm đạo bản tâm. Vô tình, không có nghĩa là tuyệt tình, cầm lấy kiếm, kỳ thật hắn cầm lên chính là bản tâm lúc trước của mình. Cái gì gọi là bản tâm? Người không quên sơ tâm, được gọi là bản tâm. Đột nhiên Dương Diệp nở nụ cười, hắn cầm lấy kiếm tổ, sau đó đi ra ngoài phòng tu luyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tông,
chỗ đó là chỗ của đám người Tô Thanh Thi, rất nhanh, ánh mắt hắn rời xuống, hắn nhìn thấy Tiểu Bạch và Nhị Nha, không biết hai tiểu gia hỏa lại đang chơi trò gì. Huyền giả đại lục, tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới. Hôm nay tam duy vũ trụ. Cùng nhau đi tới, mình theo đuổi là cái gì? Trong lòng Dương Diệp tự hỏi. Đáp án rất nhanh thì đi ra. Thủ hộ. Thủ hộ hết thảy thân nhân, dùng kiếm thủ hộ, mà kiếm, cũng là đối tượng hắn bảo vệ, kiếm không phải công cụ, là thân nhân mà Dương Diệp hắn cần phải bảo vệ. Niệm đến tận đây. Ông. Một tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, trong tay Dương Diệp, một thanh kiếm màu đỏ phóng lên cao, bay lượn trên bầu trời. Tiếng kiếm reo chấn động toàn bộ thiên địa. Lúc này trong phòng tu luyện, An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tổ, sau một lúc lâu, nàng nói khẽ. Nửa bước phàm kiếm. Nửa bước phàm kiếm. Phàm kiếm. Như thế nào là phàm kiếm? Lúc ban đầu, rất bình thường, nhưng đó cũng là chân thật nhất. Chân thật nhất, tiếp xúc bất phàm. Phàm kiếm. Kiếm của Dương Diệp cũng không có chính thức đạt tới phàm kiếm, bởi vì tu vi của hắn và kiếm tổ còn có chút chưa đủ, bất quá, hiện tại hắn đã hiểu được bản chất của phàm kiếm, đạt tới phàm kiếm, chẳng qua là kém một bước. Đương nhiên, cái này không phải trọng yếu nhất. Quan trọng là, thời khắc này tâm niệm của Dương Diệp hiểu rõ, mọi sự thông suốt. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, trong hư không, kiếm tổ đột nhiên quay về, rất nhanh, trước mặt Dương Diệp. Xuất hiện một nữ tử toàn thân máu đỏ. Làm bạn. Vô số năm qua, nàng một mực yên lặng bầu bạn như vậy. Dương Diệp cười ha ha, sau đó biến mất. Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi tới một gian đại điện, điện này tên Vạn Giới Điện, tòa đại điện này, hiện tại chính là gian đại điện quyền uy nhất của cả Tam Duy Vũ Trụ. Nơi đây ra lệnh một cái, vô số thế giới, vô số thế lực sẽ nghe lệnh làm việc. Trong đại điện, có một thân ảnh đang bận rộn. Đúng là Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược có thể nói là người bận rộn nhất trong Vạn Giới Thành, bởi vì chuyện tình nàng phải xen vào thật sự rất nhiều. Mới đầu, mọi người vẫn còn có chút hoài nghi năng lực của nàng, bất quá nàng là Dương Diệp đề cử, bởi vậy không có người nói cái gì. Bất quá thời gian dần trôi qua, những người kia cũng bắt đầu tin phục Đinh Thược Dược. Thật sự rất có năng lực. Trừ lần đó ra, thế lực phía sau Đinh Thược Dược tăng thêm Dương Diệp cho nàng một ít bảo tiêu, có thể nói, nàng cũng là nhất phương bá chủ của Vạn Giới Thành. Mặc dù bây giờ cả Vạn Giới ở trên mặt là nhất thống, nhưng ở trong Vạn Giới Thành này, thật ra thì vẫn có chia thế lực, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lại cúi đầu bề bộn chuyện của mình. Dương Diệp đi tới trước mặt nàng, thời khắc này nàng đang phê duyệt cái gì? Lúc này Đinh Thược Dược nói. Chuyện của Vạn Giới quá nhiều, ta muốn thiết lập một cơ cấu độc lập, tìm một ít nhân thủ hỗ trợ cùng một chỗ xử lý công vụ, những người này, không cần thực lực mạnh, người bình thường cũng được, bất quá cần phải cho bọn hắn một thân phận và bảo đảm, người không có ý kiến chứ. Dương Diệp cười nói, hoàn toàn có thể. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu, ta sẽ bàn giao cấp dưới đi làm, trừ lần đó ra, còn có một điểm, là ở trong Vạn Giới, có một chút đế quốc. Tuy những đế quốc này đều phục tùng Vạn Giới Thành chúng ta, bất quá chuyện nội bộ của bọn hắn, chúng ta không tiện nhúng tay, cũng không dám nhúng tay quá nhiều, một khi người của chúng ta tâm thuật bất chính, sẽ mang đến tai nạn hủy diệt cho quốc gia kia. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thấy thế nào? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Như vậy đi, chúng ta không lẫn vào chuyện nội bộ, nhưng phải giám sát, nhớ kỹ, là giám sát, không thể nhúng tay. Nếu như đế quốc kia thật sự rất loạn, không thể không nhúng tay, thì phải xin chỉ thị ở nơi đây, sau đó phái người điều tra, cuối cùng do nơi đây quyết định, người xem coi thế nào. Đinh Thược Dược có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu. Được. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Hết thảy đều sắp kết thúc rồi chứ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chắc sắp. Đinh Thược Dược im lặng không nói. Dương Diệp quay người đi ra ngoài, hắn nhìn Vạn Giới Thành. Hiện tại cả Tam Duy Vũ Trụ hầu như hết thảy đều kết thúc, hết thảy cũng nên xong. Ngay lúc này, một đạo uy áp vô hình đột nhiên xuất hiện ở trong Vạn Giới Thành. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người kinh hãi, nhao nhao ngẩng đầu. Ở trong một vùng hư không, một thanh kiếm chậm rãi hạ xuống. Một thanh kiếm màu xanh đậm. Chứng kiến thanh kiếm này, hai mắt Dương Diệp híp lại.
Hành đạo kiếm. Kiếm này, đúng là hành đạo kiếm của thiên mệnh lão đại. Đám người Viêm Vũ và kiếm vô địch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, Viêm Vũ trầm giọng nói. Đây là một thanh thiên mệnh kiếm khác, cũng là thanh mạnh nhất, Dương huynh. Dương Diệp nói khẽ. Các ngươi thủ ở chỗ này, không cần đi lên. Nói xong, một tia kiếm quang bay ra ngoài. Trong vạn giới thành, vô số người ngẩng đầu nhìn đạo kiếm quang kia. Lo lắng. Vĩnh Hằng quốc độ trải qua lần chiến tranh kia, tất cả mọi người rất quý trọng hòa bình hiện tại, đặc biệt là Vĩnh Hằng quốc độ bây giờ, thế lực vạn giới sống chung hòa bình, hơn nữa linh khí đầy đủ. Không có người muốn mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, hết thảy là nhờ có thiếu niên phóng lên trời kia. Hắn chế định trật tự mới, một trật tự hoàn toàn mới. Nếu như hắn chết, thế giới này nhất định lại sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Cho dù là Viêm Vũ cùng ít cường giả mệnh cảnh cũng cực kỳ lo lắng, nếu như Dương Diệp chết, bọn hắn tự nhiên là đám người mạnh nhất, nhưng hắn vừa chết, đoàn thể của bọn hắn tương đương với mất đi người đáng tin cậy, coi như hiện tại không tiêu tan, nhưng mà sớm muộn một ngày khẳng định cũng sẽ ra vấn đề. Cho nên dù là bọn hắn, cũng không hy vọng Dương Diệp gặp chuyện không may. Hắn hiện tại là người duy nhất của vạn giới thành có thể gánh chịu trọng trách. Trong hư không, hành đạo kiếm còn đang chậm rãi hạ thấp, uy áp vô cùng vô tận không ngừng từ trên trời giáng xuống, nếu để cho kiếm này xuống chừng trăm trượng, vạn giới thành ở phía dưới sẽ vỡ nát. Kiếm thế. Hắn được chứng kiến kiếm thế của Hắc Muội cùng nữ tử váy trắng, cũng đã gặp kiếm thế của Đồ Sát, nhưng không có mạnh mẽ như thanh kiếm trước mắt này. Dường như có thể phá hủy hết thảy. Dương Diệp nhìn hành đạo kiếm, mặt không biểu tình. Trên người hắn, một cỗ kiếm ý và uy áp vô hình đột nhiên tản ra, rất nhanh, kiếm ý và uy áp chặn lại kiếm thế của hành đạo kiếm, cùng lúc đó, kiếm bên hông hắn đột nhiên ra khỏi vỏ. Ông! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh kiếm đâm vào hành đạo kiếm. Am! Toàn bộ bầu trời run lên kịch liệt, rất nhanh, hành đạo kiếm bị buộc ngừng. Lại! Nhưng đúng lúc này, hành đạo kiếm chấn động một chút, sau một khắc, kiếm tổ từ không trung rơi xuống, Dương Diệp thò tay, kiếm tổ vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, trên hành đạo kiếm chẳng biết lúc nào đứng một nữ tử, mơ lột nữ tử mặc váy dài màu xanh lá cây. Thiên mệnh lão đại, tuy thân thể nữ tử ngưng thực, bất quá như trước không phải là bản thể. Cứ tử cúi đầu nhìn Dương Diệp, trên mặt mang theo vui vẻ như mộc xuân phong. Đã có xu thế phàm kiếm, ngươi ngược lại để cho ta có chút ngoài ý muốn. Dương Diệp bước ra một bước này làm cho hắn đi thẳng tới trước mặt nữ nhân kia, hắn nhìn thẳng nữ tử. Nghĩ đến ngươi hẳn không phải tới ngắm phong cảnh, nói đi, muốn làm cái gì? Nữ tử mỉm cười, nàng nhìn thoáng qua vạn giới thành phía dưới, sau đó nói. Ngươi ngược lại là có chút năng lực, rõ ràng tụ tập những thế lực cai vào cùng một chỗ, nhưng đáng tiếc, không có ý nghĩa gì. Vì cái gì không có ý nghĩa? Dương Diệp hỏi lại. Ngươi không cảm thấy hiện tại rất tốt sao? Nữ tử cười nói. Dương Diệp a Dương Diệp, ngươi nghĩ sự tình quá đơn giản. Ngươi biết vì sao bây giờ các ngươi có thể an ổn ở vùng vũ trụ này sinh tồn như vậy không? Bởi vì chúng ta thay các ngươi chặn áp lực từ bên ngoài, nhưng các ngươi tràn đầy địch ý với chúng ta, ví dụ như ngươi muốn giết ta, bọn hắn cũng muốn chúng ta chết. Ngươi nói một chút. Các ngươi có phải lấy oán báo ân hay không? Dương Diệp lắc đầu. Trực giác nói cho ta biết, ngươi không phải đang thủ hộ tam duy vũ trụ. Thiên mệnh này không giống đám người nữ tử váy trắng. Đám người nữ tử váy trắng nhất định là thiệt tình muốn bảo vệ vùng vũ trụ này. Nhưng người trước mắt, đối phương cho hắn cảm giác là, đối phương căn bản không phải người lòng mang thiên hạ thương sinh. Loại người này, sau khi thực lực cường đại tới trình độ nhất định, ý tưởng và cách làm đều sẽ không bình thường. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên khóe miệng nàng hơi cuộn lên, nổi lên nụ cười động lòng người. Đã đoán đúng, thế nhưng không có thưởng. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Hiện tại vùng vũ trụ này đã chậm rãi ổn định, hơn nữa bắt đầu phát triển tốt hơn, người có thể buông tha vùng vũ trụ này không? Nữ tử lắc đầu. Nếu như không phải ta, vùng vũ trụ này sớm đã biến mất. Sở dĩ giữ lại vùng vũ trụ này. Là vì nó có chút tác dụng với ta. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ta cho ngươi một cơ hội, muốn nghe không? Dương Diệp gật đầu.
nói xem. Nữ tử cười nói. Cơ hội này chính là, giao thiện linh và ác linh cho ta. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Thực lực của ngươi đã cường đại như thế nào, còn muốn học người thần bí kia, lợi dụng sinh linh khác đến cường đại thực lực của mình. Nữ tử lắc đầu. Không không, ta không phải muốn nhờ lực lượng của các nàng, ta chỉ cần một vật, nói rõ ràng hơn là thiếu linh, ta cảm thấy, hai người bọn họ kết hợp, vô cùng thích hợp, một âm một dương, một thiên một địa, một tà một chính. Những thứ này, ta đều đã có, chỉ thiếu một thiện một ác. Bất quá bây giờ các nàng còn có chút nhỏ yếu, cho nên ta nguyện ý chờ. Dương Diệp nhìn nữ tử. Ta sẽ làm chết ngươi. Nữ tử nở nụ cười. Cười rất bình tĩnh. Nàng lắc đầu. Cực kỳ lâu trước, rất nhiều người có ý nghĩ giống như ngươi. Ví dụ như Kỳ Bỉ Thiên, Dương Bất Tử ngươi cảm thấy rất lợi hại kia. Không không, các nàng vẫn không tính lợi hại, còn có càng lợi hại hơn bọn hắn. Những người này, bọn hắn đều có ý tưởng giống như ngươi. Mà kết quả thế nào? Nói xong nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Biết rõ vì cái gì ta giữ lại một số người không giết không? Không phải là giết không được, mà là bởi vì nếu như giết các nàng, thì quá không thú vị. Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử nhìn xuống phía dưới, nàng cười nhẹ. Các ngươi đã đều có thủ với ta, cũng được, vậy cảm thụ địch ý của ta đi. Nói xong, tay phải nàng vung lên. Hành đạo kiếm phóng lên trời. Xùy, kiếm phá thương khung, rất nhanh, như có cái gì bị xé mở. Rất nhanh, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi. Thiên có cửu trọng, là chỉ 9 cái không gian, mà giờ khắc này, theo hành đạo kiếm này phóng lên trời, toàn bộ 9 cái không gian toàn bộ bị nát bấy xé rách. Mà ở bên ngoài cửu trọng không gian, từng con mắt thần bí lặng yên ngưng hiệt, những con mắt này nhìn chăm chú vào tam duy vũ trụ, bất quá như kiêng kỵ cái gì, chúng chỉ dám nhìn, không dám tiến lên. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Lúc trước ta thiết chí bình chướng tam duy vũ trụ, hiện tại không có. Đến, để cho ta nhìn xem, bọn ngươi làm sao thủ hộ vùng vũ trụ này. Dương Diệp nhìn nữ tử. Từ nay về sau, tam duy vũ trụ này, do chúng ta bảo vệ. Nói xong Dương Diệp quay người nhìn xuống phía dưới, gầm thét. Truyền lệnh vạn giới, tất cả có thể đánh đều chạy đến vạn giới thành cho lão tử, để cho nữ nhân này nhìn xem, không có nàng. Tam duy vũ trụ chúng ta vẫn sống như trước. Phía dưới, nghe được lời của Dương Diệp, Đinh Thược Dược lập tức hành động. Hiệu lệnh vạn giới. Nếu là lúc trước, cái hiệu lệnh vạn giới này chính là một chê cười, nhưng bây giờ, vạn giới thành ra lệnh, có thể ở trong thời gian ngắn nhất truyền tới vạn giới. Không chung. Nữ tử nhìn Dương Diệp mỉm cười, sau đó mắt nhìn xuống phía dưới, nàng tựa như một thần linh nhìn xuống chúng. Sinh. Dương Diệp không có nói gì, quay người rời đi. Hiện tại, nói không có ý nghĩa gì. Nữ tử cũng không có ra tay với Dương Diệp, nàng nhìn thoáng qua phía dưới, khóe miệng hơi cuộn lên, cười rất sâu xa, sau đó xoay người rời đi, cứ như vậy, nữ tử ở trong vô số ánh mắt biến mất. Lúc trước phương hướng nữ tử kia nhìn, một hư ảnh lặng yên ngưng hiện. Chính là người thần bí của mạt pháp chi địa. Người thần bí ngẩng đầu nhìn phương hướng nữ tử rời đi, im lặng không nói. Ở bên cạnh hắn là Thụ Vô Biên cùng với đám người tá mạc. Là nàng. Thụ Vô Biên nhìn vùng hư không đó, mà TC không biểu tình. Người thần bí gật đầu. Thụ Vô Biên nói. Nàng càng sâu không lường được. Người thần bí im lặng không nói. Ở sau lưng bọn họ, đám người tá cơ mạc cũng đang nhìn vùng hư không kia. Thiên mệnh. Nàng kia, chính là thiên mệnh mạnh nhất. Tuy chỉ là một phân thân. Nhưng mới vừa rồi nữ tử nhìn qua, lại để cho bọn họ tâm thần rung động. Thâm bất khả trắc, tựa như vũ trụ. Cái này là cảm giác mà nữ tử cho đám người tá mạc. Sau một lúc lâu, người thần bí đột nhiên nói. Mục tiêu của nàng cũng là thiện linh và ác linh, không thể để cho thiện linh và ác linh rơi vào trong tay nàng, bằng không thì chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thụ Vô Biên lạnh nhạt nói. Hiện tại xuất thủ sao? Người thần bí lắc đầu. Trước để cho tam duy vũ trụ tiêu hao, chờ thực lực của bọn hắn yếu nhất, chúng ta lại xuất thủ. Tam duy vũ trụ này sẽ hủy sao? Lúc này tá mạc đột nhiên hỏi. Người thần bí nhìn thoáng qua tá mạc. Nếu thiên mệnh không trấn thủ mảnh không gian kia, bọn hắn không giữ được. Tá mạc trầm mặc. Rất nhanh, mọi người quay người biến mất không thấy gì nữa.
Vạn Giới Thành. Trong đại điện, Dương Diệp cầm đầu, thần sắc mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Dương Diệp trầm giọng nói. Chư vị, sự tình vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, các ngươi là thủ hay đi. Thủ. Lúc này một lão giả đột nhiên đứng dậy. Mọi người nhìn về phía lão giả trầm giọng nói. Chư vị, lúc này đây chúng ta không thể lui được nữa, nếu như đi, cả Tam Duy Vũ Trụ sẽ xong đời. Nói ích kỷ một chút, hiện tại Tam Duy Vũ Trụ này là địa bàn của chúng ta, cũng là địa bàn cuối cùng của chúng ta, bởi vì chúng ta căn bản không có khả năng chạy trốn ra khỏi Tam Duy Vũ Trụ này, cũng không có thực lực kia. Mọi người gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhất định phải thủ, hơn nữa là tử thủ. Bởi vì nếu như bọn hắn lựa chọn trốn, Dương Diệp nhất định sẽ ly khai, lúc kia, bọn hắn chết càng thảm hại hơn. Trái lại, nếu như bọn hắn nguyện ý lưu lại cùng nhau đối mặt, có hỗ trợ của Dương Diệp, phần thắng của mọi người sẽ càng lớn. Đều là lão quái vật sống mấy vạn năm, nhìn sự tình vẫn rất thấu triệt. Hiện tại lùi lại, nếu Dương Diệp buông tay mặc kệ, bọn hắn đều phải chết. Lúc này Dương Diệp nói. Nếu như mọi người nhất trí, vậy thì làm đi. Truyền lệnh vạn giới, để cho tất cả cường giả mệnh cảnh đến giúp đỡ, không đến cũng được, nhưng vạn giới thành phải ghi chép lại, người không đến, suốt đời không được bước vào vĩnh hằng quốc độ. Ngươi không đến giúp, có thể, ta không ép ngươi, nhưng chỗ này, ngươi vĩnh viễn không thể bước vào. Dương Diệp hắn không phải người thích bước kẻ khác, thái độ của hắn rất rõ ràng, ngươi đến giúp đỡ, hoan nghênh, không đến giúp cũng không có việc gì, nhưng ngày sau chỗ tốt ngươi cũng đừng nghĩ dính. Sở dĩ cường giả mệnh cảnh quan tâm vạn giới thành, tự nhiên là bởi vì huyền khí ở nơi này có ích với bọn họ, huyền khí những địa phương khác, căn bản không thỏa mãn được cường giả mệnh cảnh. Có thể nói, chỉ cần cường giả mệnh cảnh muốn tăng lên, nhất định phải tới vĩnh hằng quốc độ. Đối với cách làm của Dương Diệp, mọi người tự nhiên là tán thành. Nếu không thể chung hoạn nạn, nói gì cộng hưởng phú quý. Rất nhanh, từng mệnh lệnh từ vạn giới thành truyền ra. Mà Dương Diệp, Kiếm Vô Địch còn có đám người Viêm Vũ thì đã đi ra vạn giới thành, mấy người đến trong hư không, ở trong hư không, bọn hắn thấy được một ít con mắt. Một ít sinh vật không thuộc về Tam Duy Vũ Trụ. Cửu trọng không gian bị thiên mệnh phá mất, hiện tại giữa Tam Duy Vũ Trụ và Tứ Duy Vũ Trụ không có bất luận bình chứng gì, có thể nói, Tam Duy Vũ Trụ đã trần trụi bại lộ ở trước mặt Tứ Duy Vũ Trụ. Bất quá những con mắt kia hiển nhiên vẫn còn kiêng kỵ cái gì, không có dám xuống. Dương Diệp biết, những tồn tại này kiêng kỵ thiên mệnh, mà khi chúng nó minh bạch ý đồ của thiên mệnh, chính là thời khắc chúng tiến vào Tam Duy Vũ Trụ. Rất mạnh. Lúc này bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Vô Địch trầm giọng nói. Ít nhất đều là mệnh cảnh đỉnh phong, người của chúng ta khả năng ngăn không được. Dương Diệp nhẹ gật đầu, những con mắt kia, hắn tự mình tiếp xúc qua, lúc trước hắn cùng với An Nam Tĩnh liên thủ cũng không thể chém giết một con, đương nhiên dùng thực lực của hắn và An Nam Tĩnh hiện tại, là hoàn toàn không sợ. Nhưng cường giả mệnh cảnh của vạn giới thành chống lại những con mắt này, phần thắng quá nhỏ. Ngươi có tính toán gì không? Kiếm Vô Địch nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ. Không có tính toán gì. Nếu những con mắt này đi vào Tam Duy Vũ Trụ, toàn bộ sinh linh của Tam Duy Vũ Trụ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên nếu như muốn giữ được nơi này, chỉ có chiến, không có cách nào khác. Kiếm Vô Địch nhẹ gật đầu. Vậy đánh đi. Viêm Vũ cười nói. Vận khí không tốt lắm à. Thiên Vũ tộc ta mới xuất thế, liền gặp phải sự tình như thế. Vãng Sinh tộc tộc trưởng cũng cười nói. Kỳ thật, cũng không tính hoàn toàn là chuyện xấu, nếu như mọi người có thể gánh vác qua nguy cơ lần này, sau này chúng ta sẽ dục hỏa trọng sinh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười nói. Đừng quá bi quan, dù sao cứ duy trì như vậy là được rồi. Cái khác, đừng nghĩ nhiều. Dương Diệp cổ quái nhìn thoáng qua Âm Dương Tiên. Ngươi sẽ không đụng phải nàng chứ? Âm Dương Tiên trầm giọng nói. Nàng nhìn ta một cái. Dương Diệp. Âm Dương Tiên lắc đầu. Nàng không có ra tay với ta, đó là ánh mắt bỏ qua, nàng coi thường ta. Nói đến đây, thần sắc hắn hơi có chút dữ tợn. Dương Diệp nói. Nàng coi thường ngươi, ngươi có thể đánh nàng à? Âm Dương Tiên nhìn về phía Dương Diệp. Ta đánh không lại nàng. Dương Diệp im lặng. Người đánh không lại nàng, bị không để ý tới còn không được sao? Chẳng lẽ muốn nàng chú ý ngươi ngươi mới chịu?
Lúc này Âm Dương Tiên đột nhiên nói. Có phải nàng tới tìm ngươi hay không? Dương Diệp gật đầu. Nàng không có giết ngươi. Âm Dương Tiên hỏi. Mặt Dương Diệp đen lại, hắn chỉ hư không? Nhìn thấy không? Âm Dương Tiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu. Đã minh bạch. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Tiền bối, hiện tại ta thiếu người, ngươi lưu lại giúp một tay được không? Âm Dương Tiên không có cự tuyệt, bất quá cũng không nói gì. Có hy vọng. Dương Diệp vội vàng nói. Tiền bối, dù sao ngươi bây giờ cũng không có địa phương tốt đi, không bằng trước ở lại Vạn Giới Thành. Đương nhiên, nếu tiền bối muốn đi, tùy thời có thể. Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Có thể. Nghe vậy, trên mặt Dương Diệp nổi lên nụ cười. Âm Dương Tiên này cũng không phải cường giả mệnh cảnh bình thường, có sự gia nhập của hắn, đối với Vạn Giới mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn liếc nhìn mọi người, sau đó nói. Các ngươi về trước đi. Kiếm Vô Địch nhíu mày. Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ta đi xem. Kiếm Vô Địch lắc đầu. Quá mạo hiểm. Đám người Viêm Vũ vội vàng gật đầu, bây giờ Dương Diệp chính là người đáng tin cậy, nếu như hắn gặp chuyện không may, hết thảy xong đời. Dương Diệp cười nói. Yên tâm, ta sẽ không sằng bậy. Hơn nữa nếu như ta muốn đi, chúng không ngăn được ta. Kiếm Vô Địch còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp trước tiên nói. Không có chuyện gì đâu, ta có chừng mực. Kiếm Vô Địch nói. Người còn lại trở về, ta đi lên với ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Ta cũng đi. Âm Dương Tiên đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Âm Dương Tiên nói. Những con mắt kia, ta cũng vô cùng tò mò, muốn đi xem, có thể chứ? Dương Diệp cười nói. Tự nhiên. Cứ như vậy, ba người phóng lên trời, thẳng vào trong tinh không. Đám người Viêm Vũ quay người về Vạn Giới Thành. Ở trung ương Vạn Giới Thành, Đinh Thực Dược mang theo Tiểu Bạch và Nhị Nha, An Nam Tĩnh đi theo Trận Đạo Tử tới một mảnh đất trống. Tiểu Bạch và Nhị Nha không đi theo Dương Diệp, bởi vì nàng phải giúp Trận Đạo Tử làm trận pháp. Đương nhiên, vì an toàn của nàng, hầu như tất cả cường giả mệnh cảnh của Vạn Giới Thành đều đi theo, sau đó phòng bị ở bốn phía. Trừ lần đó ra, An Nam Tĩnh và Nhị Nha cũng tự mình hộ tống. Tiểu Bạch, hiện tại nàng là người quan trọng nhất, ai gặp chuyện không may cũng được, nhưng không thể để cho nàng gặp chuyện không may. Trận Đạo Tử lấy ra một cái đĩa màu đen nhánh, hắn chuyển động đĩa, rất nhanh, mảnh đất trống ở trước mặt bọn họ xuất hiện một khe hở màu lam thật lớn, trong khe hở, vô số năng lượng không ngừng du động. Trận Đạo Tử nhìn về phía Đinh Thực Dược. Hiện tại ta muốn triệt để hoàn thiện tòa trận pháp này, bảo nàng cho ta linh khí, càng nhiều càng tốt. Đinh Thực Dược khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, cười nói. Tiểu Gia Hỏa, nhờ ngươi. Tiểu Bạch lấy ra một cái hồ lô màu đen, nàng đưa hồ lô tới trước mặt của Trận Đạo Tử. Đây là lúc trước nàng từ trong tay mặt pháp chi địa đoạt được, bên trong tụ tập vô số linh khí. Trận Đạo Tử tiếp nhận hồ lô nhìn thoáng qua, rất nhanh, tay hắn run rẩy, thật nhiều linh khí. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Nhị Nha chắn ở trước mặt nàng, cùng lúc đó, hơn 20 cường giả mệnh cảnh chắn ở trước mặt Nhị Nha và Tiểu Bạch. Tất cả mọi người như gặp đại địch. Ở cách đó không xa, xuất hiện một nữ tử. Sở dĩ mọi người như gặp đại địch, là vì nữ tử này giống như nữ tử lúc trước trên hư không kia. Hoàn toàn y chang không khác. Tuy mọi người như gặp đại địch, nhưng ánh mắt Tiểu Bạch sáng lên, sau đó nàng bay về phía nữ tử váy trắng kia. Sắc mặt mọi người đại biến, đang muốn ngăn trở, bất quá nhìn thấy An Nam Tĩnh lắc đầu, mặc dù những người kia có chút do dự, nhưng cuối cùng không có động thủ. Tiểu Bạch đi tới trước mặt nữ nhân kia, tiểu trảo nàng vụng múa rất nhanh. Đối với nữ tử váy trắng, nàng tự nhiên là có hảo cảm. Bởi vì lúc trước nữ tử váy trắng giúp nàng và Dương Diệp không ít. Nữ tử mỉm cười, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói. Hắn ở đâu? Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó tiểu trảo chỉ lên trời, nhưng lúc này, Dương Diệp cũng xuất hiện. Chứng kiến nữ tử, Dương Diệp mỉm cười. Đã lâu không gặp. Hắn nói xong, một thanh kiếm lờ đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó trở lại trước mặt nữ nhân. Vãng sinh kiếm. Cô gái trước mắt này,
đúng là bạch y thiên mệnh. C. Nữ tử váy trắng cười nhẹ. Đi nói chuyện một chút. Nói xong, tay phải nàng vung lên, Dương Diệp, Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha trực tiếp biến mất. Trong tràng, tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Thiên mệnh, người vừa rồi là thiên mệnh. Nghĩ vậy, rất nhiều người chảy ra mồ hôi lạnh. Ngoài vạn giới thành, Dương Diệp và nữ tử váy trắng kề vai hành tẩu, Nhị Nha ở một bên, Tiểu Bạch thì ngồi ở trên vai Nhị Nha, hai tiểu gia hỏa thỉnh thoảng nhìn Dương Diệp và nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Ngươi không có để cho ta thất vọng. Dương Diệp không nói gì. Nữ tử váy trắng lại nói. Ta biết trật tự mới của ngươi, một trật tự rất không tệ. Dương Diệp nói khẽ. Có thể giúp ta không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Có thể. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng khẽ cười nói. Ngươi biết không, kỳ thật ba tỷ muội chúng ta cũng nhìn không thấu lão đại. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhíu mày. Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Lão đại nhìn rất xa, nghĩ cũng rất xa, dã tâm. Cũng rất lớn, lớn trước nay chưa có. Mà chúng ta, hoàn toàn không biết nàng muốn làm gì. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ta không thể đối địch với nàng, bởi vì chúng ta gặp mặt, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời có thể dung hợp chúng ta, mà chúng ta, không có sức phản kháng, nàng là chủ thể. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta không muốn nhìn thấy như vậy. Nữ tử váy trắng cười nói. Một ít cách làm của lão đại, ta cũng không ủng hộ. Còn ngươi, ta thật rất vui mừng, đối mặt nàng, ngươi có can đảm nói không, có can đảm không đón ý nói hùa nàng. Đương nhiên, nếu như ngươi đón ý nói hùa nàng, khả năng chết càng nhanh hơn. Dương Diệp cười cười, không nói gì thêm. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trên vai Dương Diệp. Tiểu chảo nàng chỉ nữ tử váy trắng, sau đó nhẹ nhàng vung múa. Dần dần, Dương Diệp nhíu mày, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng. Người bị thương. Nữ tử váy trắng gật đầu. Bị thương. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, cười nói. Tiểu gia hỏa, người thật lợi hại. Tiểu chảo của Tiểu Bạch vung vẩy, cũng không biết nàng đang nói cái gì. Dương Diệp trầm giọng nói. Bị thương như thế nào? Nữ tử váy trắng chỉ hư không. Dương Diệp đã minh bạch. Nữ tử váy trắng lại nói. Lần này tới, là tới tìm ngươi lấy lại kiếm, ở bên ngoài, không có thanh kiếm này, sẽ ăn chút thiệt thòi gì. Hơn nữa hiện tại ngươi tựa hồ cũng tìm được kiếm của mình, vãng sinh kiếm này, đối với ngươi mà nói, tác dụng không lớn rồi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Cần ta giúp một tay không? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Bảo vệ cẩn thận nơi đây, bên ngoài tương đối mạnh, chúng ta sẽ thay ngươi ngăn cản một chút. Các ngươi không sợ chọc giận nàng sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Chúng ta không sợ, dù sao chúng ta và nàng vốn là một thể. Mặc dù hiện tại có tư tưởng độc lập, nhưng vẫn là nhất thể. Dương Diệp cười khổ. Nếu nàng dễ nói chuyện như ngươi thì tốt rồi. Nữ tử váy trắng lắc đầu cười cười, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không. Sau đó nói, lão đại phá vỡ bình chướng lúc trước nàng thiết chí, nếu như ta không đoán sai, nàng tính toán, đã sắp chuẩn bị kết thúc rồi. Đương nhiên, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt của ngươi là đối mặt những tồn tại kia của tứ duy vũ trụ. Có thể nói chi tiết một chút không? Dương Diệp hỏi. Đối với không gian tứ duy vũ trụ, hắn còn không quá hiểu, chỉ biết đó là một thế giới cao hơn tam duy vũ trụ. Nữ tử váy trắng có chút trầm ngâm. Sau đó nói, sinh vật ở tứ duy vũ trụ, kỳ thật cao cấp hơn sinh vật ở tam duy vũ trụ một chút, bọn hắn tiến hóa sớm hơn chúng ta, thực lực tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn. Tam duy vũ trụ, bất quá vào năm đó, ta hoàn chỉnh đã từng tiến vào vũ trụ kia, chém giết rất nhiều cường giả của thế giới kia, còn về sau ta chia làm bốn, bởi vì lúc đó ta quá mạnh mẽ, trừ khi triệt để ly khai tam duy vũ trụ, bằng không thì bổn tôn của ta sẽ hủy tam duy vũ trụ này. Vì cái gì không ly khai? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ta cũng không biết vì sao không ly khai. Dương Diệp nhíu mày, làm sao có thể? Nữ tử váy trắng nói khẽ. Lão đại, hẳn là có mưu đồ khác, cái mưu đồ này, làm cho nàng không tiếp tự mình giải thể, suy yếu thực lực của mình. Hơn nữa, nếu như ta không đoán sai, nàng hẳn phong ấn một ít trí nhớ mấu chốt của ba người chúng ta. Dương Diệp trầm giọng nói.
nàng muốn làm cái gì? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Ta cũng nhìn không thấu. Vào năm đó, cho dù là tứ duy vũ trụ, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của ta ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng nàng dừng bước. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Không cần để ý nàng, nhưng mà ta nghĩ, thời gian hẳn sắp tới. Dương Diệp cười khổ. Hết lần này tới lần khác để cho ta gặp được. Nữ tử váy trắng vỗ vai Dương Diệp. Nhớ kỹ lời của ta bây giờ, bốn người chúng ta hợp nhất, xác thực là một loại trạng thái mạnh nhất, nhưng không hợp nhất, nàng đồng dạng rất mạnh, bởi vì vô số năm qua, nàng một mực đang tu luyện, hơn nữa ta sợ nàng đã tu luyện tới. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp vội hỏi. Cái gì? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Nếu như nàng thật tu luyện đến loại trình độ đó, cũng chính là độ cao của bản tôn đã từng đạt tới, ý tứ của ta là, hiện tại nàng khả năng đã đạt tới trình độ đỉnh phong lúc trước. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng lên. Nếu quả thật như vậy, vậy không khỏi quá kinh khủng đi, hơn nữa nếu như có một ngày bốn người hợp nhất, dung hợp nữ tử váy trắng, đột sát còn có hắc muội, thực lực của ba người này hội tụ, lúc kia, thực lực của nàng sẽ nghịch thiên đến loại trình độ nào? Nghĩ vậy, Dương Diệp có chút tê cả da đầu. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Sợ không? Dương Diệp gật đầu. Dương Diệp gật đầu. Có chút sợ. Nữ tử váy trắng nở nụ cười. Sắc đẹp của nàng vốn khuynh quốc khuynh thành, nụ cười này, cho dù là Dương Diệp, cũng nhìn có chút tâm thần hoảng hốt. Bất quá còn tốt, hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, lần nữa nhìn về phía nữ tử, trong mắt chỉ có tôn kính. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Trở về đề tài mới vừa rồi, những sinh linh ở tứ duy vũ trụ kia, chúng ta xưng là ngoại ma, đương nhiên, chúng ta ở trong mắt chúng, phỏng chừng cũng là ma. Bây giờ tứ duy vũ trụ đã bị nhất thống, một chủng tộc cường đại thống trị, mà trừ tộc này, mảnh vũ trụ kia không có bất kỳ tộc khác rồi. Vào năm đó, lão đại cơ hồ là dùng sức một mình chặn bọn hắn. Sức một mình. Dương Diệp nhíu mày. Nữ tử váy trắng gật đầu. Nàng và tứ duy vũ trụ chi chủ đơn đấu, nàng thắng. Từ đó về sau, người kia không dám bước ra tứ duy vũ trụ nửa bước, đối phương chỉ có mượn nhờ lực lượng của tứ duy vũ trụ mới có thể cùng lão đại chiến một trận, nếu ra tứ duy vũ trụ, hắn không phải đối thủ của lão đại. Mà lão đại vốn có thể giết đến, nhưng nàng không làm. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn Dương Diệp. Nàng mưu đồ khả năng không chỉ là tam duy vũ trụ, còn có. Nói đến đây, sắc mặt nữ tử váy trắng biến đổi, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, thân hình nàng run lên, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Dương Diệp thấy thế, vội vàng đi theo lên. Tiểu Bạch cũng muốn theo, nhưng bị Nhị Nha ôm vào trong lòng, Nhị Nha nhếch miệng. Tiểu Bạch, người đừng có đi, hèn mọn bị ổi một chút. Tiểu Bạch. Trong hư không, nữ tử váy trắng ngự kiếm kích bắn đi, mà sau lưng nàng, Dương Diệp theo sát, nhưng rất nhanh. Thanh âm của nữ tử váy trắng đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Đừng theo tới. Nữ tử váy trắng nói xong, đột nhiên, trong hư không xa xa, một thanh kiếm phá không bay đến. Hành đạo kiếm. Kiếm tựa như sao băng xẹt qua trời cao, giờ khắc này, toàn bộ tinh không ảm đạm phai mờ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp lập tức âm trầm xuống, bởi vì mục tiêu của hành đạo kiếm kia, đúng là nữ tử váy trắng. Lúc này nữ tử váy trắng ngừng lại, tay phải nàng bấm tay điểm một cái, vãng sinh kiếm bắn nhanh ra. Xa xa, ầm, theo một tiếng nổ vang, vãng sinh kiếm bị đánh bay, mà hành đạo kiếm thì tốc độ không giảm, trực chỉ nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng khẽ vẫy tay phải, vãng sinh kiếm lần nữa xuất hiện ở trong tay nàng, bất quá giờ khắc này, vãng sinh kiếm lại rung động kịch liệt, còn có vết rạn. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hành đạo kiếm. Một bên, Dương Diệp muốn ra tay, nhưng nữ tử váy trắng lắc đầu, ngăn trở Dương Diệp. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, hành đạo kiếm cách nữ tử váy trắng càng ngày càng gần. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên cầm kiếm dán mi tâm, sau một khắc, nàng giơ kiếm đâm một cái. Một kiếm rất bình thản, nhưng lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Cỗ lực lượng kia để cho Dương Diệp đã nửa bước phàm kiếm cũng trở nên động dung. Nhưng mà ngay lúc này, hành đạo kiếm đột nhiên ngừng lại. Sau một khắc, đồng tử của nữ tử váy trắng bỗng nhiên co rụt lại. Xuy! Hành đạo kiếm xuyên qua trước ngực của từ nữ tử váy trắng.
một vết máu tươi bắn ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp đại biến, nhưng rất nhanh, miệng vết thương trước ngực nữ tử váy trắng lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Mà cách đó không xa, hành đạo kiếm cũng không có xuất kiếm lần nữa, lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó. Sau một lúc lâu, một giọng nói từ thế giới rất xa xuyên qua tầng tầng không gian thẩm thấu đến. Lại bước vào giới này, sẽ lấy mạng người. Theo thanh âm này rơi xuống, hành đạo kiếm đột nhiên hóa thành kiếm quang biến mất ở trong tỉnh không. Lúc này nữ tử váy trắng nhìn về phía Dương Diệp. Một ít tồn tại khá mạnh ở thế giới bên ngoài, ta thay ngươi ngăn cản, còn dư lại, nhìn chính ngươi rồi. Nói xong, nàng quay người biến mất, cứ như vậy, nữ tử váy trắng ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, biến mất ở trong vùng sao trời kia. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía mảnh không gian lúc trước hành đạo kiếm biến mất. Nữ nhân kia không cho đám người nữ tử váy trắng bước vào tam duy vũ trụ. Sắc mặt Dương Diệp cực kỳ âm trầm. Nàng cuối cùng mưu đồ thứ gì? Tam duy vũ trụ này có gì đáng giá nàng mưu đồ? Trăm mối vẫn không có cách giải. Dương Diệp quay người rời đi. Nhưng lúc này, đột nhiên hắn ngừng lại, sau đó xoay người, cách đó không xa, một cự nhân chạy nhanh tới. Chứng kiến cự nhân, hai mắt Dương Diệp hơi híp lại. Không cần phải nói, cự nhân chính là do những ánh mắt thần bí kia hóa thành. Mà cự nhân trước mắt này, là được phái đến dò xét, một là thăm dò thái độ của thiên mệnh, hai là thăm dò thực lực của tam duy vũ trụ. Niệm đến tận đây, đột nhiên Dương Diệp đi về phía cự nhân, mà giờ khắc này, ánh mắt của cự nhân cũng đã rơi vào trên người Dương Diệp, sau một khắc, một cỗ uy áp cường đại bay thẳng đến. Lấy thế ép người. Bất quá cỗ khí thế này rơi ở trên người Dương Diệp, giống như nhẹ gió phất núi, Dương Diệp không có một chút sự tình. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong tràng, một tàn ảnh lướt qua. Sau một khắc, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của cự nhân. Tay phải của cự nhân quét qua, cái quét này, cả không gian bị quét chấn động lên. Rất nhanh, cánh tay to lớn quét tới kiếm quang, nhưng nó không có khả năng quét bể kiếm quang, trái lại, sợi kiếm quang kia chém xuống, trực tiếp chặt đứt cánh tay. Kiếm tiến nhanh thẳng xuống, từ đỉnh đầu cự nhân chém đến cùng. Dưới chân cự nhân, Dương Diệp thu kiếm, quay người rời đi. Sau lưng hắn, thân thể cự thân đột nhiên tách ra. Miểu sát. Chỉ chốc lát, một giọng nói ở trong phiến tinh không kia vang vọng lên. Cha người này. Dương Diệp về tới vạn giới thành, vừa trở lại vạn giới thành, đám người kiếm vô địch liền ra đón, chứng kiến Dương Diệp không có việc gì, mọi người đều thở dài một hơi. Biến cố lúc trước, bọn họ đều biết rõ, vốn bọn hắn cũng muốn đi chung. Bất quá bị Đinh Thược Dược ngăn cản. Trong mắt của Đinh Thược Dược, nếu như Dương Diệp và nữ tử váy trắng kia cũng không thể tự vệ mà nói, bọn hắn đi cũng là chịu chết. Dương Diệp nói, có cường giả mệnh cảnh đuổi tới hay không? Đinh Thược Dược trầm giọng nói, đã đến một vị. Một vị. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Là không người, hay có người không muốn đến? Đinh Thược Dược nói khẽ. Theo ta được biết, hẳn là có một ít. Nhưng khả năng không nhiều. Bất quá những người này sợ là sẽ không đi ra. Bởi vì lúc trước Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hoang Tộc Đại Chiến, là thời điểm bọn hắn đi ra chiếm tiện nghi tốt nhất, thế nhưng bọn hắn vẫn không ra, hiển nhiên những người này hoặc là bế tử quan, hoặc không muốn gây chuyện. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nếu như bọn hắn không chịu tới, quên đi, chính chúng ta giải quyết. Nói xong hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám người Viêm Vũ. Các ngươi xuống dưới an bài một chút đi, tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Mọi người gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi theo Đinh Thược Dược đến trung tâm thành, hai người tìm được Trận đạo tử, Dương Diệp nói. Trận lão, chuyện trận pháp, kính xin tăng thêm tốc độ. Hắn hiện tại, cần phải vận dụng hết thảy lực lượng có thể dùng. Trận đạo tử hiển nhiên cũng biết tình cảnh của vạn giới thành, khẽ gật đầu. Ta sẽ tăng thêm tốc độ. Bất quá cần một ít nhân thủ. Một bên, Đinh Thược Dược nói. Ta sẽ phối hợp ngươi. Trận lão gật đầu. Như thế không thể tốt hơn nữa. Dương Diệp cùng Đinh Thược Dược quay người rời đi. Trên đường, Dương Diệp trầm giọng nói. Giúp ta tìm một số người. Đám người U Minh Điện. Đinh Thược Dược hỏi. Dương Diệp gật đầu. Cha hành tung của các nàng, ta. Nói đến đây, đột nhiên hắn ngừng lại.
bởi vì hắn có chút do dự, hắn thật có chút không muốn cuốn các nàng vào. Lúc trước chuyện của hồn giáo, làm hại các nàng đủ thảm rồi. Ninh Thược Dược nói khẽ. Ta đã biết tung tích của các nàng. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Đinh Thược Dược cười nói. Các nàng liên hệ ta, các nàng nói, các nàng sẽ đến, bất quá sẽ trễ một chút. Dương Diệp lắc đầu cười cười, trong nội tâm rất ấm. Đinh Thược Dược lại nói. Trừ bọn họ ra, còn có một vài người. Hả? Dương Diệp tò mò nhìn về phía Đinh Thược Dược. Còn có người. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu. Một ít cố nhân. Nói xong nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời. Hẳn đã đến. O-O-O-N. Di theo thanh âm của Đinh Thược Dược rơi xuống, bên ngoài vạn giới thành, từng tiếng kiếm reo vang vọng lên. Tiếng kiếm reo. Rất nhanh, mấy chục đạo kiếm quang tiến vào trong vạn giới thành. Hiển nhiên, Đinh Thược Dược sớm đã bàn giao, bởi vậy không có người ngăn cản những kiếm quang này. Chỉ chốc lát, hơn 10 người xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Chứng kiến những người này, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Đệ tử Cổ Kiếm Tông. Trước mắt, vậy mà toàn bộ là đệ tử Cổ Kiếm Tông, cầm đầu đúng là Tuyết Trưởng Lão và Cổ Nghiệt, Lục Vân Tiên. Lúc trước người Cổ Kiếm Tông may mắn còn sống sót, đều tới. Đám người Cổ Nghiệt nhìn Dương Diệp thi lễ. Tông chủ. Tuy bọn hắn cơ bản cũng đã là tông chủ, nhưng trong lòng bọn họ, Dương Diệp mới thật sự là Cổ Kiếm Tông tông chủ. Ở trước mặt đệ tử, bọn họ là tông chủ, nhưng mà ở trước mặt Dương Diệp, bọn họ là đệ tử. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Sao các ngươi lại tới đây? Tuyết Trưởng Lão cười nói. Hiện tại là thời điểm tam duy vũ trụ của chúng ta nguy hiểm nhất, loại thời điểm này, chúng ta sao có thể không tới? Cổ Nghiệt cười nói. Tuyết Trưởng Lão nói cực phải, tuy thực lực của chúng ta không mạnh, bất quá ta tin tưởng, chúng ta vẫn sẽ có tác dụng. Dương Diệp khẽ cười nói. Các ngươi đã tới, tông môn các ngươi thì sao? Cổ Nghiệt nói. Cái này không cần lo lắng, chúng ta đã giao phó xong. Dương Diệp nhìn mọi người, trầm mặc một lát, sau đó hắn nghiêm mặt nói. Yên tâm, các ngươi tới như thế nào, ta sẽ để cho các ngươi trở về như thế đó. Cổ Nghiệt cười nói. Nếu đã tới, sinh tử liền sớm đã không để ý rồi. Nội tâm Dương Diệp có chút phức tạp, trước mắt thực lực của những người này, không thể nói yếu, nhưng so sánh với địch nhân hiện tại bọn hắn phải đối mặt. Xác thực không đủ mạnh, nhưng bọn hắn đều tới. Bọn hắn biết rõ đến có thể sẽ chết, nhưng vẫn tới. Không vì lợi, chỉ vì tình. Chẳng biết tại sao, nhìn sắc mặt hưng phấn của đệ tử Cổ Kiếm Tông, trong nội tâm Dương Diệp xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị. Tình. Thế gian này, không chỉ có tình thân tình yêu, còn có tình bạn, tình huynh đệ. Chuyện tình cảm, phong phú toàn diện. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn vỗ bờ vai của Cổ Nghiệt. Sau đó nói, đi, mang bọn ngươi đi gặp một lão tiền bối, các ngươi cố gắng học theo hắn tập. Nói xong hắn mang theo mọi người tìm kiếm vô địch. Dương Diệp đi vào trước mặt kiếm vô địch, cười hì hì. Sư tổ, những thứ này đều là đồng môn của ta, ân, cũng coi như là đồ tôn của ngươi, ngươi chỉ đạo bọn hắn một chút được không? Thời khắc này Dương Diệp hoàn toàn không giống như cường giả đứng đầu tam duy vũ trụ, càng không giống như vạn giới thành thành chủ. Đáng giá nhắc tới là, hiện tại Dương Diệp được mọi người ngầm thừa nhận là vạn giới thành thành chủ. Kiếm vô địch nhìn thoáng qua Dương Diệp mặt dày mày dạn, lắc đầu thở dài. Ngươi cái tên này. Nói xong hắn nhìn về phía đám người Cổ Nghiệt, sau đó nói. Đều lưu lại đi, còn có thể học bao nhiêu, ngộ bao nhiêu, nhìn vận mệnh của chính các ngươi. Nghe vậy, đám người Cổ Nghiệt vội cung kính thi lễ. Tuy không biết lão nhân kia là ai. Nhưng Dương Diệp cũng tôn kính như vậy, còn gọi sư tổ, thực lực có thể yếu sao? Tranh thủ thời gian ôm đùi mới được. Nhìn thấy kiếm vô địch đáp ứng, Dương Diệp cũng yên tâm, hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, bởi vì kiếm vô địch đã quen độc lai độc vãng, để cho hắn đi ra dạy người, vẫn có chút khó khăn. Nhưng sự tình thực chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Giao đám người Cổ Nghiệt cho kiếm vô địch, Dương Diệp liền rời đi. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp về tới phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện rỗng tuếch, không có An Nam tính. Thần thức Dương Diệp quét qua Hồng Mông Tháp, rất nhanh, hắn lắc đầu cười cười. Nguyên lai An Nam tính đi dạy dỗ nhị nha. Chuẩn xác mà nói là hai người đánh nhau. Bây giờ nhị nha,
thực lực kia đừng nói An Nam Tĩnh, coi như là Dương Diệp cũng có chút kiêng kỵ. Lực lượng thân thể và thân thể phòng ngự của nhị nha, so với trước mạnh không chỉ một cấp bậc. Ở phương diện lực lượng thân thể và phòng ngự, không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt nhị nha chiếm được tiện nghi. Sau khi nhị nha tu luyện, Tiểu Bạch thì tiếp tục trêu ghẹo đồ đạc của nàng, hiện tại hứng thú duy nhất của nàng chính là rèn những bảo vật kia của Dương Diệp, tăng cường lại tăng cường. Bất quá một ít ý tưởng kỳ quái của nàng, cũng thiếu chút làm ra chuyện lớn. Ví dụ như dung hợp Thiên Chu kiếm và Táng Mệnh kiếm, tự nhiên là không cách nào dung hợp, mà nàng lại mạnh mẽ dung hợp sau đó nàng bị nổ bay. Bất quá còn tốt, nàng không có chuyện gì, bởi vì trước mỗi lần dung hợp, bản thân nàng đều ở xa xa, hiển nhiên nàng đã ý thức được khả năng sẽ ra sự tình. Sau khi kiếm không cách nào dung hợp, nàng lại nghĩ ra một cách khác, dung hợp yêu thú, vì vậy Tiểu Long Tiểu Ngưu cùng các đại yêu bắt đầu bi thảm. Luyện khí không được, vậy luyện yêu. Kỳ thật không có ai biết, Tiểu Bạch đánh bậy đánh bạ, làm cho trong thế giới tương lai nhiều ra một chức nghiệp mới tinh. Trong tinh không, theo hai bóng trắng lóe lên, trong tinh không xa xa đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, từng đạo sóng khí không ngừng bộc phát ra, cùng lúc đó, hai bóng trắng bị chấn liên tục lùi lại mấy vạn trượng. Rất nhanh, hai bóng trắng ngừng lại. Một nữ tử lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa. Tiểu Thiên, chúng ta sắp đến. Hai bóng trắng trước mắt này, đúng là Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú. Hai người nguyên bản thời đại khác nhau, nhưng đã trở thành bằng hữu. Tinh khí rất hợp. Nghe được lời của Thiên Tú, Kỳ Bi. Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, ở trong tỉnh không xa xôi, nàng nhìn thấy một ít điểm sáng thần bí. Hẳn vậy. Kỳ Bi Thiên đột nhiên nói. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, Kỳ Bi Thiên nói khẽ. Tứ duy vũ trụ xa hơn chúng ta tưởng tượng, chứng kiến những điểm sáng kia không? Những điểm sáng kia hẳn là một cứ điểm của bọn hắn, không gian sau điểm sáng, khả năng mới thật sự là tứ duy vũ trụ, Thiên Tú khẽ gật đầu. Không sao, đánh là được. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Đúng, đánh là được. Nói xong nàng giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua. Không biết hiện tại tiểu tử kia như thế nào? Nghe vậy. Thiên Tú quay người nhìn về phía xa xa. Qua hồi lâu, nàng nói khẽ. Hắn không phải một người nhận thua, tin tưởng ta, hắn sẽ theo tới, chúng ta đi thôi. Ngay lúc này, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy bóng trắng này, hai mắt Kỳ Bỉ Thiên híp lại, trong mắt là địch ý sâu đậm. Xa xa bóng trắng kia đúng là Bạch Y Thiên Mệnh. Bạch Y Thiên Mệnh dừng bước lại, nàng nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú, sau đó nói. Sắp đột phá a, hắn bị lão đại theo dõi, mạng nhỏ sắp khó giữ được. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất. Thiên Tú nói. Giết không? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Người này không giống ba thiên mệnh khác. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía tam duy vũ trụ, nhíu mày. Tiểu tử kia lại làm cái gì? Lại bị thiên mệnh lão đại theo dõi? Thiên Tú lắc đầu. Hắn một mực rất biết gây chuyện. Trở về không? Kỳ Bỉ Thiên hỏi. Thiên Tú hỏi. Ta và ngươi liên thủ, có thể thắng thiên mệnh lão đại kia không? Kỳ Bỉ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Hẳn đánh không lại. Thiên Tú nói khẽ. Vậy trước tiên đi đột phá, sau đó tìm nàng đánh. Kỳ Bỉ Thiên cười ha ha. Được, đánh, bị nàng ép mấy vạn năm, lúc này đây, không phải là nàng chết, chính là ta vong, ha ha. Nói xong. Thân hình hai người run lên, biến mất ở xa xa. Ước chừng một lúc lâu sau, hai nữ đột nhiên ngừng lại, bởi vì xa xa, có người đang đại chiến. Là một nữ tử tay cầm trường đao. Dương Bất Tử. Mà cùng Dương Bất Tử đại chiến, là một nữ tử bên hông treo hồ lô rượu, là Đồ Sát. Thiên Mệnh. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Lại xuất hiện một cái. Hai tay Thiên Tú chậm rãi nắm lại, đúng lúc này, trong tinh không xa xôi. Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới, rất nhanh, từng cự nhân xuất hiện ở trong vùng sao trời kia. Khoảng chừng hơn 20 tên, hơn nữa mỗi một vị đều mặc khôi giáp màu tử kim, tay cầm búa lớn dài đến gần 10 trượng. Những người khổng lồ này đứng ở vùng tinh không kia, tựa như một chiến thần, uy áp và khí thế ngập trời chấn động toàn bộ tinh không. Nhưng nam tử cầm đầu lại là một nam tử giống như nhân loại. Mà sau lưng nam tử nhân loại này,
còn có một đại yêu hình thể to lớn, hình giống như sư, hai mắt con đại yêu này đỏ sập, giống như đèn lồng, tứ chi giống như từng cây trụ. Nam tử nhân loại mặc trường bào màu đen, đầu đội nón trụ, trong tay hắn nắm một cây trường thương, thương so với bình thường dài hơn một chút, mũi thương đã gãy một đoạn nhỏ, giống như bị vũ khí sắc bén gì gọt mất. Theo nam tử này và những cự nhân kia xuất hiện, cách đó không xa Đồ Sát và Dương Bất Tử lập tức ngừng lại, hai nữ quay đầu nhìn về phía nam tử, mặt không biểu tình. Nam tử dừng bước lại, nhìn thoáng qua chúng nữ, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Đồ Sát, trong nháy mắt, thần sắc hắn băng lạnh xuống. Thiên mệnh! Đồ Sát nhếch miệng cười cười. Thật không ngờ, cự nhân có nhân loại từ bên kia đi ra, xem ra, người đã đầu nhập vào bên kia. Nam tử lạnh lùng nói. Giết! Theo thanh âm nam tử rơi xuống, đại yêu sau lưng hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, bay thẳng đến Đồ Sát. Đồ Sát khóe miệng cười lạnh, tung người nhảy vọt, đá ra một cước. Ầm! Theo một tiếng nổ vang, đại yêu bị chấn lùi lại, nhưng lúc này, một cây trường thương đi tới trước mặt của Đồ Sát, mà Đồ Sát hiển nhiên đã đoán trước từ sớm, hai tay mãnh liệt hợp lại, chộp lấy cây trường thương, ngay sau đó nàng lấn người về phía trước đá một cước. Khi nàng vung chân, chủ nhân của trường thương cũng vung chân. Ầm! Hai người vừa chạm vào đã phân, mỗi người trở về chỗ cũ. Đồ Sát nhìn thoáng qua nam tử cách đó không xa, cười lạnh. Thật có tài nha! Nam tử đội đầu khôi nhìn thoáng qua đám người Kỳ Bỉ Thiên. Bọn ngươi đều là cường giả của Tam Duy Vũ Trụ, vì sao đi cùng thiên mệnh? Dương Bất Tử nhíu mày. Mắt chó của ngươi mù sao, ngươi thấy ta ở cùng với nàng. Hai mắt nam tử đội đầu khôi híp lại. Ngươi muốn chết? Dương Bất Tử thò tay ngoắc một cái. Tới thử xem. Nam tử đội đầu khôi biến mất ngay tại chỗ, nhưng lúc này, Dương Bất Tử đột nhiên xoay tròn một cái. Sau một khắc, một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn quét ra, cùng lúc đó, một nắm đấm đánh về phía nam tử. Ầm! Một quyền ra, không gian run lên, ngay sau đó đạo nhân ảnh kia bay về chỗ cũ. Mà Dương Bất Tử cũng lui về phía sau gần trăm trượng. Cách đó không xa, nam tử nhìn Dương Bất Tử, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Thật mạnh! Những người trước mắt này đến cùng là... Ai? Nam tử nhìn chúng nữ. Cuối cùng hắn không có lựa chọn thêu dệt chuyện, mà chỉ nói. Chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo những cự nhân sau lưng kia muốn vượt qua đám người Dương Bất Tử, nhưng lúc này, Dương Bất Tử đột nhiên nói. Đi hướng nào? Nam tử cười lạnh. Như thế nào, muốn ngăn chúng ta? Nàng là hỏi ngươi muốn đi CDO. Lúc này Đồ Sát đột nhiên cười tủm tỉm nói. Cười có chút hỏng. Nam tử lạnh nhạt nói. Đương nhiên là đi Tam Duy Vũ Trụ. Nghe vậy, thần sắc của Ác Dương Bất Tử âm trầm xuống, nhưng lúc này, Đồ Sát a một tiếng, sau đó nàng nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú ở cách đó không xa. Các ngươi có thể không biết, hiện tại Dương Diệp đã là trưởng khống giả của Tam Duy Vũ Trụ, hắn tụ tập tất cả cường giả mệnh cảnh của Tam Duy Vũ Trụ, đang chuẩn bị đối kháng Mạt Pháp Chi Địa và Tứ Duy Vũ Trụ, bất quá thực lực của hắn có chút yếu, nếu để cho bọn người kia xuống dưới, hắn sẽ bị đánh chết. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi là đang nói đùa sao? Dương Bất Tử đột nhiên nói. Nàng không nói đùa. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía Dương Bất Tử, Dương Bất Tử nói. Hắn là người Dương tộc ta, ta mới từ phía dưới đi lên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Đồ Sát. Sau này lại chơi chết ngươi. Đồ Sát uống một ngụm rượu, sau đó cười ha ha. Tùy thời xin đợi. Dương Bất Tử không để ý tới Đồ Sát, mà nhìn về phía nam tử kia. Tới đánh. Nói xong, thân hình nàng run lên, bay thẳng đến nam tử kia. Nam tử đang muốn ra tay, lúc này hai đạo khí thức đột nhiên bao phủ hắn, hắn biến sắc, quay đầu nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú, đang định nói, lúc này Thiên Tú đã nói. Từ nơi nào đến, thì lăn về chỗ đó. Hai mắt nam tử híp lại, sau đó bấm tay điểm một cái. Một lệnh bài phóng lên trời, rất nhanh, tấm lệnh bài kia biến mất ở trong tinh không. Hắn gọi cứu binh. Lúc này Đồ Sát vừa uống rượu vừa nói. Nể mặt mũi của Lão Tam và Lão Tứ, hảo tâm nhắc nhở một chút, muốn đánh các ngươi nhanh một chút, bằng không thì đợi tí nữa, các ngươi sẽ không đánh lại. Các ngươi. Nói đến đây, Đồ Sát đột nhiên ngừng lại, bởi vì Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú đã xông ra ngoài. Đồ Sát lắc đầu cười cười.
nàng quay người rời đi, bất quá đi vài bước, giống như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói. Vừa rồi tên kia giống như ra tay với ta, không được, phải đánh báo thù. Nói xong thân ảnh nàng lóe lên. Ở trong đám mây, một nữ tử ngồi ở trước bàn cờ, tay phải cầm cờ trắng, chưa có hạ xuống, viên cờ trắng cai ở đầu ngón tay nàng không ngừng cuồn cuộn. Khóe miệng nữ tử mang theo nụ cười lạnh nhạt. Rất nhanh, nữ tử hạ cờ. Nhưng đối diện nàng không có bất cứ động tĩnh gì. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Hạ. Trong thanh âm lộ ra vẻ chân thật đáng tin. Sau một lúc lâu, bên kia vang lên một giọng nói. Ngươi cố ý phá vỡ bình chướng của Tam Duy Vũ Trụ, chính là muốn để cho ta tiến vào Tam Duy Vũ Trụ, nhưng ngươi tuyệt không phải rảnh rỗi nhàm chán như vậy. Nói đi, ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Ngươi mưu đồ nhiều năm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Nữ tử khẽ cười nói. Ngươi hỏi nhiều lắm. Bên kia trầm mặc. Nữ tử cười nói. Nếu như ngươi không cho người của ngươi tới đây, ta sẽ đi vào. Ngay lúc này, một con cờ đen từ bàn cờ bay lên, sau đó trực tiếp chém về phía nữ tử. Nữ tử thò tay kẹp lấy con cờ này, tiếp đó nàng để quân cờ trở về chỗ cũ. Không nên lại động thủ, giết ngươi, ta cảm thấy không tới hai kiếm. Thanh âm kia nói, chúng ta sẽ không bị ngươi lợi dụng. Khóe miệng nữ tử hơi cuộn lên. Rất tốt. Nói xong nàng cầm lấy hành đạo kiếm đứng dậy đi về phía đối diện. Đi rất tiêu sái. Nữ tử cười nói. Một lát nữa, tứ duy vũ trụ sẽ không có một người sống, kể cả ngươi ở bên trong, ngươi muốn đánh cuộc không? Nữ tử cũng không có dừng bước lại. Ngay thời điểm nữ tử muốn đi ra đám mây, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngươi thắng. Nữ tử dừng bước, nàng đi về trước bàn cờ, kiếm nhẹ nhàng buông, sau đó cười nói. Ngươi biết thời thế, có thể sống lâu hơn một chút. Bên kia trầm mặc. Nữ tử đứng dậy đi tới trước cây khô, nàng đứng ở cạnh cây, mắt nhìn xuống dưới đám mây, sau một lúc lâu, nàng lắc đầu cười cười. Ta mắt nhìn xuống dưới đám mây, cười nhìn muôn dân trăm họ như con sâu cái kiến dẫy giụa. Ở trong tinh không vô tận, đại chiến như trước đang tiếp tục. Đồ sát, Dương Bất Tử, Thiên Tú cùng với Kỳ Bỉ Thiên hiếm thấy liên thủ. Tất cả mọi người chỉ có một mục đích, chính là không cho những cự nhân và nam tử kia tiến vào Tam Duy Vũ Trụ. Đối với Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú mà nói, thiên mệnh là địch nhân, nhưng mà trước mắt tương tự cũng là địch. Nhân. Mới đầu, đám người Kỳ Bỉ Thiên áp chế hoàn toàn đám người cự nhân. Chuẩn xác mà nói, nam tử và những cự nhân sau lưng hắn hầu như chỉ có bị động ăn đòn. Mấy người này liên thủ, thật là quá kinh khủng. Nhưng không lâu lắm. Đám người đồ sát đột nhiên ngừng lại, tứ nữ hầu như là đồng thời nhìn về phía không gian sau lưng nam tử, ở trong vùng tinh không kia, như có đồ vật gì đó muốn ra, mảnh không gian kia không ngừng phập phồng. Rất nhanh, lở dưới tứ nữ nhìn chăm chú, bốn cự yêu từ trong vùng không gian kia chui ra. Bốn con đại yêu đầu như ác lang, vẻ mặt dữ tợn, trong miệng răng nanh dài mấy trượng, người như đại bạc, sau lưng mọc hai cánh, hai chân cường tráng như núi lớn. Dị thú tranh. Cách đó không xa, đồ sát đột nhiên nói. Kỳ Bỉ Thiên nhìn về phía đồ sát lại ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận, trong mắt nàng mang theo vẻ nghi hoặc. Lão đại, người cuối cùng muốn thế nào? Trong chàng không có người rõ ràng bốn đại yêu kia kinh khủng hơn nàng. Bởi vì năm đó nàng đã giao thủ qua, vào năm đó, thiên mệnh lão đại tự mình ra tay, trấn áp siêu cấp cường giả của tứ duy vũ trụ, trừ lần đó ra. Càng chém giết rất nhiều đại năng của tứ duy vũ trụ, dị thú tranh chính là một cái trong số đó. Mà có sự hiện hữu của thiên mệnh lão đại, tứ duy vũ trụ chưa bao giờ dám phái ra tồn tại siêu việt mệnh cảnh đi ra, bởi vì ra một người chết một người. Mà bây giờ, một lần đi ra bốn con dị thú tranh. Đồ sát rất nghi hoặc. Bốn gia hỏa này đến tột cùng là cái quỷ gì? Kỳ Bỉ Thiên lại hỏi. Hiển nhiên. Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú còn có Dương Bất Tử đều cảm nhận được bốn con dị thú tranh cường đại. Đồ sát nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên. Đừng cho bốn con súc sinh này đến Tam Duy Vũ Trụ, bằng không thì, tất cả mọi người bên kia sẽ xong đời. Ngay lúc này, bốn con dị thú tranh đột nhiên tản mát ra uy áp ngập trời thổi quét về phía tứ nữ, chỉ là uy áp, đã làm cho không gian trong mấy trăm ngàn dặm mai một. Giờ khắc này, thần sắc tứ nữ đều ngưng trọng lên. Thiên Tú nói. Giết. Kỳ Bỉ Thiên cười nói.
xem ai giết chết trước. Nói xong, tứ nữ cơ hồ là cùng một lúc biến mất. Mà nam tử kia lại không có tham dự vào, mang theo những cự nhân ở sau lưng biến mất. Giờ phút này đám người đồ sát căn bản không có lực lượng dư thừa để ý tới nam tử cùng với những cự nhân kia. Cứ như vậy, ở dưới nam tử dẫn dắt, đám cự nhân kia bay về phía Tam Duy Vũ Trụ. Vạn Giới Thành. Trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài. Một tiểu gia hỏa đang gõ cái gì đó. Tiểu gia hỏa này, dĩ nhiên chính là Tiểu Bạch. Không biết trải qua bao lâu, Tiểu Bạch đột nhiên vứt linh trượng trong tay, sau đó nâng đồ vật trước mặt xoay người chạy. Rất nhanh, nàng đi tới trong phòng tu luyện, nàng bưng lấy một bao tay màu vàng sậm đưa tới trước mặt Dương Diệp. Hoành Thiên. Dương Diệp nhìn về phía Hoành Thiên, có chút kinh ngạc, bởi vì Hoành Thiên này cùng lúc trước có chút không quá giống. Biến thành càng kiên cố hơn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó Tiểu Trảo vung múa rất nhanh. Nhị Nha. Dương Diệp đã minh bạch, Tiểu Gia Hỏa này lại đi chỗ Nhị Nha hóa duyên lấy lân phiến. Bất quá nàng không phải lấy một lần, mà chỉ lấy vài miếng, chờ Nhị Nha mọc ra lại, nàng lại tới vặt. Cứ như vậy, ngày ngày tích lũy, thời gian dần trôi qua, Hoành Thiên triệt để được cải tạo. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó hắn ôm Tiểu Bạch đi tới chỗ của Nhị Nha, Dương Diệp đi đến trước mặt Nhị Nha, nói khẽ. Nhị Nha, những vải kia, đối với ngươi có ảnh hưởng không? Nhị Nha lắc đầu. Không có ảnh hưởng gì. Nói thật đi. Dương Diệp trầm giọng nói. Nhị Nha cười nói. Thật không ảnh hưởng, Dương ca ca, ta không lừa ngươi. Coi như Tiểu Bạch không lấy những vải kia, ta cũng phải vứt bỏ. Vì sao? Dương Diệp có chút khó hiểu. Nhị Nha nói khẽ. Lân phiến của ta đang không ngừng tiến hóa, mỗi một lần tiến hóa, cái trước đều bị loại bỏ. Nói xong nàng cầm lấy cái đuôi của mình. Nhìn. Dương Diệp nhìn về phía cái đuôi của nàng, lân phiến trên đuôi có chút không giống. Nhị Nha nói. Cho nên những vải kia là ta cho Tiểu Bạch cầm đi, không cầm đi cũng lãng phí. Một bên, Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Là ta nghĩ nhiều rồi. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, cái đầu nhỏ cọ sát bàn tay của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha, người bây giờ nhớ tới chuyện lúc trước không? Nhị Nha lắc đầu. Nhớ sự tình trước kia làm gì, không muốn. Dương Diệp. Nhị Nha nói khẽ. Dương ca ca, ta thích bây giờ, không? Thích trước kia, ta vẫn là ta, lúc trước ta như thế nào, cũng là ta bây giờ, bất quá ta lựa chọn cuộc sống bây giờ. Dương Diệp cười nói. Ta hiểu rồi. Ngay lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột biến, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất. Trong tràng, Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nói khẽ. Tiểu Bạch, phiền toái tới rồi, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, con mắt lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Nhị Nha nhẹ nhàng sờ soạng cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Có phải ngươi lại đang nghĩ ý định quỷ quái gì hay không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng duỗi ra một cái móng vuốt khoanh một vòng tròn, tiếp đó nàng lại đưa ra một cái móng vẽ lên một vòng tròn. Cứ như vậy, hai cái móng vuốt của nàng liên tiếp vẽ lên nhiều vòng vòng. Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch mặt đầy hưng phấn, nàng thấp giọng thở dài. Mẹ của ta đột nhiên phát hiện, Dương ca ca thật rất lợi hại. Hắn lại có thể hiểu ý tứ của ngươi. Nhị Nha ta bội phục hắn. Tiểu Bạch, bên ngoài Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp, lập tức triệu tập chúng cường giả trong Vạn Giới Thành, rất nhanh lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong Vạn Giới Thành phóng lên trời. Trên không Vạn Giới Thành, đám người Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, bên kia, từng đạo uy áp không ngừng áp bách đến, cả tầng mây trên không Vạn Giới Thành cũng đã triệt để tiêu tán. Giờ khắc này, cả Vạn Giới Thành đều cảm nhận được một cỗ áp bách chí mạng. Dương Diệp nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, sau một khắc, ngón tay hắn nhập lại chỉ một cái. Ông! Một đạo kiếm quang phóng lên trời, đạo kiếm quang kia ở trên không trung tựa như một tia chớp lóe lên, trong nháy mắt, uy áp từ trong tinh đều bị chém hết. Trong Vạn Giới Thành, vô số huyền giả như chút bỏ gánh nặng. Trong hư không, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn vùng tinh không kia. Rất nhanh, một nam tử cưỡi đại yêu xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Mà ở sau lưng đại yêu, có gần 20 cự nhân. Thấy một màn như vậy,
thần sắc đám người kiếm vô địch lập tức ngưng trọng lên. Bọn hắn đã cảm nhận được khí tức của những người khổng lồ kia, so với bọn hắn, chỉ mạnh không yếu. Đương nhiên, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở trên người nam tử. Bởi vì nam tử này là nhân loại, người của Tam Duy Vũ Trụ. Trên không trung, nam tử quan sát đám người Dương Diệp ở phía dưới một chút, sau đó lắc đầu cười lạnh. Đã nhiều năm như vậy, người của Tam Duy Vũ Trụ là một đời không bằng một đời rồi. Thân hình Dương Diệp run lên, xuất hiện ở trước mặt nam tử kia. Hai mắt nam tử híp lại, nhưng không có ra tay. Tự tin. Hắn có tư cách tự tin. Dương Diệp ôm quyền, cười nói. Không biết vị này xưng hô như thế nào. Nam tử cười nói. Khương Quân, đương nhiên, ngươi nhất định là chưa từng nghe qua ta, cũng không có tư cách. Dương Diệp cười nhẹ. Nguyên lai là Khương Tiền Bối, không biết Khương Tiền Bối hôm nay tới đây cần làm chuyện gì. Khương Quân lạnh nhạt nói. Ngươi nói ta tới làm gì? Vì sao phải hỏi vấn đề ngu xuẩn như thế? Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi như vậy, tỏ ra chỉ số thông minh của ngươi. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra. Dương Diệp nguyên bản còn cười hì hì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Khương Quân, trong nháy mắt đó bộc phát, trực tiếp xé không gian thành phấn. Cùng lúc đó, một thanh kiếm thẳng tắp chém về phía Khương Quân. Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật bộc phát. Trong chớp nhoáng này bộc phát, tăng thêm thực lực của Dương Diệp, lực lượng mạnh mẽ đủ để chấn thiên liệt địa. Mà đối với Khương Quân, cử động kia của Dương Diệp đối với hắn không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Bởi vì Dương Diệp xuất kỳ bất ý. Hai người giao thủ, ai chiếm tiên cơ là vô cùng trọng yếu. Bất quá Khương Quân cũng không phải người thường, ở thời khắc sinh tử, hắn vẫn bản năng làm ra phản ứng. Hai tay của hắn bản năng nắm trường thương đón đỡ. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn giống như vỡ đê tuôn ra. Nhưng cỗ khí thế này mới vừa xuất hiện đã bị kiếm thế của Dương Diệp nghiền ép nát bấy, kiếm chém xuống. Xuy! Kiếm chặt đứt trường thương, bất quá thanh trường thương kia cũng cản trở kiếm của Dương Diệp một cái chớp mắt. Trong chớp mắt ấy, thân hình Khương Quân run lên, vội vàng lùi lại. Nhưng vẫn đã muộn. Xuy! Máu tươi bắn ra, thân thể của Khương Quân bị Dương Diệp chém thành hai nửa, bất quá linh hồn hắn đã lui ra ngoài trăm trượng. Dương Diệp đang muốn đuổi theo. Nhưng lúc này, một con đại yêu xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại yêu trực tiếp vỗ về phía Dương Diệp. Dương Diệp muốn ra kiếm, ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên đụng vào trên người đại yêu. Con đại yêu kia bị đánh bay. Người đến đúng là nhị nha. Dương Diệp cắm kiếm vào vỏ, sau đó nhìn về phía Khương Quân. Thiên mệnh không che chở thế giới này, nhưng còn Dương Diệp ta. Nói xong Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thiên mệnh, ta biết ngươi đang nhìn, ngươi nhìn cho kỹ, nhìn Dương Diệp ta có thể bảo hộ được thế giới này hay không. Nói xong Dương Diệp rút kiếm. Giết cho lão tử, một cái cũng không để lại. Giết! Theo Dương Diệp ra lệnh, sau lưng hắn, đám người kiếm vô địch bay thẳng về phía đám cự nhân kia. Mà nhị nha thì trực tiếp đánh về phía đại yêu. Giờ phút này đại yêu đã phục hồi tinh thần lại, thấy nhị nha vào tới, thần sắc lập tức dữ tợn. Sau đó không cam lòng yếu thế đụng tới. Dưới tình huống bình thường, nó bách phát bách chúng. Đương nhiên cũng có chút ngoại lệ. Nhị nha chính là một ngoại lệ. Theo một tiếng kêu rên vang lên, đại yêu lần nữa bị nhị nha đụng bay ra ngoài. Nhị nha đắc thế không buông tha, lần nữa vọt về phía đại yêu. Thời khắc này trong con ngươi nhị nha đã biến thành màu đỏ. Nhị nha ở tình huống như vậy là nguy hiểm nhất, cũng để cho người kiêng kỵ nhất. Có thể nói, nhị nha lúc này, người bình thường căn bản không dám tới gần. Hung tính đại phát. Con đại yêu kia rốt cuộc ý thức được sự cường đại của nhị nha, thời khắc này trong lòng nó đã có vẻ sợ hãi. Bất quá, nó không có trốn, mà lần nữa vọt về phía nhị nha. Trong nháy mắt, trên không vạn giới thành bắt đầu rung rung kịch liệt. Áp chế. Song phương vừa mới giao chiến, bên Dương Diệp đã áp chế Khương Quân và những cự nhân kia. Bởi vì Khương Quân đã đánh mất lực chiến đấu. Ánh mắt Dương Diệp một mực tập trung vào Khương Quân, thời điểm Khương Quân muốn lui về phía sau, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Phát giác được tình huống này, trong lòng Khương Quân hoảng hốt, hắn vừa định triệu hoán con đại yêu kia, nhưng bên cạnh lại truyền tới một tiếng kêu thảm thiết. Đúng là tiếng kêu thảm thiết của đại yêu. Giờ khắc này, Khương Quân cảm nhận được khí tức tử vong.
Bất quá ngay lúc này, một cự nhân đột nhiên vỗ về phía Dương Diệp một chưởng. Dương Diệp có chút dừng lại, trở tay chém ra một kiếm. Xuy. Một kiếm này, cả bàn tay của cự nhân bị chém xuống, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía Khương Quân. Một kiếm này, cả bàn tay của cự nhân bị chém xuống, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía Khương Quân. Bắt giặc trước phải bắt vua. Nhưng lúc này, tên cự nhân kia lần nữa xông về phía Dương Diệp, lúc này Dương Diệp không quay đầu lại, bên hông hắn, kiếm hổ lô khẽ run lên, rất nhanh, một thanh hắc kiếm bay ra. Táng mệnh kiếm. Thanh kiếm này trực tiếp chém về phía cự nhân thì dùng cánh tay còn lại hung hăng quét về phía thanh kiếm kia. Lực lượng cường đại chấn vỡ không gian chung quanh. Nhưng nó đối mặt là một trong mấy chuôi kiếm sắc bén nhất thiên địa. Xuy. Táng mệnh kiếm chém xuống cánh tay, hơn nữa tốc độ không giảm, xuyên qua mi tâm của đối phương. Thân thể cự nhân ở trước mặt kiếm này giống như là giấy, yếu ớt không chịu nổi một kích. Mà bên kia, Dương Diệp đã tới trước mặt Khương Quân vừa muốn nói gì, Dương Diệp lại chém xuống một kiếm. Ầm. Linh hồn của Khương Quân lập tức hôi phi yên diệt. Dương Diệp thu kiếm, cắm kiếm vào vỏ, lúc này táng mệnh kiếm cũng tự động bay về trong hồ lô. Dương Diệp quay người nhìn về phía nhị nha nhìn Dương Diệp khoát tay áo, ý là không cần hỗ trợ. Nàng muốn đơn đấu. Dương Diệp không nhúng tay, tuy nhị nha tuổi còn nhỏ, nhưng lại có cường giả chi tâm, hoặc có lẽ là kiêu ngạo của cường giả. Tuy hắn giúp, nhị nha cũng sẽ không nói cái gì, nhưng hắn vẫn hy vọng nhị nha có thể tự mình giải quyết, hơn nữa hắn cũng tin tưởng nhị nha. Đừng nói đại yêu kia, coi như là hắn chống lại nhị nha cũng không có phần thắng gì. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, chân phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Một tiếng kiếm reo vang vọng lên. Theo tiếng kiếm minh vang lên, ngoài mấy trăm trượng, một cánh tay bay ra, cùng lúc đó, một thanh hắc kiếm xuyên qua ngực đối phương. Ầm! Cự nhân nổ bể ra, hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Thời điểm Dương Diệp định ra kiếm thứ hai, đột nhiên, một cỗ thần thức uy áp từ tinh không xa xôi nghiền ép đến. Trong lòng tất cả mọi người hoảng hốt, đều cảm nhận được cỗ uy áp này, không thể địch. Hai mắt Dương Diệp híp lại, sau một khắc, hắn phóng lên trời, thẳng vào trong tinh không, rất nhanh, uy áp kia đã tới đỉnh đầu hắn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn mở mắt, lần này hai mắt hắn một mảnh huyết hồng. Ma kiếm đạo, ma kiếm tổ trong tay hắn cũng biến thành màu đỏ như máu. Hai tay Dương Diệp nâng kiếm qua đầu đỉnh. Yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên hắn gầm lên. Chém. Nói xong, hai tay của hắn cầm kiếm mãnh liệt chém xuống. Xuy. Một kiếm này, tinh không trước mặt hắn tựa như bị một cái kéo cắt bỏ, vỡ ra, nhưng thần thức không có bị ảnh hưởng. Đúng lúc này, kiếm của Dương Diệp lần nữa giơ lên, sau đó rơi xuống. Trảm thiên bạt kiếm thuật thêm phong ma kiếm pháp bộc phát. Bành 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 bành. Theo từng tiếng nổ vang. Cả người Dương Diệp lùi lại gần 10 vạn trượng, bất quá thần thức uy áp cũng bị kiếm của hắn chém sạch. Nhưng hắn cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Lúc này, những cự nhân nguyên bản cùng đám người kiếm vô địch giao thủ nhau nhau lùi lại trong tỉnh không. Cách đó không xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vùng tinh không kia, không cần phải nói, nhất định là đại lão ở tứ duy vũ trụ xuất thủ. Trầm mặc một cái chớp mắt. Tay phải Dương Diệp vỗ vỗ kiếm hổ lô bên hông. O-O-O-N-G, theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang phóng lên trời, đuổi theo những cự nhân đang chạy trốn kia. Ngay lúc này, trong vùng tinh không kia đột nhiên xuất hiện một tấm thuẫn năng lượng. Tấm thuẫn năng lượng ngăn ở trước mặt táng mệnh kiếm. Ầm, kiếm chém lên tấm thuẫn năng lượng, tấm thuẫn run lên kịch liệt, cuối cùng trên thuẫn xuất hiện một vết rạn. Nhưng mà táng mệnh kiếm cũng bị chấn về tới trước mặt Dương Diệp. Tay phải Dương Diệp nắm táng mệnh kiếm. Ầm. Trong kiếm truyền tới lực lượng đánh cánh tay của Dương Diệp rách tả tơi, cùng lúc đó, cả người hắn lùi lại gần nghìn trượng. Lúc này, trong vùng tinh không kia, tấm thuẫn năng lượng đã dần dần biến mất. Mà ở sau tấm thuẫn năng lượng, những cự nhân kia cũng đã biến mất. Đuổi không? Bên cạnh Dương Diệp, An Nam tính hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Người xuất thủ thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta đuổi theo không có phần thắng nào. An Nam tính trầm giọng nói. Xem ra tứ duy vũ trụ đã bắt đầu muốn động thủ.
Dương Diệp thu kiếm, nói khẽ. Xác thực đã bắt đầu. Nói xong, hắn nhìn về phía Nhị Nha, xa xa, Nhị Nha đã giết chết đại yêu. Bất quá Nhị Nha không có thôn vệ năng lượng của đại yêu. Dương Diệp có chút bất ngờ, Nhị Nha ăn chay sao? Lúc này Nhị Nha vỗ vỗ thi thể đại yêu nói. Dương ca ca, đại yêu này da rất dày, có thể để cho Tiểu Bạch làm một ít khôi giáp cho mọi người mặc, khẳng định có tác dụng. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp sáng lên, hắn vội vàng đi tới, sau đó quan sát yêu thú kia một chút, như Nhị Nha nói, da xác thực rất dày, mặc dù không bằng lân phiến của Nhị Nha, nhưng cũng rất chân quý. Dương Diệp gật đầu nói. Hoàn toàn có thể. Nhị Nha cười hì hì, sau đó kéo đại yêu vào trong Hồng Mông Tháp. Bất quá Tiểu Bạch không dám lột ra, vì vậy nàng kêu Tiểu Ngưu, Tiểu Long. Tới giúp, đám thú tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa sau khi lột ra đại yêu, bọn hắn còn có thể ăn no nê, bởi vì Nhị Nha đối với đại yêu này giống như không có hứng thú gì. Ngoại trừ da của yêu thú, chúng thế lực ở vạn giới thành còn tìm thiên địa chí bảo khắp nơi, một ít khoáng thạch hiếm thấy. Chỉ cần là chế tạo vũ khí và khôi giáp, hết thảy tìm sạch, sau đó đưa vào trong Hồng Mông Tháp. Vì vậy trên phi thăng đài chất đầy tài liệu chân quý. Cái này làm Tiểu Bạch sướng đến phát rồ, nàng rốt cuộc có thể tận tình chế tạo. Đương nhiên, còn tạo như thế nào, nàng không có nghĩ qua, dù sao gõ là được. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, trong vạn giới điện, đám người Dương Diệp lần nữa tụ họp lại với nhau, trong đại điện, ngoại trừ Đinh Thực Dược, đều là cường giả mệnh cảnh. Trong điện, thần sắc mọi người đều sai ngưng trọng, bầu không khí cũng có chút ngưng trọng. Dương Diệp nói, các ngươi đều thấy được, có ý kiến gì không? Trong điện, mọi người trầm mặc. Dương Diệp cười nói, đều không muốn nói sao. Lúc này Viêm Vũ nói, Dương Huynh, nếu như hiện tại mọi người ở trên cùng một thuyền, hơn nữa còn không có đường lui, cho nên ngươi nói đi, muốn làm thế nào chúng ta làm như thế ấy. Còn đầu hàng, hoặc là chạy trốn gì gì đó, chư vị ở đây cũng không phải ngu xuẩn. Không có người sẽ sinh ra ý tưởng ngu xuẩn như vậy. Mọi người gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này một lão giả nói. Càng là lúc này, chúng ta càng cần đoàn kết, mọi người tề tâm hiệp lực, mới còn có một đường sinh cơ. Nếu như tất cả mọi người mỗi người tự chạy. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn sao? Kỳ thật còn có điểm trọng yếu nhất. Hiện tại tất cả mọi người đã trở thành nhân vật thực quyền của thế giới này, lúc này muốn bọn hắn buông tha cho quyền lực, làm sao có thể. Hơn nữa bọn hắn đều nhìn rất rõ ràng, coi như bọn họ buông tha, người ta cũng không nhất định sẽ bỏ qua bọn hắn. Kẻ yếu không có nhân quyền. Trong tràng, Dương Diệp liếc nhìn mọi người, sau đó nói. Mọi người cũng đừng quá bi quan, có lẽ thực lực của tứ duy vũ trụ rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Như vị tiền bối này nói, chỉ cần chúng ta đoàn kết, không phải là không có phần thắng, tựa như vừa rồi, không phải chúng ta thắng sao? Đương nhiên. Nói đến đây, hắn cười nói. Nếu quả thật thua, chẳng phải là chết sao? Mọi người nhìn về phía Dương Diệp cười nói. Đã đến mức này rồi, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta phải coi nhẹ sinh tử, cứ vào chỗ chết làm, cho dù chết, cũng phải chứng chỉ lên trời. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Ý tứ của Dương Diệp, mọi người hiển nhiên đều hiểu. Không thể không nói, Dương Diệp nói vẫn là có đạo lý. Bởi vì hiện tại loại cục diện này, bọn hắn chỉ có chuẩn bị tâm lý chết tử tế, mới có thể đánh thắng trận chiến này. Không có may mắn. Không phải đối phương chết, chính là mình chết. Ít nhất Dương Diệp đã làm xong chuẩn. Bị này. Chón. Lúc này đây, hắn không tuyển chọn chạy thoát. Mọi người nhao nhao thối lui, toàn bộ đại điện, chỉ còn Đinh Thược Dược và Dương Diệp. Đây chỉ là bắt đầu. Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Ta biết. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Có tính toán gì không? Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược, cười nói. Có thể có tính toán gì? Đương nhiên là chiến, bằng không thì, còn có lựa chọn khác sao? Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Chiến. Đây là con đường duy nhất của cả tam duy vũ trụ. Bởi vì đã không có chỗ để chạy. Lúc này một lão giả đi vào đại điện, người tới chính là Trận Đạo Tử. Dương Diệp nhìn về phía Trận Đạo Tử. Tiền bối có việc. Trận Đạo Tử gật đầu. Trận pháp đã đơn giản thành hình,
hiện tại cơ bản đã có thể dùng. Dương Diệp nói. Nói chi tiết một chút. Trận đạo tử lấy ra một bản vẽ, phía trên là một ít vòng vòng điểm điểm, hắn chỉ vào những vòng vòng điểm điểm kia nói. Nhìn thấy không, đây chính là trận pháp ta bố trí ở các giới, ta lợi dụng đại địa chi lực để cho những trận pháp này tương liên, chỉ cần thúc giục, vạn giới trận sẽ cùng thời khắc khởi động, trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên, hoàn toàn có thể đơn giản miểu sát một vị cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Coi như là thành chủ ngươi, sợ là cũng ngăn không nổi trận pháp này. Dương Diệp có chút bất ngờ. Lợi hại như thế. Trận đạo tử gật đầu. Tộc của ta đã từng lấy trận pháp lập nghiệp, ở phương diện trận pháp này, trong tam duy vũ trụ, có thể nói không người vượt qua tộc ta. Trong giọng nói của trận đạo tử tràn đầy tự tin. Dương Diệp cười nói. Đây là tự nhiên, chẳng qua có một điểm, chính là khởi động trận pháp này cần quá nhiều thời gian. Một phút đồng hồ. Trận đạo tử trầm giọng nói. Ta dùng thần linh linh mạch làm trận nhãn, linh khí sung túc, cộng thêm có linh tổ tương trợ, có thể nói, trận pháp này hầu như không có tai hại gì, đương nhiên, nếu như gặp phải siêu cấp cường giả dùng lực phá, cái kia thật không có cách nào rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã minh bạch, sự tình trận pháp, toàn bộ nhờ trận lão rồi. Trận đạo tử gật đầu. Nếu như ngươi cần khởi động trận pháp này, tùy thời liên hệ ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi trận đạo tử rời đi, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Đinh Thược Dược. Có tung tích của đám người tá mạc không? Đinh Thược Dược lấy ra vạn giới đồ của Dương Diệp, sau đó nói. Ta không có tin tức của bọn hắn, bất quá ta đại khái có thể đoán được vị trí. Dương Diệp. Đinh Thược Dược nói. Bọn hắn không dám dừng lại ở thế giới linh khí sung túc, bởi vì Tiểu Bạch ở đây, bọn hắn không dám mạo hiểm. Nói đến đây. Nàng chỉ mấy nơi. Mấy nơi này, linh khí mỏng manh, thế giới gần như hủy diệt, bọn hắn ở mấy thế giới này tỷ lệ rất lớn. Bất quá ta không đề nghị hiện tại đi trêu chọc bọn hắn. Nguyên nhân, ngươi hiểu. Kẻ thù bên ngoài. Dương Diệp tự nhiên biết rõ, Đinh Thực Dược nói nguyên nhân chính là kẻ thù bên ngoài, hiện tại bọn hắn ngoài có cường địch, nếu như lại đi gây mặt pháp chi địa, rất có thể chính là hai mặt thụ địch. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Có tung tích của Tiêu Giao Tử không? Đinh Thược Dược hỏi. Ngươi xác định hắn sẽ giúp chúng ta? Dương Diệp cười nói. Sẽ? Vì cái gì? Đinh Thược Dược có chút khó hiểu. Theo ta được biết, hắn coi ngươi là đối thủ tương lai đấy. Dương Diệp cười nói. Ngươi đã quên một điểm, hắn là kiếm tông tổ sư, mà Thanh Thi là kiếm tông tông chủ. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta cùng với hắn. Nhất định phải đánh một trận, bất quá trước đó, tìm hắn giúp một việc lại không có vấn đề, cũng chỉ có thể tìm hắn giúp. Địch nhân, không chỉ quá mạnh, hơn nữa còn quá nhiều, ta thế đơn lực bạc, bọn hắn khi dễ người a. Đinh Thược Dược lắc đầu cười cười. Ngươi cái tên này. Nói xong nàng nghiêm mặt nói. Ta đã điều động tất cả lực lượng, nhưng không có tin tức của hắn, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là đã đi ra tam duy vũ trụ. Bất quá ta đã phái đế thi tiền bối tiến về tinh không tìm kiếm. Đế thi tiền bối là cường giả của thời đại thiên mệnh, ra ngoài tìm người, vấn đề hẳn không lớn. Còn A Tú cô nương và Tiểu Kỳ cô nương, chúng ta đồng dạng không có tin tức. Dương Diệp nói khẽ. Chỉ cần không phải thiên mệnh lão đại ra tay, hai người bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Dùng thực lực của A Tú và Tiểu Kỳ, chỉ cần không phải thiên mệnh lão đại ra tay, an toàn của các nàng hẳn không có vấn đề. Trong điện, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài điện. Ninh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, không hỏi nhiều. Nên hỏi, nàng sẽ hỏi, không nên hỏi, nàng sẽ không hỏi. Nhiều khi, nếu như một nữ nhân quá mức thông minh, là sẽ khiến nam nhân chán ghét. Rất nhanh, Dương Diệp đi ra vạn giới. Thành. Ở trong đám mây, trước bàn cờ. Nữ tử hạ co. Người của ngươi quá phế vật. Ta đánh giá thấp hẳn, một giọng nói vang lên. Nữ tử cười nói. Hẳn vẫn chưa muộn, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, nữ tử lại hạ cờ, sau đó cười nói. Vũ trụ mịt mờ này, giống như bàn cờ, nhìn những con cờ này sinh sinh tử tử, ngươi có cảm ngộ gì không? Sau một lúc lâu, thanh âm kia vang lên.
quân cờ cũng có thể trở thành người đánh cờ. Khóe miệng nữ tử nổi lên nụ cười ý vị sâu xa. Dương Diệp đã đi ra vạn giới thành, sau khi rời vạn giới thành, khí tức của hắn triệt để ẩn nấp. Dương Diệp lấy ra Thái U kiếm, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuyên toa vạn giới. Thái U kiếm này vẫn rất tiện. Hiện tại vạn giới sơ định, mặc dù mặt ngoài coi như hết thảy đều tốt, nhưng Dương Diệp rõ ràng, hiện tại cả tam duy vũ trụ là nguy cơ tứ phía. Trước không nói tứ duy vũ trụ, đám người mạt pháp chi địa kia đối với Dương Diệp mà nói, giống như một khúc xương ở cổ họng. Nếu như không rút, vào thời điểm mấu chốt, những người này nhất định sẽ cho vạn giới thành đả kích chí mạng. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới một thế giới, đây là một thế giới không biết tên, cũng là một thế giới linh khí đã triệt để khô kiệt, sinh linh ở thế giới này, không đào tẩu chính là đã chết. Mà mảnh thế giới này, cũng không phải tự nhiên hủy diệt, mà do người làm ra. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi tới, rất nhanh, hắn đi tới trước một ngọn núi lớn, lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thụ Vô Biên. Nhìn từ bề ngoài, Thụ Vô Biên giống như một cô gái nhu nhược. Đương nhiên, nếu như ai thật sự cho rằng như thế, vậy nhất định sẽ trả giá thê thảm. Khóe miệng Thụ Vô Biên hơi cuộn lên. Ôi, hôm nay ngọn gió nào thổi Dương thành chủ của chúng ta tới nơi này? Dương Diệp nhìn thoáng qua Thụ Vô Biên, lạnh nhạt nói. Bảo gia hỏa kia đi ra nói chuyện. Thụ Vô Biên mỉm cười. Người bảo ta đi ta liền đi sao? Dương Diệp cười nói. Ta nghe thiên mệnh lão đại từng nói qua ngươi, nàng nói, ngươi là thần vật trong trời đất này, đã từng đi ra làm loạn, nhấc lên gió tanh mưa máu. Thụ Vô Biên khẽ cười nói. Biết không, ở cực kỳ lâu trước, loại người như ngươi, ngay cả tư cách ở trước mặt ta nói chuyện cũng không có. Tay trái Dương Diệp nắm chặt vỏ kiếm, cười nói. Cực kỳ lâu trước, hảo hán không đề cập tới dũng năm đó. Hiện tại, chúng ta đơn đấu không? Khóe miệng Thụ Vô Biên hơi cuộn lên. Ta chính có ý đó. Nói xong, dưới chân Dương Diệp, một dây mây đột nhiên quấn lấy hai chân hắn, rất nhanh, dây mây lan tràn toàn thân Dương Diệp. Ngay lúc này, ngón cái của Dương Diệp nhẹ nhàng nhảy lên. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm quang chém ra, những dây mây kia đều bị chém đứt. Bất quá ngay lúc này, một dây mây đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp lui về phía sau một bước nhỏ, rút kiếm chém. Ầm! Dương Diệp lùi lại trọn vẹn trăm trượng. Xa xa, khuôn mặt thanh tú của Thụ Vô Biên có chút dữ tợn. Đồ rác rưởi, 10 vạn năm trước bổn tôn. Ngay lúc này, nơi xa Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mà vị trí Dương Diệp vừa đứng đã sụp đổ mai một. Hai mắt Thụ Vô Biên híp lại, hai tay nàng đón đỡ, trong nháy mắt, vô số dây mây tụ tập thành một mặt thuẫn. Kiếm rơi xuống. Bành! Mặt thuẫn nổ bể ra. Thụ Vô Biên thì lùi lại mấy trăm trượng, nhưng Dương Diệp không có dừng tay, một tia kiếm quang lóe lên, trực chỉ Thụ Vô Biên. Sắc mặt Thụ Vô Biên lạnh như băng, tay phải nàng vung lên, một cây trụ lớn từ lòng đất phóng lên trời, đánh tới Dương Diệp. Dương Diệp cũng không dừng lại, thuận thế rút kiếm chém. Ầm, cây cột kia bị chém vỡ, sau một khắc, cả người Dương Diệp cầm kiếm chém xuống. Thụ Vô Biên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, trong nháy mắt, đất đai dưới chân nàng bắt đầu rung động, rất nhanh, vô số dây mây lan tràn ra, sau đó tựa như rắn độc bắn về phía Dương Diệp. Không chung. Dương Diệp rút kiếm chém liên tục. Phong ma kiếm pháp bộc phát. Xuy 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 xuy. Trong nháy mắt, trong bầu trời vang lên thanh âm thiết cắt dày đặc, kiếm quang nát bấy, những dây mây kia cũng không ngừng vỡ nát, rất nhanh, kiếm quang cách Thụ Vô Biên càng ngày càng gần. Chém. Theo một tiếng hét phẫn nộ vang lên, dây mây bốn phía Thụ Vô Biên ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, một nhân ảnh bay ra ngoài ngàn trượng. Đạo nhân ảnh này đúng là Thụ Vô Biên. Thụ Vô Biên vừa dừng lại, khóe miệng nàng chậm rãi tràn ra chất lỏng màu xanh sẫm. Nàng lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhe răng cười. Thật sự là long du nước cạn bị tôm hí, nếu là năm đó. Đừng năm đó. Lúc này Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía Thụ Vô Biên. Nếu ta sinh vào năm đó, nào còn có chuyện gì của thiên mệnh? Một kiếm dạy nàng làm người. Thụ Vô Biên có chút ngẩn người, rất nhanh, khóe miệng nàng nổi lên vẻ chế nhạo,
nhưng lúc này, Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Khoác lác, ai không biết. Thụ Vô Biên. Bị Dương Diệp trêu đùa, sắc mặt của Thụ Vô Biên cực kỳ khó coi, bất quá thời khắc này trong lòng nàng cũng có chút khiếp sợ. Thực lực của Dương Diệp. Nàng phát hiện, mình đánh không lại Dương Diệp rồi. Giờ khắc này, Thụ Vô Biên bắt đầu chính thức nhìn thẳng vào Dương Diệp. Tự tin là tốt, nhưng nếu như tự phụ, cái kia chính là tự chịu diệt vong. Mà bây giờ, nàng ở trước mặt Dương Diệp, đã không còn tư cách tự tin. Dương Diệp không có để ý Thụ Vô Biên, mà nhìn về phía bên phải. Còn không ra, theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, cách đó không xa, một hư ảnh lặng yên ngưng hiện. Đúng là người thần bí kia. Trừ lần đó ra, đám người tá mà cũng xuất hiện ở bốn phía. Ngươi không sợ hãi. Người thần bí nói. Dương Diệp cười nói. Hiện tại ngươi sẽ không ra tay với ta. Vì sao? Người thần bí hỏi. Dương Diệp khẽ cười nói. Nếu như ta chết, như vậy ánh mắt của những đại lão kia sẽ tập trung ở trên người ngươi. Ta nghĩ, ngươi hẳn không thể ra ánh sáng, ít nhất không thể trắng trợn hấp thụ ánh sáng, đúng không? Người thần bí nói. Vậy thì như thế nào? Dương Diệp cười nói. Cái này đồng nghĩa với, ngươi cần cố kỵ, mà ta không cần cố kỵ. Người thần bí lắc đầu. Đơn đấu, ngươi không phải đối thủ của ta, quần ẩu, thứ cho ta nói thẳng, nếu như ta nguyện ý, hiện tại có thể diệt vạn giới thành. Bàn cờ này rất lớn, mà Dương Diệp ngươi, nhiều lắm là một con cờ, một quân cờ hơi chút trọng yếu mà thôi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hiểu, các ngươi đều rất lợi hại, còn Dương Diệp ta là một tiểu nhân vật không quan trọng. Nói đến đây, khóe miệng của hắn hơi cuộn lên. Nhưng ta rất muốn biết, nếu như ta đứng thành hàng thì sao? Nghe vậy, đám người Thụ Vô Biên nhíu mày. Đứng thành hàng. Bây giờ Dương Diệp là một thế lực đơn độc, nhưng nếu như hắn đứng thành hàng thì sao? Không có người nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì bình thường Dương Diệp kiệt ngạo bất thuần, hắn làm sao có thể đứng thành hàng? Dương Diệp cười nói. Ngươi biết ta có quan hệ với thiên mệnh, sở dĩ nàng muốn cạo chết ta, đơn giản là ta không thần phục nàng. Nhưng nếu như ta nguyện ý thần phục nàng, hắc hắc, sợ là các ngươi đều sẽ nguội lạnh. Ngươi sẽ làm như vậy? Người thần bí hỏi lại. Dương Diệp lắc đầu. Dưới tình huống bình thường, ta sẽ không thần phục, bởi vì ta nhìn nàng khó chịu. Nhưng nếu như bị buộc vào tuyệt lộ, ngươi cảm thấy ta có làm như vậy hay không? Người thần bí nói. Ngươi là tới uy hiếp ta. Dương Diệp gật đầu. Là tới uy hiếp ngươi. Mọi người. Dương Diệp nói, tứ duy vũ trụ sẽ không từ bỏ ý đồ, ta và bọn hắn quyết nhất tử chiến, ngươi ở bên cạnh kiếm tiện nghi. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi lại muốn thế nào? Người thần bí lạnh nhạt nói. Dương Diệp nhìn người thần bí. Ta là tới đàm phán với các ngươi. Người thần bí lắc đầu. Không có gì để nói. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Được, ta sẽ đi tìm thiên mệnh ngay bây giờ, mọi người cùng nhau kết thúc. Nói xong, hắn lấy ra Thái U kiếm, xoay người muốn đi, nhưng lúc này, người thần bí kia đột nhiên nói. Ngươi muốn nói chuyện gì? Để cho hắn đi tìm. Nhưng lúc này, Thụ Vô Biên lạnh lùng nói. Vì sao chúng ta phải bị hắn uy hiếp? Dương Diệp nhìn về phía Thụ Vô Biên. Có thể a, vậy đánh. Thụ Vô Biên cười lạnh. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Dương Diệp vung tay phải lên, rất nhanh. An Nam Tĩnh và Nhị Nha xuất hiện, trừ lần đó ra, ở trong đám mây, một trận pháp khổng lồ lặng yên bao trùm. Trận pháp. Trận đạo tử bố trí trận pháp, ở dưới vạn giới thành toàn lực tương trợ, hầu như bao trùm vạn giới. Mà phương diện linh khí, có tiểu bạch và thần linh linh mạch, căn bản không phải vấn đề. Ngoại trừ trận pháp, ở bốn phía đột nhiên xuất hiện mười mấy cường giả mệnh cảnh. Toàn bộ đều là cường giả mệnh cảnh của vạn giới thành. Trong nháy mắt, cường giả của cả vạn giới thành tập hợp. Đây cũng là quy công ở trận pháp truyền tống của trận đạo tử. Trong tràng, bầu không khí có chút khẩn trương, bất quá sắc mặt đám người Thụ Vô Biên không có một chút sợ hãi. Từ thời đại kia tới, sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Dương Diệp cười nói. Muốn đánh, hiện tại ta cùng các ngươi đánh. Mọi người có thể liều mạng, có lẽ chúng ta đánh không thắng, nhưng thứ cho ta nói thẳng. Nói đến đây, hắn chỉ vào người thần bí kia. Ta có thể bảo đảm, trừ hắn ra,
các ngươi đều phải chết. Đương nhiên, chúng ta khả năng cũng sẽ chết, bất quá không sao, chỉ cần bây giờ các ngươi nói đánh, hiện tại lão tử liền đánh không chết không thôi với các ngươi. Địch nhân của Tam Duy Vũ Trụ, cho tới bây giờ không chỉ là Tứ Duy Vũ Trụ, cũng không chỉ Thiên Mệnh, còn có nhóm người trước mắt này, đặc biệt là người thần bí kia. Dương Diệp rất rõ ràng, thời điểm hắn và Tứ Duy Vũ Trụ dốc sức liều mạng, đám tôn tử này khẳng định sẽ đi ra sau lưng chọc dao nhỏ. Khi đó, hắn là chân chính hai mặt thụ địch. Cho nên hắn nhất định phải giải quyết đám người này, bằng không đối kháng Tứ Duy Vũ Trụ, kết quả cuối cùng là vô cớ làm lợi cho đám người này. Còn Thiên Mệnh, hiện tại hắn không cố kỵ được nhiều như vậy. Trước giải quyết những tiểu nhân này xong rồi hãy nói. Nghe được lời của Dương Diệp, thần sắc của Thụ Vô Biên dữ tợn, muốn động thủ, bất quá lại bị người thần bí ngăn cản. Người thần bí nói, ngươi không phải muốn nói chuyện sao? Nói chuyện gì? Dương Diệp nói, giúp ta đánh Tứ Duy Vũ Trụ, hoặc là Thiên Mệnh, chính người chọn. Cách đó không xa, Thụ Vô Biên giận quá mà cười. Dương Diệp, có phải ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày hay không? Dương Diệp coi thường Thụ Vô Biên, hắn nhìn người thần bí kia. Ngươi không giúp đỡ, ta liền đánh ngươi, không quản mục đích của ngươi là gì, nhưng ở trước đó, ngươi nhất định phải giết ta trước. Nếu như ngươi giúp ta đánh Tứ Duy Vũ Trụ, ta giúp ngươi đánh bọn họ, nói trắng ra là, ngươi đừng nghĩ ngồi thu ngư ông chỉ lợi. Người thần bí lắc đầu. Nói thật, hiện tại ta rất muốn trừ ngươi. Ngươi thật làm ta rất khó chịu, ta khó chịu với ngươi, hiện tại gần không thua Thiên Mệnh rồi. Nói xong, người thần bí giơ hai tay lên, trong chốc lát, ở dưới chân bọn hắn xuất hiện một vòng sáng màu đen. Thấy thế, Dương Diệp rút kiếm chém một cái. Lúc này người thần bí kia đột nhiên đấm ra một quyền. Dương Diệp lui về chỗ cũ. Mọi người muốn ra tay, nhưng Dương Diệp lắc đầu. Cách đó không xa, trong vòng sáng màu đen, chân thể đám người thần bí dần dần hư ảo. Lúc này người thần bí kia nói. Dương Diệp, qua không được bao lâu, khi mọi người ngửa bài, ngươi sẽ phát hiện, ngươi là không có ích nghĩa như vậy. Khi đó, ta sẽ tự mình đến lấy đầu của ngươi. Theo thanh âm rơi xuống, đám người thần bí triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thanh âm của Đinh Thược Dược vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Hẳn là ly khai Tam Duy Vũ Trụ rồi. Dương Diệp gật đầu, chỉ cần đối phương ở Tam Duy Vũ Trụ, dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phương căn bản không có khả năng trốn. Mà hiện tại đối phương lại không muốn cùng hắn liều chết, vậy chỉ có một biện pháp, chính là ly khai Tam Duy Vũ Trụ. Dương Diệp liếc nhìn mọi người. Trở về đi. Mọi người nhao nhao rời đi, trong chàng chỉ còn Dương Diệp, An Nam Tĩnh và Nhị Nha. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp. Phần thắng của chúng ta rất thấp. Dương Diệp gật đầu. Điểm này hắn biết rõ. Bởi vì cho tới bây giờ, bất kể là người thần bí, hay Thiên Mệnh, Tứ Duy Vũ Trụ, thực lực của bọn hắn đều vượt xa vạn giới thành. Như người thần bí kia nói, nếu như không phải ba phe thế lực kiềm chế lẫn nhau, kiêng kỵ lẫn nhau, sợ là vạn giới thành đã sớm không tồn tại. Mà bây giờ, Tam Duy Vũ Trụ khả năng chính là một dây dẫn nổ. Một dây dẫn nổ làm ba phe thế lực đánh nhau. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng vạn giới thành nhất định sẽ đứng mũi chịu sào, bởi vì ba phe thế lực này đều mưu đồ Tam Duy Vũ Trụ, mà Thiên Mệnh và người thần bí kia thì mưu đồ Tiểu Bạch và Nhị Nha. Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha đại biểu ác, Tiểu Bạch đại biểu thiện. Dương ca ca. Ngay lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói. Đi theo ta. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, hỏi. Đi đâu? Nhị Nha cười nói. Đi chỗ chân thân của ta. Chân thân. Dương Diệp nhíu mày. Nhị Nha, ý của ngươi là, bây giờ ngươi không phải là thân thể vốn có. Hay vẫn gì khác? Nhị Nha lắc đầu. Đây là thân thể của ta, ta lần nữa tu luyện ra được, bất quá thân thể ban đầu của ta vẫn còn, chỉ là bị một nữ nhân trấn áp ở nơi nào đó, ta cũng cần tìm về thân thể của chính ta. Đương nhiên, ta chậm rãi tu luyện cũng có thể, nhưng quá chậm. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ta sợ ta tu luyện không được đến lúc đó. Tuy Nhị Nha nhỏ, nhưng mà rất nhiều chuyện nàng nhìn hiểu. Nàng rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của Dương Diệp và vạn giới thành. Nàng không có thời gian đi chậm rãi tu luyện. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nhớ rõ ở địa phương nào không? Nhị Nha chỉ trên hư không? Dương Diệp gật đầu. Được,
chúng ta đi. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ngươi ở lại chỗ này. Có An Nam Tĩnh tỏa trấn vạn giới thành, hắn mới có thể yên tâm. An Nam Tĩnh gật đầu. Dương Diệp mang theo Nhị Nha ngự kiếm phóng lên trời. Trong tràng, An Nam Tĩnh quay người rời đi. Trong tinh không, Dương Diệp ngự kiếm mà đi, ở bên cạnh hắn, Nhị Nha bay nhanh. Dương ca ca. Đột nhiên Nhị Nha mở miệng. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha nói khẽ. Trước kia ta không dễ nói chuyện như vậy. Dương Diệp nhíu mày. Nhị Nha, người muốn nói cái gì? Nhị Nha bây giờ, hiển nhiên là có chút không bình thường. Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía vùng hư không đó, giờ khắc này, trên mặt nàng không có chút non nớt nào, trong mắt càng mang theo một tia tang thương. Ta và nữ nhân kia đánh một trận, nàng rất lợi hại, Dương ca ca ngươi bây giờ là đánh không lại nàng, sau này cũng có thể đánh không lại. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của Nhị Nha. Nhị Nha, ngươi muốn nói cái gì? Nhị Nha thu hồi ánh mắt, nàng sờ lên sừng của mình, ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, Nhị Nha lại bẻ xuống hai cái sừng. Nhị Nha ngươi! Dương Diệp tràn đầy khó hiểu. Nhị Nha bẻ xuống hai cái sừng xong, trên đầu nàng cũng không có tổn thương, nàng đưa hai cái sừng cho Dương Diệp. Đây là hai cái sừng ta mới mọc ra, gọi ác giác, một cái cho Dương ca ca, một cái cho Tiểu Bạch. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nhị Nha khẽ cúi đầu. Dương ca ca, nếu như có một ngày ta muốn thương tổn ngươi và Tiểu Bạch, ngươi lấy cái này ra, như vậy ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Giờ khắc này, Dương Diệp minh bạch Nhị Nha muốn làm gì? Dương Diệp trầm giọng nói. Nhị Nha, ngươi không cần biến trở về trước kia, thật sự, Dương ca ca có thể giải quyết. Nhị Nha nhìn về phía Dương Diệp. Ta không muốn biến trở về trước kia, biến trở về trước kia, ta khả năng sẽ không biết ngươi và Tiểu Bạch. Nhưng không biến về trước kia, ta sẽ không có biện pháp giúp ngươi đánh nữ nhân kia. Nàng sẽ giết ngươi và Tiểu Bạch. Dương Diệp đối mặt với Nhị Nha, hắn nhìn nàng, vô cùng chăm chú. Nhị Nha, ta biết, tình cảnh của chúng ta bây giờ thật không tốt, vô cùng không tốt, nhưng ngươi nghe Dương ca ca, có chuyện gì, Dương ca ca đến gánh, ngươi không nên gánh, coi như muốn gánh, cũng phải chờ ta không chống nổi mới gánh, hiểu chưa? Nhị Nha nhìn Dương Diệp, không nói. Gì? Dương Diệp lại nói. Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng ngươi phải rõ ràng, ở trong lòng chúng ta, ngươi mới là trọng yếu nhất. Cho nên đừng làm chuyện điên rồ, biết không? Nói xong, Dương Diệp thả hai cái sừng về tới trên đầu của Nhị Nha. Sau đó hắn kéo Nhị Nha quay người đi trở về. Cái chân thân gì kia, không cần cũng được, nhưng lúc này, Dương Diệp phát hiện mình kéo không động được Nhị Nha, hắn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha cúi đầu không nói lời nào. Dương Diệp nhíu mày. Không nghe lời sao? Nhị Nha lắc đầu. Dương ca ca, chúng ta đi tìm một chút đi. Dương Diệp lắc đầu. Không tìm. Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta không biến về trước kia, chỉ cần ta ăn nhục thể của mình là được. À không đúng, là thôn phệ thân thể của mình, không dung hợp. Thôn phệ. Dương Diệp nhíu mày. Có ý tứ gì? Nhị Nha nói, chính là thôn phệ, giống như ta thôn phệ những người kia, chỉ có điều, lúc này đây cắn nuốt là chính ta. Nhưng bởi như vậy, ta khả năng không có biện pháp khôi phục nhanh chóng. Nếu như không thể nhanh chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, ta cũng chỉ có thể giúp Dương ca ca ngươi đánh một chút tiểu nhân vật mà thôi. Dương Diệp cười nói, cái này cũng đã rất tốt. Nói xong hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha, nói khẽ. Dẫn đường đi. Bất quá ngươi phải cam đoan, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, bằng không Dương ca ca và Tiểu Bạch sẽ không tha thứ ngươi. Hơn nữa ngươi khẳng định cũng không muốn nhìn thấy có một ngày ngươi và Dương ca ca tử chiến nha. Nhị Nha cười nói. Đương nhiên. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cứ như vậy, được Nhị Nha dẫn dắt, hai người biến mất ở trong tinh không xa xa. Vạn giới thành. Ninh Thược Dược tới một gian mật thất trong lòng đất, ở bên cạnh nàng là An Nam Tĩnh. Trong mật thất, một hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hai nàng. Người tới là Đế Thi. Ninh Thược Dược nói khẽ. Đế Thi tiền bối, có tìm được Tiểu Giao Tử không? Đế Thi lắc đầu. Hắn khả năng đã xâm nhập tứ duy vũ trụ rồi. Ninh Thược Dược trầm giọng nói. Đế Thi tiền bối, khả năng còn cần ngươi đi một chuyến.
Đế Thi trầm giọng nói. Phải tìm được hắn sao? Đinh Thược Dược gật đầu. Cần. Đế Thi nhẹ gật đầu. Ta lại đi thử một chút, bất quá ta không dám thâm nhập quá sâu. Đinh Thược Dược nói. Nếu như quá nguy hiểm, xin tiền bối thu tay lại, không được mạo hiểm. Đế Thi nhẹ gật đầu. Minh bạch. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Đinh Thược Dược ngồi ở một bên, rất nhanh, từng quyển trục không ngừng xuất hiện ở trước mặt nàng. Đinh Thược Dược cầm lấy một quyển trục, nhìn một hồi, nàng khẽ cười nói. Ngươi xem, mặc dù thế giới này không có đại loạn, nhưng tiểu loạn lại vô số, hơn nữa các địa phương, các tộc tập tục bất đồng, rất nhiều chuyện thật sự là phiền toái, hơn nữa vẫn không thể dùng vũ lực trấn áp. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược. Rất loạn. Đinh Thược Dược cười nói. Quản lý một quốc gia cũng không dễ dàng, huống chi là cả tam duy vũ trụ. Loạn không phải căn bản. Căn bản là cần cân bằng các thế lực, không thể để cho một thế lực mạnh mẽ quá đáng. Hơn nữa bây giờ rất nhiều thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ, rút dây động rừng. Đương nhiên, có tên kia ở đây, tất cả thế lực đều sẽ khắc chế mình, không dám sằng bậy. Hơn nữa nơi này ra lệnh, bọn hắn căn bản không dám vi phạm. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói. Ta thật sự rất lo lắng ngày sau không có người trấn áp những gia hỏa này, thế giới lại sẽ loạn hơn. Loạn hơn. An Nam Tĩnh nhíu mày. Không đến mức đó chứ. Đinh Thược Dược nói khẽ. Tài nguyên phân phối. Hiện tại tài nguyên của vạn giới chư thiên do chúng ta phân phối, mà ta thì tận lực phân phối đều đều, cử động này đã để một ít thế lực phê bình kín đáo. Bọn hắn cảm thấy, những tư nguyên này hẳn tập trung cho mọi người, cho dù phân phối cho những thế giới phía dưới kia, cũng chỉ nên cho một phần nhỏ. Nếu quả thật như vậy, tam duy vũ trụ sẽ xuất hiện mạnh yếu chênh lệch to lớn, thế lực mạnh sẽ càng ngày càng mạnh, thực lực yếu thì sẽ càng ngày càng yếu, lâu dài xuống dưới, sẽ hình thành một loại áp bách. Giống chúng ta đã từng bị thế giới cao đẳng áp bách vậy. An Nam Tĩnh trầm mặc. Huyền giả đại lục lúc trước, chỉ là một thế giới nhỏ, cuối cùng tan biến. Đinh Thược Dược đứng lên, nàng nhìn về phía xa xa. Hiệu lệnh chư thiên vạn giới, ở trong lịch sử cơ bản chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ xuất hiện. Mà chư thiên vạn giới này, nhất định phải có một người có thể trấn áp, bằng không thì sẽ rất loạn, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. An Nam Tĩnh lắc đầu. Hết sức nỗ lực. Đinh Thược Dược cười nói. Xác thực, sự tình phát triển đến loại trình độ này, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức. Đi thôi, theo ta đi xử lý một ít chuyện, có vài lão gia hỏa đối với ta, là có chút bằng mặt không bằng lòng rồi. An Nam Tĩnh gật đầu. Hai nữ đi ra mật thất. Ở trong tinh không. Dương Diệp và Nhị Nha ngự kiếm đi nhanh, không biết trải qua bao lâu, Nhị. Nha dừng lại, sau đó chỉ vào một vùng sao trời. Ta cảm ứng được rồi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Nguy hiểm không? Nhị Nha suy nghĩ một chút, đang định nói, đột nhiên Dương Diệp nói. Cái này còn phải nghĩ sao? Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Hẳn không nguy hiểm. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Nhị Nha, người cũng đừng học tiểu. Bác, Dương Diệp nghiêm mặt nói. Nhị Nha, người cũng đừng học tiểu Bạch. Thói hư tật xấu kia của tiểu Bạch, là lừa hắn xém chết vô số lần. Nhị Nha cười nói. Yên tâm, sẽ không có nguy hiểm, trừ khi hiện tại nữ nhân kia muốn ra tay với chúng ta. Nữ nhân kia. Dương Diệp trầm giọng nói. Nhị Nha, lúc trước ngươi từng đánh với nàng. Nghe vậy. Dáng tươi cười của Nhị Nha dần dần thu liếm, nàng nhẹ gật đầu. Nhớ rõ một điểm, nàng rất lợi hại, ta bị nàng đánh rất thảm. Dương Diệp. Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nàng thật rất lợi hại, thân thể ta bị đánh tan. Mà lúc kia, coi như là 10 cường giả đứng đầu của thế giới này ở trước mặt ta, ta đứng cho bọn hắn đánh, bọn hắn cũng đánh không tới thân thể ta. Lúc kia, ta cũng rất phách lối. Ai, nhưng vẫn bị đánh. Không nói nữa. Dương Diệp cười cười, hắn kéo tay Nhị Nha đi xa, nhưng suy nghĩ lại trôi dạt đến nơi khác. Thiên mệnh. Nhị Nha bình thường ít nói, nhưng Dương Diệp rất rõ ràng, kỳ thật nàng là một người kiêu căng tự mãn. Mà bây giờ, nàng bị đánh bại, lại nói rất thong dong, bình tĩnh. Hiển nhiên, đối với năm đó thua ở trong tay thiên mệnh, nàng phục. Nữ nhân kia cuối cùng cường đại đến loại trình độ nào? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại.
Dương ca ca. Lúc này một giọng nói kéo Dương Diệp lại. Nhị nha chỉ xa xa. Ngươi xem. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, cái gì cũng không thấy được. Nhị nha nói. Ta cảm nhận được, là ở chỗ đó. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó rút thái u kiếm ra chém. Xuy. Theo một đạo kiếm quang màu đen lóe lên, vùng không gian kia đột nhiên bị cắt ra, rất nhanh, mảnh không gian kia run lên kịch liệt, sau đó một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Nhị Nha. Ở bên trong, Dương Diệp hỏi, Nhị Nha gật đầu. Dương Diệp kéo tay của Nhị Nha đi đến, rất nhanh, bọn hắn tiến vào khe hở, vừa vào kẽ hở, một tia kiếm quang treo lơ lửng ở trước mặt hắn và Nhị Nha. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Khí tức của tia kiếm quang này hắn rất quen thuộc. Là khí tức của hành đạo kiếm. Dương Diệp lấy ra kiếm tổ, đang muốn ra tay, lúc này sợi kiếm quang kia đột nhiên phóng lên trời, rất nhanh, nó biến mất không thấy gì nữa. Nhị Nha nói khẽ. Nàng cố ý không ngăn trở chúng ta. Nàng này, dĩ nhiên là chỉ thiên mệnh lão đại. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó cười nói. Vậy vừa vặn, chúng ta bớt chút phiền toái. Chúng ta đi thôi. Nhị Nha nhẹ gật đầu, tiếp tục tiến lên. Đây là một không gian hư vô, chung quanh u ám, vô biên vô hạn. Đi không biết bao lâu, rốt cuộc, ở cách đó không xa, Dương Diệp thấy được một quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này bị bốn đạo kiếm quang dùng xu thế bốn phương tám hướng phong tỏa, kiếm quang bao phủ, nhìn không tới bộ dáng chính thức của nó. Bất quá từ hình thể mơ hồ đến xem, vẫn có chút giống Nhị Nha, hai cái sừng dài, một cái đuôi dài. Nhị Nha nhìn quái vật khổng lồ kia. Cái này là bản thể của ta. Dương Diệp nhìn Nhị Nha. Nhị Nha, nhớ rõ trước kia ta đã nói không? Nhị Nha gật đầu. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha. Sự tình lớn bằng trời, cũng có Dương ca ca gánh, gánh không được, tới phiên ngươi gánh, trình tự không thể loạn rồi, hiểu chưa? Nhị Nha gật đầu, sau đó nàng đi xa. Thời điểm Nhị Nha tới gần bản thể của nàng. Đột nhiên, bốn đạo kiếm quang kích xạ về phía nàng. Cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, sau một khắc, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Một tia kiếm quang lóe lên, đón nhận bốn đạo kiếm quang kia. Ầm, xa xa, năm đạo kiếm quang vừa mới tiếp xúc, vô số kiếm quang nổ bể ra, Dương Diệp thì bị những kiếm quang kia bao phủ. Nhị Nha nhìn Dương Diệp trong kiếm quang, nhìn một chút, trong mắt nàng đột nhiên chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt. Nhưng nàng lại cười. Rất nhanh, Nhị Nha lau nước mắt trên mặt, sau đó nàng lấy xuống đôi sừng, nàng thả đôi sừng ở trước mặt, nói khẽ. Dương ca ca, kỳ thật ta biết người thần bí kia là ai. Ngươi đánh không lại bọn hắn, lúc trước đều là ngươi bảo vệ ta và Tiểu Bạch, hiện tại để cho ta tới bảo vệ các ngươi một lần, ngươi và Tiểu Bạch phải sống thật tốt. Nói xong nàng quay người đi về phía quái vật khổng lồ, trong mắt nàng, nước mắt không ngừng tràn ra. Dương ca ca, Tiểu Bạch, An Tỷ, phải vĩnh viễn nhớ ta. Chuyến đi này, thế gian không còn Nhị Nha nữa. Rất nhanh, Nhị Nha đi tới trước quái vật khổng lồ kia. Nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, Nhị Nha có chút mờ mịt. Qua một lúc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Thời điểm kiếm quang muốn triệt để tiêu tán, Nhị Nha thu hồi ánh mắt, quay người đi tới. Cách đó không xa. Theo một tia kiếm quang càn quét ra, bốn tia kiếm quang ầm ầm vỡ vụn, bất quá không có tiêu tán, mà phiêu tán về bốn phía. Kiếm quang vỡ mà không tan. Dương Diệp không có để ý những kiếm quang kia, hắn quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, khi thấy đôi sừng kia, sắc mặt Dương Diệp đại biến, vội vàng nhìn về phía bên phải, gầm thét. Nhị Nha! Cách đó không xa, ầm! Dương Diệp vừa nói xong, một cỗ uy áp ngập trời đột nhiên xuất hiện. Uy áp tà ác cường đại trực tiếp chấn nát mảnh không gian này. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, thời khắc mấu chốt, hắn vội vàng thu hồi đôi sừng, sau đó liên tục lùi lại, đồng thời xuất kiếm, không ngừng chém nát uy áp và lực lượng kia. Rất nhanh, Dương Diệp đã lùi mấy vạn trượng. Mà mảnh không gian lúc trước hắn đứng, giờ phút này đã triệt để biến thành không gian hắc động. Mà ở trong không gian hắc động, một đạo khí thức đang càng ngày càng mạnh. Đạo khí thức này chấn mảnh không gian đen kịt kia vặn vẹo. Sắc mặt Dương Diệp tái xanh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mảnh không gian kia, hai tay nắm đôi sừng thật chặt. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, xa xa mảnh không gian đen kịt kia rung động kịch liệt,
đến cuối cùng, cả tinh không bắt đầu rạn nứt. Dương Diệp không thể không lùi lại. Sau khi lùi mấy ngàn trượng, Dương Diệp ngừng lại, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn kịch biến. Xa xa, mảnh không gian đen kịt kia muốn nổ tung. Một cỗ sóng khí mang theo uy áp ngập trời cuốn về phía Dương Diệp. Dương Diệp mặt không biểu tình, rút kiếm chém. Xuy, mảnh sóng khí đi vào trước mặt hắn lập tức bị xé tan thành phấn, đúng lúc này, khắp tinh không bắt đầu rung động. Dương Diệp thu kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chỗ đó, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nhị Nha, thời khắc này hình thể Nhị Nha vẫn như ban đầu, nhưng nàng đã không mặc váy hoa như trước đó, mà là một bộ váy màu đỏ sậm, trên đầu nàng, lại có một sạp sừng mới, bất quá không phải màu ám kim, mà là màu đỏ sậm, cái đuôi của nàng cũng trở thành màu đỏ sậm, hơn nữa dài hơn, giống như một cái đuôi rồng. Hai chân nàng trần trụi đi về phía Dương Diệp, mặt không biểu tình, trong mắt một mảnh đỏ sậm, nàng mỗi đi một bước, mảnh tinh không này sẽ rung động một cái. Lực lượng thân thể mạnh, thiên địa khó bằng. Dương Diệp cũng không có đi, trong lòng hắn còn có hy vọng. Hắn không muốn cứ như vậy buông tha hy vọng, dù giờ phút này hắn biết tình cảnh của mình rất nguy hiểm. Ngay lúc này, Nhị Nha ngừng lại, ánh mắt nàng đã rơi vào trên người Dương Diệp, khóe miệng nàng hơi cuộn lên, nổi lên nụ cười tà ác, cùng lúc đó, nàng lè lưỡi liếm khóe miệng một cái. Thật tà ác! Nói xong, nàng đã biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, không gian trước mặt Dương Diệp bắt đầu nổ từng khúc. Đó là bị thân thể xé rách. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Nhị Nha không còn nữa. Niệm đến tận đây, Dương Diệp lùi lại, nhưng tốc độ của Nhị Nha nhanh hơn hắn. Một nắm đấm đi thẳng tới trước mặt hắn. Dương Diệp không có xuất kiếm, mà sử dụng hoành thiên đón đỡ. Ầm! Theo một tiếng nổ vang, cả người hắn bị đánh bay vạn trượng. Ngoài vạn trượng, Dương Diệp vừa dừng lại, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Dương Diệp ngẩng đầu kinh hãi nhìn về phía Nhị Nha, lực lượng của Nhị Nha đã cường đại đến tình trạng khó có thể hình dung. Giờ phút này hai tay của hắn đã mất chi giác, không chỉ như thế, Hoành Thiên càng có vô số vết rạn. Nếu như không phải Hoành Thiên mạnh hơn, vừa rồi hắn đón đỡ một kích của Nhị Nha, có thể sẽ để cho thân thể mình vỡ nát. Lực lượng này, đã không phải lực lượng của con người rồi. Ngay lúc này, Nhị Nha xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng nhếch miệng cười cười. Sau đó cắn tới. Dương Diệp nheo mắt, đây là muốn ăn sống hắn. Lúc này đây, hắn không dám giữ lại, rút kiếm chém. Nhưng lúc này, Nhị Nha đột nhiên giơ cánh tay lên đón đỡ. Ầm, Dương Diệp chém xuống, chính hắn cũng bị chấn lui gần trăm trượng. Mà nơi xa, Nhị Nha không chút sức mẻ. Dương Diệp nhìn thoáng qua tay phải đã triệt để mất đi của mình, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng. Lực lượng của Nhị Nha vẫn còn trở nên mạnh mẽ. Nàng là càng ngày càng mạnh. Ngay lúc này, cách đó không xa, Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn xuất thủ lần nữa, Dương Diệp thấy thế, vội vàng lấy ra đôi sừng. Nhị Nha nguyên bản muốn xuất quyền đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nàng rơi vào trên đôi sừng, chau mày. Một lát sau, nàng sờ lên đỉnh đầu của mình, sau đó nhìn về phía đôi sừng kia, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Thấy thế, trong lòng Dương Diệp vui vẻ, hắn vội vàng nói. Nhị Nha, ngươi. Ngay lúc này, Nhị Nha đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, giơ kiếm đón đỡ. Ầm. Trong nháy mắt, Dương Diệp xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Hoành Thiên đã triệt để rạn nứt, bất quá kiếm tổ lại không có vỡ. Dương Diệp đè nén khiếp sợ trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Nha. Mới đầu hắn còn nghĩ lưu thủ, hiện tại xem ra, ý nghĩ này là ngu xuẩn cỡ nào. Nhị Nha có thể đánh bạo hắn. Nhị Nha không có ra tay, nàng nhìn đôi sừng rất lâu, cuối cùng, nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt không che giấu tham lam chút nào. Nàng là ác tổ, đối với tồn tại tà ác là cảm thấy hứng thú nhất, mà Dương Diệp có sát ý, mà kiếm đạo, có thể nói, hắn là loại hình Nhị Nha thích nhất. Nàng muốn động thủ, bất quá chẳng biết tại sao. Nàng lại thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía đôi sừng. Nhìn đôi sừng, nàng trầm mặc, nhưng không gian chung quanh nàng không ngừng vỡ nát. Lực lượng quá mạnh mẽ. Lúc này Nhị Nha đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, nhưng Nhị Nha không có ra tay, nàng sờ lên đôi sừng trên đầu mình, cuối cùng nàng quay người rời đi.
Dương Diệp khẽ vẫy tay, đôi sừng xuất hiện ở trong tay hắn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Nhị Nha. Xa xa, thân hình Nhị Nha có chút dừng lại, nhưng rất nhanh, nàng lại tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, Nhị Nha biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp, trong chàng, Dương Diệp trầm mặc. Nhị Nha đi rồi. Hối hận. Thời khắc này Dương Diệp không thể nghi ngờ là cực kỳ hối hận, hắn thật không ngờ Nhị Nha cuối cùng vẫn sẽ làm ra loại lựa chọn này. Điểm này, là hắn vạn lần không ngờ. Nhị Nha cứ đi như thế. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đôi sừng trong tay, thật lâu không nói. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai hắn, nàng vuốt vuốt mắt, hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ. Rất nhanh, Tiểu Bạch thấy được đôi sừng, khi thấy đôi sừng, nàng ngây ngẩn cả người. Tiếp đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ. Nhị Nha đi địa phương nàng đã từng ở, rất nhanh nàng sẽ trở lại. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía xa xa, có chút mờ mịt. Tiểu Trảo nàng nắm Dương Diệp thật chặt, hiển nhiên nàng đã ý thức được cái gì. Dương Diệp nói khẽ. Thật, không bao lâu nàng sẽ trở lại. Tiểu Bạch nhìn bên kia rất lâu, cuối cùng nàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng trong mắt nàng chảy ra nước mắt. Dương Diệp nhẹ nhàng thay Tiểu Bạch lau nước mắt, hắn cười nói. Tiểu gia hỏa, khóc cái gì? Ta cam đoan với ngươi, có một ngày Nhị Nha nàng sẽ trở lại. Nhất định sẽ. Tiểu Bạch ôm cổ của Dương Diệp, cái đầu nhỏ dính sát vào hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua địa phương Nhị Nha biến mất, sau đó hắn ôm Tiểu Bạch quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn ngừng lại, hắn quay đầu nhìn. Ở trong tinh không xa xa, một đại yêu cực lớn đang lao đến. Hai mắt Dương Diệp híp lại, không cần phải nói, này nhất định là từ tứ duy vũ trụ đến. Dương Diệp vỗ Tiểu Bạch hiểu ý, nàng ôm đôi sừng tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đứng ở nơi đó, yên tĩnh chờ đợi, rất nhanh, đại yêu cách hắn càng ngày càng gần. Lúc này một cỗ uy áp cường đại giống như sóng chiều cuốn tới. Hiển nhiên, đối phương đã phát hiện hắn. Dương Diệp mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt hắn lạnh như băng. Nhị Nha rời đi, không ai có thể nhận thức bây giờ tâm tình của hắn như thế nào. Vì sao Nhị Nha lựa chọn như vậy? Bởi vì nàng muốn giúp hắn, mà vì sao hắn lại rơi vào tình cảnh như hôm nay? Đều là bị người bức. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Một cỗ kiếm ý kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời. Ma kiếm đạo. Giờ khắc này. Dương Diệp đạt tới trạng thái đỉnh phong của mình. Đột nhiên, Dương Diệp mở mắt, sau một khắc, hắn vội xông về phía trước, cái xông lên này, tốc độ hắn cũng tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, đại yêu kia cũng không có ngừng, trái lại tốc độ nhanh hơn. Nó là muốn trực tiếp đâm chết Dương Diệp. Trong mắt đại yêu là hờ hững, là khinh miệt. Hành vi của Dương Diệp, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Lúc này Dương Diệp rút kiếm. Chém. Trong tinh không, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Sau một khắc, một tiếng kiếm reo đánh rách cả tinh không. Đại yêu bị Dương Diệp đánh bay, cùng lúc đó, Dương Diệp cũng té bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, hắn cưỡng ép ngừng lại, sau đó vào tới. Xuy 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 xuy. Trong tinh không, từng đạo kiếm quang tuyết trắng cùng từng đạo kiếm quang màu đen không ngừng răng khắp nơi. Kiếm quang màu đen kia, tự nhiên là Táng Mệnh kiếm. Đại yêu lần lượt tháo chạy, quanh người nó, vô số máu tươi bắn tung tóe ra. Cuối cùng, một đạo kiếm quang từ cổ đại yêu chém xuống. Xuy, thân thể đại yêu tách ra. Trong tinh không, Dương Diệp đứng ở trên lưng đại yêu, toàn thân hắn huyết hồng, đó là bị máu tươi nhiễm đỏ. Dương Diệp cầm kiếm ngẩng đầu nhìn hư không, gằn giọng nói. Thiên mệnh, tứ duy vũ trụ, các ngươi nghe cho lão tử, mặc kệ các ngươi muốn chơi thế nào. Dương Diệp ta đều phụng bồi tới cùng. Ngay lúc này, một thanh kiếm từ hư không bắn đến. Hành đạo kiếm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, hắn nắm chặt kiếm tổ trong tay, đang muốn ra tay, nhưng lúc này kiếm tổ đột nhiên giãy giụa tay của hắn, sau đó phóng lên trời, đón nhận hành đạo kiếm. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, hắn đã biết ý đồ của kiếm tổ. Nhưng hắn không có ngăn trở. Đây là lựa chọn của kiếm tổ. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, kiếm tổ và hành đạo kiếm đụng vào nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không kịch chiến, ngay sau đó, vô số kiếm khí không ngừng kích xạ ra.
mà ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, một ít mảnh vỡ từ không trung rơi xuống. Mảnh vỡ của kiếm tổ. Kiếm hủy. Dương Diệp nhìn những mảnh vỡ kia. Im lặng không nói. Rất nhanh, những mảnh vụn kia rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp vuốt vuốt những mảnh vụn kia, cuối cùng, hắn thu những mảnh vụn kia vào. Mà giờ khắc này, hắn đã không liên lạc được kiếm linh của kiếm tổ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hành đạo kiếm, lúc này, kiếm kia mang theo một tia kiếm quang chậm rãi rơi xuống. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, hắn vươn tay, trong nháy mắt, một thanh huyết kiếm đỏ tươi xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm tổ. Ở trong đám mây, một nữ tử đang đánh cờ đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới, một lát sau, nàng nhẹ nhàng cười cười. Kiếm không tệ, một thanh kiếm cần một chủ nhân tốt, nhưng chính mình mới là trọng yếu nhất. Lấy cái chết cầu phàm trần, dùng máu ngưng kiếm, quả thật có chút ý tứ. Trong tinh không, Dương Diệp cầm kiếm hung ác chém về phía bầu trời. Tia kiếm quang này mạnh, dường như có thể chém nát một vùng vũ trụ. Không trung. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, vô số kiếm khí huyết sắc bắn ra tung tóe, cùng lúc đó, một nhân ảnh chậm rãi rơi xuống. Đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp, một cánh tay của hắn đã không thấy. Mà trên không trung, hành đạo kiếm vẫn tồn tại như cũ. Ở bốn phía, mặc kệ những kiếm khí huyết sắc kia khủng bố như thế nào, cũng không thể dựa vào gần nó. Hành đạo kiếm cũng không tiếp tục ra tay, mà quay người biến mất ở trong tinh không mịt mờ. Trên đám mây, cạnh bàn cờ, một thanh kiếm an ổn rơi xuống. Không giết hắn. Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Nữ tử lắc đầu. Giết hắn làm cái gì? Chẳng qua là cho hắn một chút giáo huấn, miễn cho hắn cả ngày rêu rao, này cũng không tốt. Thanh âm kia nói, tuy thực lực người này hơi yếu, nhưng tương lai không thể hạn lượng, người không giết hắn, tương lai sợ là phải tự thực ác quả. Nữ tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện. Biết rõ khác nhau giữa ta và ngươi không? Bên kia trầm mặc. Nữ tử cười nói, cường giả, chưa bao giờ sợ đối thủ cường đại, thậm chí sẽ đi bồi dưỡng đối thủ cường đại. Nói xong, nàng hạ cờ. Tiểu tử phía dưới kia là một người thông minh, hắn cố ý khích phẫn nộ ta và ngươi, mục đích đúng là muốn lấy cái chết cầu đột phá, ở điểm này, ngươi không bằng hắn. Năm đó nếu như ngươi dám buông tha sinh tử đánh với ta một trận, thực lực của ngươi không phải chỉ như thế. Thanh âm kia nói, nhiều khi, ẩn nhẫn càng có tương lai. Khóe miệng nữ tử hơi cuộn lên. Làm con rùa sao? Đối diện nàng, không có trả lời. Nữ tử cười ha ha. Biết không, nếu như ngồi đối diện ta là người phía dưới, ta nói hắn như vậy, hắn nhất định sẽ cầm kiếm đứng lên chém ta. Tựa như lần thứ nhất gặp mặt, đối mặt ta, hắn rút kiếm không chút do dự. Kiếm tu, nên như thế, nam nhân, nên như thế. Đối diện, như trước không có trả lời. Nữ tử cũng không có nói chuyện, tiếp tục đánh cờ. Trong tinh không, Dương Diệp chậm rãi rơi xuống, rốt cuộc. Không biết trải qua bao lâu, hắn ngừng lại, thân thể của hắn bắt đầu khôi phục. Ước chừng một lúc lâu sau, Dương Diệp đứng lên. Ở đối diện hắn, là một nữ tử mặc váy đỏ như máu. Kiếm tổ. Kiếm tổ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp đi tới trước mặt nàng, vuốt vuốt hai má của kiếm tổ. Lần sau không nên kích động như vậy, được không? Kiếm tổ gật đầu. Dương Diệp cười cười. Lúc này kiếm tổ đột nhiên hóa thành kiếm quang huyết sắc xông vào mi tâm của hắn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Nhục thể của kiếm tổ, kỳ thật chính là máu của hắn. Lúc trước hắn dùng máu ngưng kiếm, lại dùng máu đúc nhục thể của kiếm tổ, có thể nói, chỉ cần Dương Diệp hắn không chết, máu không cạn, kiếm tổ sẽ không vong. Đương nhiên, mới vừa rồi cũng rất nguy hiểm, bởi vì thực lực của thiên mệnh lão đại kia quá mạnh. Nếu như đối phương động thủ thật, là có thể chân chính chém giết kiếm tổ. Vốn hắn muốn cùng thiên mệnh tranh tài một trận, dùng cái này làm bàn đạp đột phá, nhưng thời điểm hành đạo kiếm xuất hiện, hắn thật không ngờ kiếm tổ sẽ xông lên. Ý nghĩ của kiếm tổ và hắn là giống nhau, nàng cũng muốn đột phá. Đáng tiếc, hắn và kiếm tổ đều không thể chân chính đột phá, bất quá thu hoạch rất to lớn. Lớn vô cùng. Vừa rồi trận chiến ấy, bất kể là kiếm tổ hay Dương Diệp, đều có tất tử chi tâm. Lấy cái chết cầu phàm trần. Tuy có chút lỗ mãng, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Hắn quả thật có rất nhiều lo lắng, sau lưng còn có rất nhiều người,
nhưng thời điểm nên dốc sức liều mạng, hắn xưa nay sẽ không kinh sợ. Nếu như cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, kết quả sau cùng chính là, kẻ vô tích sự. Sự tình đã đến loại tuyệt cảnh này, địch nhân của hắn đều mạnh hơn hắn, nếu như hắn còn bó tay bó chân, vậy thì thật không có tương lai gì. Mà trận chiến này, ở phương diện tâm cảnh, hắn cùng với kiếm tổ đều có tăng lên sâu sắc, đặc biệt là kiếm tổ, nếu như lúc trước kiếm tổ cách phàm kiếm chân chính còn có nửa bước, vậy bây giờ, kiếm tổ cách phàm kiếm chân chính, kỳ thật chỉ như một tờ giấy mỏng. Nàng không cần đi về phía trước một bước, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, tầng giấy này sẽ phá. Mà bản thân Dương Diệp ở trong trận chiến ấy, cũng thu hoạch không nhỏ, tuy hắn chiến bại. Nhưng hắn thấy được thiên mệnh cường đại. Chiến bại, thì có thể tìm ra thiếu sót của mình, biết mình cần tăng lên như thế nào. Có thể nói, chiến bại đối với hắn mà nói, chính là thu hoạch lớn nhất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi. Vạn giới thành, một tia kiếm quang rơi xuống. Cảm nhận được tia kiếm quang này, vô số người trong thành thở dài một hơi. Dương Diệp tiến vào trong đại điện, trong điện chỉ có Đinh Thược Dược còn đang xử lý chính vụ. Đinh Thược Dược dừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp trầm giọng nói. Ta phải ly khai vạn giới thành, Đinh Thược Dược nhíu mày. Ngươi là muốn kéo chiến trường ra bên ngoài. Dương Diệp gật đầu. Là ý tứ này. Vạn giới thành này và tam duy vũ trụ, không chịu nổi chiến tranh, cho nên ta muốn đi bên ngoài ngăn đón bọn hắn. Đinh Thược Dược trầm mặc. Dương Diệp nói, còn có một điểm, chính là chúng ta không thể ngồi chờ chết, ta cho tới bây giờ không thích bị động, chẳng qua là chậm rãi chờ chết. Đinh Thược Dược trầm giọng nói, ngươi đã quyết định. Dương Diệp gật đầu, ta là đạo phòng tuyến thứ nhất, trừ lần đó ra, ta cũng muốn dùng chiến đấu đến để thăng mình. Tăng lên mình. Hiện ngay lúc này, hắn không có thời gian đi chậm rãi lĩnh ngộ, chậm rãi tu luyện. Không có người sẽ cho hắn thời gian. Hắn chỉ có thể không ngừng chiến đấu, trong chiến đấu tăng lên, đương nhiên, cũng có thể là trong chiến đấu diệt vong. Đinh Thược Dược nói, ta đã để cho đế thi tiền bối đi tìm Tiêu Giao Tử, nếu như hắn nguyện ý tương trợ. Dương Diệp lắc đầu, chúng ta không thể gửi gắm hy vọng ở trên người bất cứ người nào. Có ký thác, thì có ỷ lại, thì sẽ lười biếng cùng trong lòng còn có may mắn, như vậy không được. Lúc trước hắn quá mức ỷ lại, mà bây giờ, hắn không muốn ỷ lại bất luận kẻ nào. Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên, nàng nở nụ cười. Cười cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Ninh Thược Dược nói khẽ. Thiếu niên lúc trước rốt cuộc trưởng thành, so với lúc trước, bây giờ ngươi thành thục hơn nhiều lắm. Dương Diệp cười nói, người cuối cùng là sẽ thay đổi, giúp ta triệu tập tất cả mọi người, ta thông báo một chút. Ninh Thược Dược gật đầu. Trong đại điện, tất cả cường giả mệnh cảnh của vạn giới thành tề tụ một phòng. Ngoại trừ cường giả mệnh cảnh, còn có 20 người, những người này đều là đại biểu của một ít đại thế giới hiện tại, mặc dù ở nơi đây phân lượng rất nhẹ, nhưng mà ở thế giới của bọn hắn dậm chân một cái, thế giới của bọn hắn sẽ rung động 3 lần. Đương nhiên, ở chỗ này, bọn hắn đều thả tư thái cực thấp. Dương Diệp liếc nhìn mọi người. Ta đã quyết định, kéo chiến trường ra bên ngoài, cũng chính là, ta đi ra ngoài ngăn cản cường giả của tứ duy vũ trụ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Hoang Doanh nói. Dương Huynh, này có chút nguy hiểm, chúng ta ở chỗ này, có vạn giới trận tương trợ, hơn nữa dùng khỏe ứng mệt, thích hợp hơn một chút. Ta tán thành. Kiếm Vô Địch lại nói. Ở chỗ này, chỉ có thể bị động bị đánh, vì sao chúng ta không chủ động xuất kích? Vẫn còn có chút mạo hiểm. Có người nói. Không mạo hiểm, ta tán thành cách làm của Dương Thành Chủ, ra ngoài đánh với bọn hắn. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bắt đầu cãi cọ lên. Nhưng không lâu lắm, mọi người đều ngừng lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói. Mọi người nói đều có lý, bất quá ta vẫn nghiêng về ra ngoài. Ở chỗ này đánh nhau, tổn thương là thế giới này, hơn nữa quá bị động, với chúng ta mà nói, vô cùng bất lợi. Phòng ngự tốt nhất chính là tiến công. Nói xong hắn đứng lên. Các ngươi ở lại chỗ này, ta sẽ đi lên một mình. Nghe vậy, mọi người thất kinh, lúc này Hoang Doanh vội vàng nói. Dương Huynh, nếu như ngươi thật muốn đi ra ngoài, mọi người có thể cùng đi, việc này không phải chuyện của một mình ngươi,
là chuyện của vạn giới chúng ta, mọi người chúng ta cùng một chỗ cộng đồng đối mặt. Mọi người vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dương Diệp lắc đầu. Một mình ta ra ngoài, đối với bọn họ uy hiếp càng lớn, bởi vì ta đánh không lại có thể chạy, nếu như mọi người cùng nhau ra ngoài, như vậy chính là quyết chiến. Đây đối với chúng ta mà nói, không có lợi. Mọi người còn muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp ý bảo mọi người dừng lại. Mọi người không có tiếp tục mở miệng, Dương Diệp tiếp tục nói. Sau khi ta ra ngoài, ta là đạo phòng tuyến thứ nhất, mà các ngươi, là đạo phòng tuyến thứ hai, trong lúc này, mọi người tiếp tục chiêu mộ cường giả và tu luyện, thế giới của chúng ta lớn như vậy, không chừng có thể có vài cường giả mệnh cảnh có tâm huyết. Nói xong hắn dừng lại, sau đó lại nói. Còn có một sự tình, sau khi ta rời đi, Đinh Quân Sư liền đại biểu ta, trưởng lão đoàn có thể vạch tội nàng, thậm chí có thể bãi miễn nàng, đương nhiên, ta không hy vọng nhìn thấy mọi người nội loạn. Lúc này Hoang Doanh đột nhiên nói. Điểm ấy Dương Huynh có thể yên tâm, trong thành, mọi người có sự bất đồng, có tranh luận, này là rất bình thường, nhưng ai dám sằng bậy gây sự, hoàng tộc ta là cái thứ nhất không buông tha hắn. Bây giờ hoàng tộc ở trong vạn giới này, có thể nói là thế lực mạnh nhất, tiếp theo là chiến giới của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp nhìn về phía Lưu Uyên đại biểu chiến giới, Lưu Uyên trầm giọng nói. Yên tâm, bên ta nếu ai dám làm loạn, ta sẽ giết hắn. Dương Diệp gật đầu. Nếu như ta một đi không trở lại, thời điểm chư vị đối mặt thiên mệnh và tứ duy vũ trụ, xin đứng thẳng lên sống lưng của mình. Chúng ta có thể chết, nhưng phải đứng chết. Nói xong, hắn đi xa. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Diệp đi ra đại điện, sau đó biến mất ở cuối chân trời. Trong đại điện, mọi người nhìn ra ngoài điện thi lễ, thật lâu không nói. Trên không vạn giới thành, Dương Diệp ngự kiếm bay đi. Mà trong vạn giới thành, vô số người nhìn chăm chú đạo kiếm quang kia. Dương Diệp bây giờ, chính là đại biểu của Tam Duy Vũ Trụ, nói như vậy không hề khoa trương. Mà hắn, cũng là sống lưng của Tam Duy Vũ Trụ. Phía dưới, trong đại điện. Cua Vi. Lúc này thanh âm của Đinh Thược Dược kéo tất cả mọi người lại. Mọi người nhìn về phía Đinh Thược. Dược, Đinh Thược Dược nói khẽ. Chư vị, ta có một ý nghĩ. Hoàng Doanh nói. Đinh cô nương mời nói. Đinh Thược Dược nói. Hắn không có khả năng bằng vào sức một mình đối mặt cả tứ duy vũ trụ, mà chúng ta cũng không thể ký thác tất cả hy vọng ở trên người hắn. Hoàng Doanh khẽ gật đầu. Đinh cô nương có ý kiến gì cứ việc nói thẳng. Đinh Thược Dược liếc nhìn mọi người, sau đó nói. Chúng ta nơi đây, có gần 31 vị cường giả mệnh cảnh, đây có thể nói là tất cả cường giả đỉnh cao của Tam Duy Vũ Trụ chúng ta rồi. Ý nghĩ của ta là để cho 25 vị cường giả mệnh cảnh đỉnh phong tạo thành một tiểu đội tùy thời có thể trợ giúp phía ngoài. Các ngươi thấy thế nào? Trong tràng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh, trong đại điện bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Chỉ chốc lát, một lão giả đứng dậy. Đinh cô nương, ý tưởng này của ngươi rất tốt, chẳng qua là, nếu chúng ta ly khai, mạt pháp chi địa đuổi tới nơi đây, như vậy nên như thế nào? Đinh Thược Dược gật đầu. Điểm ấy ta đã nghĩ qua. Theo ta được biết, mạt pháp chi địa kia, mục tiêu chân chính của hắn là Dương Diệp, là thiện linh và ác linh trong cơ thể Dương Diệp, bởi vậy hắn không có khả năng đi đánh chúng ta. Hơn nữa thời điểm này, hắn cũng sẽ không tới ra tay, bởi vì nếu như hắn ra tay diệt nơi đây, như vậy Dương Diệp tất nhiên sẽ buông tha cho tứ duy vũ trụ mà đi nhằm vào hắn. Lúc này đây, ta tin tưởng, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói. Rất có lý, Đinh cô nương an bài đi. Đinh Thược Dược liếc nhìn mọi người, cũng không có người dị nghị. Đinh Thược Dược gật đầu. Ta đã để cho trận lão bố trí một trận pháp thông hướng ra ngoài, nếu có cần, ta sẽ triệu tập mọi người, khi đó hy vọng mọi người phối hợp ta. Trừ lần đó ra, còn có một ít chuyện, là lúc này vạn giới xuất hiện một ít lời đồn không tốt, có người truyền ngôn tận thế đã đến. Những tin nhảm này ở rất nhiều nơi trong Tam Duy Vũ Trụ, làm lòng người bàng hoàng, mà có ít người thì nhân cơ hội đi ra gây sự. Trải qua ta điều tra, trong những người này, có một số người và thế lực phụ thuộc dưới quyền các vị đang ngồi ở đây. Nói xong nàng đứng lên. Ta hy vọng chư vị có thể để những người này dừng lại. Nếu như sau một ngày còn có loại chuyện này phát sinh, như vậy ta sẽ mời vạn giới thủ hộ giả ra tay. Lúc này một trung niên trầm giọng nói. Ninh cô nương, một chút chuyện nhỏ mà thôi,
mời vạn giới thủ hộ giả, có phải quá mức hay không? Ninh Thược Dược nhìn thoáng qua trung niên kia. Mạc thành chủ, theo ta được biết, Mạc gia các ngươi ở chỗ của mình, thật giống như có chút suy ngã độc tôn nha. Nghe vậy, sắc mặt trung niên kia biến hóa. Ninh cô nương, cái gì Mạc gia suy ngã độc tôn chứ, thứ cho ta nói thẳng, thế giới này bản thân có mạnh có yếu, Mạc gia chúng ta ở trong Mạc thành là mạnh nhất, cái này thật giống như không có vấn đề gì à. Hay là nói, mạnh mẽ là một loại sai. Ninh Thược Dược cười nói. Cái này hiển nhiên không phải, chẳng qua là, người của ta điều tra qua, Mạc gia các ngươi lợi dụng một ít thủ đoạn cưỡng ép áp bách mấy thành chung quanh, hơn nữa chiếm linh mạch của bọn hắn thành của mình. Trong lúc này, Mạc thành chủ ngươi còn giết qua hai vị thành chủ, hơn nữa còn thiếu chút nữa đổ sát dân trong thành, đúng không? Nghe vậy, sắc mặt trung niên kia lập tức âm trầm. Cường giả vi tôn. Thế giới này vốn mạnh được yếu thua, cử chỉ này của hắn ở lúc trước, kỳ thật một chút cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ Dương Diệp thiết lập trật tự mới thì không thể như vậy. Ninh Thược Dược lại nói. Mạc thành chủ còn muốn nói cái gì không? Trung niên kia trầm giọng nói. Ninh cô nương, Mạc thành chúng ta nhân khẩu đông đúc, muốn mở rộng phải đổi nơi càng tốt hơn, ta cảm thấy Mạc thành chúng ta không có làm sai cái gì. Ninh Thược Dược khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh công tử, hiện tại Hoang tộc là đại tộc thứ nhất của Tam Duy Vũ Trụ, người thấy thế nào? Hoang Doanh có chút trầm ngâm, sau đó hắn nhìn về phía trung niên kia, cười nói. Mạc thành chủ, ấn ngươi nói, có phải hoang tộc ta cũng có thể nuốt sạch Mạc thành ngươi, hơn nữa chiếm Mạc thành ngươi thành của mình hay không? Nghe vậy, sắc mặt trung niên kia cực kỳ khó coi. Lúc này Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Chư vị, mạnh được yếu thua, cường giả tùy hứng, đó đã là quá khứ. Bây giờ trật tự đã không như lúc trước, nếu như ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh. Có thể tùy ý làm bậy, vậy ngươi sai rồi. Bởi vì phía trên còn có mạnh hơn. Nói xong nàng nhìn về phía Mạc thành chủ. Vạn giới sơ định, rất nhiều quy củ và sự tình, tự nhiên không có cách nào làm được tốt nhất, điểm ấy, là có thể lý giải. Mạc thành chủ, có đôi lời nói biết sai liền sửa, không gì tốt hơn, Mạc thành chủ ngươi cảm thấy thế nào? Mạc thành chủ kia do dự một chút, sau đó nhìn về phía một lão giả ở cách đó không xa. Người này, đúng là một cường giả mệnh cảnh. Sau một lúc lâu, cường giả mệnh cảnh này nhìn về phía Đinh Thược Dược. Đinh cô nương, dù sao chỉ là chuyện nhỏ, bỏ qua đi, được không? Một bên, đám người Lưu Uyên im lặng không nói, mà trên mặt Lưu Uyên thì lộ ra vẻ cười lạnh. Chuyện này không có quan hệ gì tới chiến giới. Láo xược. Ngay lúc này, Hoang Doanh đột nhiên gầm lên, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả kia. Lão giả này là phụ thuộc hoang tộc. Sắc mặt lão giả âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Cách đó không xa, Đinh Thược Dược ngồi ở trên ghế, nhẹ khẽ uống nước trà. Hoang Doanh lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả kia. Phàm lão, nhận sai. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó cười nói. Hoang tộc trưởng, đây không phải chuyện tình có nhận sai hay không, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta ở đây liều sống liều chết, vì cái gì không thể hưởng thụ nhiều một chút chỗ tốt. Dựa vào cái gì chúng ta dốc sức liều mạng, thuộc hạ của bọn hắn liền yên tâm thoải mái hưởng thụ hết thảy. Này công bằng sao? Xác thực không công bằng. Ngay lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một giọng nói. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thanh âm quen thuộc. Sắc mặt phàm lão thì trắng bệch. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu, ngoài cửa đại điện, đứng một nam tử. Đúng là Dương Diệp. Hắn còn chưa có đi. Giờ phút này, mọi người đã minh bạch. Dương Diệp đi vào đại điện, ánh mắt của hắn rơi vào trên người phàm lão, người kia căn bản không dám đối mắt, Dương Diệp nói. Ta ở bên ngoài dốc sức liều mạng, lại vì cái gì? Đối với ta công bằng không? Phàm lão cúi đầu trầm mặc, không dám đáp. Dương Diệp đi đến bên cạnh, hắn nhìn mọi người một cái, sau đó nói. Dương Diệp ta không giống chư vị, ta là từ tiểu thế giới tới. Thế giới kia của ta đã hủy diệt. Lúc trước ta vẫn cho rằng cường giả vi tốc, cường giả có thể làm bậy, cường giả có thể làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, sự thật cũng là như vậy. Chư vị ở đây, ta hỏi một câu, bây giờ chúng ta bị tứ duy vũ trụ áp bách, bị thi kên mệnh nhằm vào, bọn hắn lúc nào cũng có thể đơn giản diệt chúng ta và tam duy vũ trụ, các ngươi cảm giác như thế nào? Mọi người trầm mặc. Dương Diệp khẽ cười nói.
có một trật tự không tốt sao? Hôm nay người khi dễ người khác, ngày mai khả năng bị người khác khi dễ. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi đạt đến loại trình độ của thiên mệnh, vậy cứ coi như ta chưa nói. Nhưng nếu như ngươi không có loại thực lực đó, vậy có thể tuân thủ trật tự ta chế định hay không? Nói xong ánh mắt của hắn rơi vào trên người Phàm lão. Người kia mồ hôi rơi như mưa. Trong khoảng thời gian này, sau khi tiếp xúc Dương Diệp, ở mọi người xem ra, Dương Diệp thật ra là một người rất dễ nói chuyện. Nhưng không có người dám quên, một khi Dương Diệp tàn nhẫn, đó là khủng phố dường nào. Bất kể là hoang tộc hay vĩnh hằng quốc độ, cũng không dám chọc giận Dương Diệp, bởi vì bọn họ gặp qua Dương Diệp máu tanh tàn nhẫn. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, lại nói. Phàm lão, ngươi và ta cũng từng vào sinh ra tử nhiều lần, ta không muốn giết ngươi. Nghe vậy, thân thể Phàm lão run lên, nhưng trong lòng thì buông lỏng, mạng xem như bảo vệ. Dương Diệp nhìn Phàm lão. Sự tình phía sau, ngươi sẽ xử lý tốt, đúng không? Phàm lão vội vàng gật đầu. Sẽ, nhất định sẽ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Nói xong hắn nhìn mọi người. Mọi người kề vai sát cánh chiến đấu qua, ta không muốn hung ác với người mình, càng không muốn giết người mình răn trăm người, nhưng ta càng không hy vọng có người sằng bậy. Mọi người đều nhao nhao gật đầu, kỳ thật xử lý của Dương Diệp vẫn để cho mọi người bất ngờ. Bởi vì Dương Diệp không có giết người, ở bọn họ xem ra, thời điểm Dương Diệp bước vào đại điện, Phàm lão là phải xong đời. Nhưng để cho mọi người không nghĩ tới là, Dương Diệp không có giết người. Đương nhiên, đối với điểm này, trong lòng mọi người vẫn có chút ấm. Dương Diệp đối với người mình, cuối cùng không phải ác như vậy. Lúc này Dương Diệp lại nói. Hiện tại đại chiến đã lên, mà ta lại phải ly khai giới này, ta không hy vọng nơi đây xuất hiện chuyện gì không hay, thật sự không hy vọng. Hoàng Doanh trầm giọng nói. Sẽ không, lần này là ta sơ sót. Dương Diệp gật đầu. Hoàng Doanh huynh, hoàng tộc ngươi là đệ nhất đại tộc, phía dưới có rất nhiều thế lực phụ thuộc, trách nhiệm của ngươi rất lớn. Hoàng Doanh gật đầu. Minh bạch. Dương Diệp cười cười. Như vậy được rồi, chư vị, bảo trọng. Nói xong, Dương Diệp đã biến mất ở trong đại điện. Lúc này đây, hắn là đi thật. Trong điện, Đinh Thược Dược một mực trầm mặc đột nhiên đứng lên, nàng đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn đám mây, trên đám mây, mơ hồ có thể thấy được một tia kiếm quang. Nhìn tia kiếm quang kia, Đinh Thược Dược dần dần ngây người. Sau một lúc lâu, nàng nói khẽ. Nhất định phải trở về. Trong tinh không, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Ở trên đám mây, trước bàn cờ, một nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, cười nói. Diêm quân, nhìn thấy không? Hắn đi ra, hắn muốn chủ động tới tìm tứ duy vũ trụ ngươi, ha ha. Đối diện nữ tử, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đánh cuộc không? Nữ tử cười nói. Đánh cuộc. Thanh âm kia nói. Ngươi thật giống như không biết ta muốn đánh cược gì. Khóe miệng nữ tử hơi cuộn lên, cười không nói. Sau một lúc lâu, thanh âm kia nói. Đánh bạc hắn có thể sống qua một ngày hay không? Điều kiện là ngươi không thể nhúng tay. Nữ tử gật đầu. Được. Nói xong nàng nhìn về phía đối diện, cười nói. Ta không thể nhúng tay, ân, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Cho dù ngươi ra tay, ta cũng không thể nhúng tay. Được không? Bên kia hỏi. Nữ tử cười nói. Được. Trong tỉnh không mịt mờ, Dương Diệp nhìn về phía trước, trong mắt có vẻ lo. Âu, lo lắng rất nhiều người. Tiểu Kỳ, A Tú, Dương Bất Tử, nữ tử váy trắng, Nhị Nha. Nhị Nha, nghĩ đến tiểu nha đầu kia, tâm tình của Dương Diệp lập tức nặng nề. Lúc trước Nhị Nha không có ra tay với hắn, hắn biết, Nhị Nha khẳng định không có hoàn toàn quên hắn và tiểu bác. Đương nhiên, Nhị Nha bây giờ, cũng xác thực không phải là Nhị Nha lúc trước rồi. Hết thảy, đã bắt đầu thay đổi, lúc này, hắn ngoại trừ ngăn cản tứ duy vũ trụ, còn phải tìm A Tú, Nhị Nha. Mọi người đều phải cẩn thận. Một cái cũng không thể mất đi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, dưới chân hắn là kiếm tổ. Trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài, Tiểu Bạch gục ở chỗ này, ở trước mặt nàng là hai cái sừng. Sừng của Nhị Nha. Từ khi Nhị Nha đi, Tiểu Bạch cũng trở nên không giống lúc trước. Càng nhiều lúc, nàng sẽ trầm mặc, hơn nữa vừa trầm mặc thì sẽ rất lâu.
không ai dám tới quấy rầy nàng. Qua hồi lâu, tiểu chảo của tiểu bạch nhẹ nhàng vuốt đôi sừng, trong mắt nàng, nước mắt dần dần chảy xuống. Tinh không xa xôi, ở trong một tinh cầu không biết tên, một hắc ảnh đột nhiên rơi vào trên tinh cầu này. Ầm, chỗ hắc ảnh kia rơi, đại địa trong phương viên gần trăm vạn dặm ầm ầm vỡ nát. Lúc này cách hắc ảnh không xa, xuất hiện một đám người, cầm đầu đúng là người thần bí của mạt pháp chi địa, toàn thân hắn bị hắc khí quấn quanh, căn bản thấy không rõ mặt mũi thật sự. Mà sau lưng hắn, là đám người thụ vô biên, tá mạc cùng với lệ đế khôi phục thân thể. Tất cả mọi người nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia. Khi thấy rõ thân ảnh nhỏ nhắn, đám người thụ vô biên nhíu mày. Một tiểu cô nương, một tiểu nữ hài mọc ra một đôi sừng màu đỏ sậm, sau lưng nữ hài, còn có một cái đuôi thật dài. Con mắt của tiểu nữ hài cũng là màu đỏ sậm, nàng mặt không biểu tình, trên người tán giật ra khí tức, lại để cho thần sắc mọi người ngưng trọng lên. Ác tổ, một bên, lệ đế muốn ra tay, nhưng người thần bí lắc đầu. Không phải là nàng lúc trước, nếu như ngươi ra tay, hẳn phải chết. Lệ đế nhìn về phía người thần bí nói khẽ. Là ác thú đã từng có can đảm liều mạng với thiên mệnh, các ngươi lui ra phía sau. Lệ đế nhìn thoáng qua tá mạc, có chút do dự, nhưng thụ vô biên lại cực kỳ nghe lời lui về phía sau. Trước mắt là ác thú chân chính, ngay cả nàng cũng sợ. Thụ vô biên nhìn thoáng qua đám người lệ đế. Không muốn chết thì lùi lại xa một chút. Nói xong, nàng đã lùi ra ngoài vạn trượng. Mà cách đó không xa, đám người tá mạc do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn lui về phía sau. Bọn họ không biết ác thú chân chính khủng bố đến mức nào, nhưng bọn hắn biết thụ vô biên kiêu căng tự mãn ra sao. Mà giờ khắc này, nàng không chút do dự lui ra sau. Cái này đã đủ chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Rất nhanh, trong chàng chỉ còn người thần bí và nhị nha. Xa xa, nhị nha chậm rãi đi về phía người thần bí hai tay khoanh ở trước ngực. Dương Diệp không tới sao? Lúc này nhị nha đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Người thần bí duỗi ra tay phải, sau đó nhẹ nhàng nắm chắc, trong nháy mắt, một đạo lực lượng kinh khủng giống như vỡ đê chấn động ra. Nhưng lúc này, một nắm đấm đánh tới. Ầm, nắm tay nhỏ đấm ra một quyền, người thần bí thả ra lực lượng bị đập nát, cùng lúc đó, bản thân người thần bí kia càng bị đẩy lui ngàn trượng. Người thần bí vừa dừng lại, đột nhiên, thân thể của hắn giống như quỷ mị phiêu tới. Cách đó không xa, nhị nha lại đấm ra một quyền. Một quyền này vừa oanh ra, một bàn chân đá vào trên nắm tay của nàng. Ầm, không gian chung quanh vỡ nát, tạo thành một không gian hắc động. Nhị nha buông nắm đấm, bắt lại gót chân của người thần bí kia, sau đó mãnh liệt kéo một phát, nàng nhấc chân phải lên kê gối. Bất quá người thần bí kia phản ứng cũng cực nhanh, khi hắn bị kéo đến trước mặt nhị nha, hai tay đã chồng lên nhau khác ở đầu gối nàng. Ầm, người thần bí bị chấn ra ngoài vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người lệ đế vô cùng ngưng trọng. Thực lực của người thần bí, mặc dù không có bại lộ quá nhiều, nhưng cái kia đã cực kỳ khủng bố rồi. Mà giờ khắc này, thời điểm đối mặt với nhị nha, rõ ràng đang ở hạ phong. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người nhị nha, lực lượng thân thể của nàng cuối cùng cường đại đến loại trình độ nào. Ngay lúc này, thân thể người thần bí đột nhiên hư ảo, sau một khắc, hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía nhị nha. Ở trước mặt nhị nha, một tàn ảnh lặng yên ngưng hiện. Nhị nha mặt không biểu tình, giơ tay đấm một quyền. Ầm, theo một tiếng nổ vang, nhị nha xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng, nhưng lúc này, lại một tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt nhị nha, chân phải nhị nha đạp mạnh, thân thể bay lên trời, sau đó đá xuống một cước. Ầm, nhị nha như một con diều đứt dây bay ra ngoài, mà ở trên không trung, sau lưng nhị nha, lại một tàn ảnh lặng yên ngưng hiện, sau đó một ngón tay điểm về phía nhị nha. Trừ lần đó ra, xung quanh nhị nha cũng xuất hiện rất nhiều tàn ảnh, giờ khắc này, nhị nha bị tàn ảnh vây quanh. Phanh 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 phanh. Trong hư không, từng tiếng rên không ngừng vang lên, rất nhanh, một nhân ảnh không ngừng lùi lại. Đạo nhân ảnh này đúng là nhị nha. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người tá mạc khẽ buông lỏng, ánh mắt bọn hắn rơi vào trên tàn ảnh, hiển nhiên, người thần bí này dần dần bại lộ thực lực của mình. Ngay lúc này, trong hư không xa xa, nhị nha đã bị áp chế đột nhiên hai tay mãnh liệt vỗ một cái. Ram ram,
Cái vỗ này, toàn bộ thiên địa run lên kịch liệt, mà những tàn ảnh ở chung quanh nhị nha cũng trong nháy mắt vỡ. Nát! Cách đó không xa, bản thể người thần bí kia liên tục lùi lại, lùi đến trước mặt của đám người tá mạc mới ngừng. Xa xa, nhị nha ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, trên hai tay nàng tản ra ánh sáng màu đỏ. Mà ở chung quanh nàng, những không gian ám vật chất kia đã bắt đầu vỡ nát. Hai tay của người thần bí khoanh trước. Ngực. Dương Diệp để cho ngươi tới. Khóe miệng nhị nha dần dần dữ tợn. Ngay lúc này, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt. Sau một khắc, nàng tựa như một đạo lưu tinh đụng tới. Hai tay người thần bí nhẹ nhàng kéo một phát. Đám người tá mạc bị một cỗ lực lượng thần bí đưa ra ngoài mấy trăm ngàn trượng. Nhưng lúc này, nhị nha đã tới đỉnh đầu của người thần bí kia. Đụng. Lúc này đây, nhị nha không có sử dụng nắm đấm, mà là dùng đầu đụng. Hai tay người thần bí kia khẽ nâng lên, trong chốc lát, giữa hai tay hắn xuất hiện một tấm thuẫn năng lượng màu đen nhánh, tấm thuẫn vừa xuất hiện, nhị nha cũng đụng tới rồi. Ầm. Thời điểm đôi sừng của nhị nha đụng vào tấm thuẫn ầm ầm vỡ vụn, bất quá ngay lúc này, người thần bí nhảy vọt tới. Một quyền đánh vào đỉnh đầu của nhị nha, trên nắm tay hắn lóe ra quang mang thần bí. Bành! Mà ánh mắt của nàng thì gắt gao nhìn về phía người thần bí. Giết nàng! Lúc này bên cạnh người thần bí, Thụ Vô Biên đột nhiên hỏi. Người thần bí lắc đầu. Giết không chết nàng, ít nhất trạng thái của ta hiện tại giết không chết. Lúc này nơi xa, đột nhiên nhị nha vào tới, tốc độ của nàng cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống. Đều làm cho thiên địa rung động. Lực lượng thân thể đơn thuần. Thấy một màn như vậy, thần sắc đám người Thụ Vô Biên đều rất ngưng trọng, lực lượng thân thể kia mạnh, thật sự là quá mức kinh khủng. Tay phải của người thần bí nhẹ nhàng vung lên, dưới chân bọn họ xuất hiện một khe hở màu lam thật lớn, rất nhanh, thân thể bọn hắn dần dần hư ảo. Bất quá lúc này, nhị nha đã đụng tới. Người thần bí tay phải hóa trưởng nhấn xuống, sau một khắc, hắn mãnh liệt nhếch lên. Ầm, một cỗ lực lượng cường đại cứng rắn đánh vào nhị nha. Lúc này tay phải của người thần bí kia đột nhiên xoay tròn về phía trước. Ầm, cỗ lực lượng kia nổ bể ra, nhị nha bị chấn liên tục lùi lại. Mà đám người thần bí thì đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, nhị nha lau máu tươi ở khuôn mặt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư không, hai mắt đỏ tươi có chút mờ mịt. Tại sao ta lại muốn giết đối phương, cái gì thôi thúc ta? Sau một lúc lâu, nhị nha lần nữa lau máu tươi ở trên mặt, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Giết! Nói xong, chân phải nàng đạp mạnh, cả người phóng lên trời. Xé rách hết thảy. Mà ở một bên khác, một đám người đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không, người cầm đầu đúng là người thần bí kia. Người thần bí ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa, đột nhiên hắn quay đầu. Không gian phía dưới vậy mà đang run kịch liệt, dường như có cái gì muốn đi ra. Một bên, thần sắc của Thụ Vô Biên tái nhợt. Nàng đuổi tới, liên thủ giết nàng. Người thần bí lắc đầu. Giết không được nàng. Vì cái gì? Thụ Vô Biên nhìn về phía người thần bí, rất không minh bạch. Người thần bí nói khẽ. Lực lượng của nàng càng ngày càng mạnh, liều mạng với nàng sẽ kéo chết các ngươi, không nên liều mạng. Nói xong. Tay phải hắn vung lên, rất nhanh, dưới chân bọn họ xuất hiện một truyền tống trận khổng lồ. Lúc này Thụ Vô Biên lạnh giọng nói. Làm ô quy sao? Người thần bí quay người nhìn Thụ Vô Biên, sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại trấn Thụ Vô Biên ra ngoài truyền tống trận. Người thần bí nói. Người cảm giác mình rất lợi hại, có thể, vậy ngươi ở lại đối mặt nàng một chút. Nói xong, đám người thần bí đã hoàn toàn biến mất. Thần sắc của Thụ Vô Biên âm trầm đáng sợ, nhưng lúc này, một cỗ lực lượng từ phía dưới phóng lên trời, đánh thẳng tới nàng. Thụ Vô Biên cúi đầu nhìn xuống phía dưới, hai tay nàng khẽ nâng lên, trong chốc lát, vô số dây mây kích bắn đi. Lúc này một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện ở trước những dây mây kia. Đấm ra một quyền. Ầm. Dây mây ầm ầm nổ tung, sau một khắc, nhị nha đã xuất hiện ở trước mặt Thụ Vô Biên, sắc mặt Thụ Vô Biên đại biến. Nàng vội vàng lùi lại, nhị nha cũng không có đuổi theo, mà cách không đấm ra một quyền. Ầm. Xa xa, cả người Thụ Vô Biên bay ra ngoài. Trên không trung, thân thể Thụ Vô Biên rạn nứt, miệng không ngừng phun máu tươi. Nhị nha đang định tiếp tục ra tay, nhưng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn,
trên đám mây, một nữ tử đang nhìn xuống nàng. Nhị Nha nhìn nàng kia, đột nhiên nàng chỉ lên trời giơ ngón tay cái, sau đó đảo ngược. Trên đám mây, nữ tử mỉm cười, tay phải nàng khẽ vẫy, trên bàn cờ, một thanh kiếm bay vào trong tay nàng. Nữ tử cầm kiếm từ đám mây hạ xuống. Bất quá, nữ tử còn chưa đi mấy bước, nàng đột nhiên ngừng lại. Nữ tử lắc đầu cười cười. Ngươi còn không phải thời kỳ đỉnh phong, hiện tại giết ngươi, quá không thú vị. Ta chờ ngươi một đoạn thời gian. Nói xong, nàng quay người về tới trong đám mây. Trong tỉnh không, Nhị Nha có chút mờ mịt nhìn đám mây kia. Trí nhớ của nàng khôi phục một ít, nhưng lại tăng thêm một ít trí nhớ. Những ký ức này, làm cho nàng tâm thần bất định, hơn nữa trong đầu nàng có một chấp niệm. Một chấp niệm cực kỳ sâu, nàng cảm giác mình nhất định phải làm vài sự tình, ví dụ như, giết chết nữ tử trên đám mây kia. Nhị Nha thu hồi ánh mắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó, thụ vô biên đã biến mất, chỉ còn cành gỗ vụn trên đất. Nhị Nha buông lỏng nắm đấm, nàng đi về phía trước. Một người cô độc, ở trong một vùng tinh không, nơi đây đại chiến cực kỳ kịch liệt. Bốn nữ tử, bốn con đại yêu. Các nàng đã tranh tài mấy ngày mấy đêm. Bành! Lúc này một nhân ảnh liên tục lùi lại, triệt để thối lui ra khỏi vòng chiến. Đạo nhân ảnh này là Kỳ Bỉ Thiên. Trong tứ nữ, bây giờ nàng là yếu nhất, bởi vì nàng không có khôi phục tất cả thực lực. Kỳ Bỉ Thiên lau máu tươi ở khóe miệng nàng nổi lên nụ cười. Như vậy mới thoải mái, ha ha. Tiếng cười chưa dứt, thân ảnh đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của dị thú tranh, sau một khắc, một móng tay cực lớn bay thẳng đến, đè lên dị thú tranh. Cầm Thiên! Bành! Dị thú tranh bị đánh từ không trung rơi xuống. Nhưng sau một khắc, dị thú tranh ngửa đầu hét giận dữ, sau một khắc, thân thể nó lộn một vòng, sau đó thân thể lao thẳng đến Kỳ Bỉ Thiên. Nhưng đúng lúc này, hai tay Kỳ Bỉ Thiên giơ lên, ánh mắt nàng chậm rãi đóng lại, ở giữa hai tay, không gian trực tiếp vặn vẹo. Nhân diệt! Theo một tiếng kêu vang lên, đôi bàn tay rơi vào trên người dị thú tranh. Ngạnh hám! Bành! Dị thú tranh bay ra ngoài. Cách đó không xa, Kỳ Bỉ Thiên bước ra một bước. Xùy! Trong tinh không, không gian trước mặt nàng tầng tầng xé rách, tốc độ xé rách cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt dị thú tranh. Lúc này một nhân ảnh lặng yên ngưng hiện. Đúng là Kỳ Bỉ Thiên. Bành! Cũng không thấy Kỳ Bỉ Thiên ra tay như thế nào, dị thú tranh bay ra ngoài lần nữa. Nghiền ép! Mà bên khác, đám người đồ sát cũng đã áp chế mấy con dị thú tranh. Xa xa, một nam tử nhìn xuống chúng nữ cùng với mấy con dị thú tranh. Hình thể của nam tử cực kỳ cao lớn, giống như nhân loại, nhưng hình thể của hắn so với nhân loại thì cao tới gấp mấy lần, toàn thân bóng loáng, tựa như một chiếc gương, đây cũng không phải khôi giáp gì, mà là nhục thể của hắn như thế. Trừ lần đó ra, ngũ quan của hắn cũng có chút không rõ, khác biệt nhân loại bình thường rất lớn. Trong tay phải nam tử, nắm một cây trường mâu thật dài. Hắn cứ như vậy nhìn đám người Kỳ Bỉ Thiên. Qua không biết bao lâu, nam tử quay người nhìn xa xa quỳ xuống. Chủ, cần ta ra tay không? Rất nhanh, một giọng nói từ trong không gian trước mặt nam tử truyền ra. Ngươi cũng không phải địch thủ của các nàng, ta sẽ sai người ngăn chặn các nàng, mục đích của ngươi là Dương Diệp và Tam Duy Vũ Trụ. Thương ma, nhớ kỹ, mặc dù thực lực của Dương Diệp này không bằng ngươi, nhưng không thể chủ quan khinh thường. Thương ma chậm rãi đứng dậy. Thuộc hạ đi, tất lấy đầu của Dương Diệp kia. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chậm đã. Lúc này thanh âm kia vang lên lần nữa. Mang 12 ma vệ đi. Thương ma lắc đầu. Một mình ta là đủ. Thanh âm kia nói. Nói với ngươi không thể khinh địch, ngươi nghe không rõ sao. Thương ma có chút khom người. Thuộc hạ không dám. Lúc này 12 hư ảnh tay cầm trường mâu xuất hiện ở sau lưng thương ma, 12 người nữ có nam có, hình thể chỉ nhỏ hơn thương ma một chút. Thương ma có chút thi lễ, sau đó mang theo 12 người rời đi. Trong tràng khôi phục bình tĩnh. Mà phía dưới, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Lúc này một hư ảnh đột nhiên lóe lên, sau một khắc, đám người Dương Bất Tử đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc cơ hồ là trong cùng một lúc ngưng trọng lên. Đây là phân thân của Tứ Duy Vũ Trụ Chi Chủ. Ngay lúc này, đồ sát đột nhiên nói. Phân thân. Dương Bất Tử nhìn Kỳ Bỉ Thiên và A Tú.
Ai đi ngăn hắn? Để ta đi. Kỳ Bỉ Thiên nói xong, nàng đã xông tới. Ầm. Toàn bộ hư không, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Dương Bất Tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Tú. Tốc độ nhanh nhất giải quyết những tạp chủng này. Thiên Tú gật đầu, hai tay nàng kết một thủ ấn kỳ dị. Vạn cổ quy khư. Trong tỉnh không, Dương Diệp ngừng lại, bây giờ hắn cách Tam Duy Vũ Trụ cũng không xa, nếu như hắn nhìn về, còn có thể chứng kiến Tam Duy Vũ Trụ. Cuối cùng hắn quyết định ở lại chỗ này. Bởi vì bất luận kẻ nào muốn đi vào Tam Duy Vũ Trụ, trước tiên cũng cần phải trải qua cửa ải của hắn. Dương Diệp lấy ra một cái ghế, hắn để ghế dựa ở trong hư không, sau đó ngồi như thế, bên cạnh hắn lơ lửng một thanh kiếm, bên hông treo kiếm hổ lô. Trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài, Tiểu Bạch tụ tập các đại yêu lại. Tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ vào đám người Tiểu Long, sau đó quơ quơ. Đám người Tiểu Long cứ như vậy nhìn Tiểu Bạch, đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Tiểu Bạch đang nói cái gì, bởi vì Tiểu Bạch huy quá nhanh. Đương nhiên, cái này không có ảnh hưởng gì, bởi vì cuối cùng, bọn hắn chỉ cần thật tốt dựa theo Tiểu Bạch nói đi làm là được. Tăng lên. Ý tứ của Tiểu Bạch kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn trợ giúp đám người Tiểu Long tăng lên tới trình độ có thể đánh nhau. Bây giờ đám người Tiểu Long đã theo không kịp bước tiến của Dương Diệp, nếu như không đề thăng, vậy chúng nó cũng chỉ có thể như sủng vật bị nuôi dưỡng ở chỗ này. Tiểu Bạch không muốn như vậy, kỳ thật đám người Tiểu Long càng không muốn như vậy. Nhưng không biết vì sao, bước tiến của Dương Diệp, Nhị Nha, An Nam Tĩnh, Tiểu Bạch thật sự là quá nhanh. Bọn hắn căn bản theo không kịp. Nếu có cơ hội, bọn hắn cũng hy vọng có thể đi ra chiến đấu, đều là viễn cổ đại yêu, tâm huyết là có. Cứ như vậy, Tiểu Bạch không luyện khí nữa, mỗi ngày giúp đám người Tiểu Long, còn có bồi dưỡng Thiên Dựng Quả và Hỗn Nguyên Quả, giờ phút này Thiên Dựng Quả và Hỗn Nguyên Quả đã lớn thành đại thụ, phía trên mọc đầy trái cây. Mà đám người Tiểu Long thì muốn ăn bao nhiêu cứ ăn bấy nhiêu. Cảnh giới không đủ, thần vật trồng chất. Cái này là sách lược của Tiểu Bạch. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi ở trên ghế, hắn biết rõ, Tứ Duy Vũ Trụ sẽ không bỏ qua, người thần bí kia cũng sẽ không bỏ qua, thiên mệnh càng sẽ không bỏ qua. Hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể chiến, chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Ngay lúc này, trong hư không xa xa, không gian bắt đầu rung động. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, mặt không biểu tình. Mảnh không gian kia càng ngày càng rung động, hiển nhiên là có cái gì đang tiếp cận. Rất nhanh, không gian giống như sôi trào chập trùng kịch liệt. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó lại ném nàng vào trong Hồng Mông Tháp. Đây không phải Tiểu Bạch có thể tham dự. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch nằm sấp ở trên phi thăng đài, cái đầu nhỏ ngước nhìn, khuôn mặt bất đắc dĩ. Nàng cũng rất lợi hại được không? Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp mặt không cảm giác nhìn phía xa, rất nhanh, mười mấy nhân ảnh xuất hiện ở trong mắt hắn, cầm đầu đúng là Thương Ma. Toàn bộ là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, người cầm đầu càng thâm bất khả trắc. Đám người Thương Ma ngừng lại ở trước mặt Dương Diệp mười trượng. Hơn 10 đạo thần thức trực tiếp khóa lại Dương Diệp, bất quá Dương Diệp không có bị ảnh hưởng gì. Thương Ma quan sát Dương Diệp một chút. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Thế nào, các ngươi quen biết ta? Thương Ma nói. Không biết, cũng không có hứng thú. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Vậy ngươi hỏi thăm cọng lông. Thương Ma dựng thẳng tay phải lên, ý bảo người sau lưng lui về phía sau. Những người kia hiển nhiên có chút do dự. Thương Ma quay người lạnh lùng nhìn 12 người, 12 người kia không dám vi phạm, nhao nhao lui về phía sau. Thương Ma nhìn về phía Dương Diệp, đang định nói, ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm xông ra, tốc độ cực nhanh. Lập tức đi tới trước mặt Thương Ma, sau đó hung ác chém xuống. Thương Ma nâng mâu đón đỡ. Bành! Không gian run lên kịch liệt, sau đó rạn nứt. Sau khi Thương Ma ngăn trở một kiếm này của Dương Diệp, tay hắn vung quyền đánh về phía đầu của Dương Diệp. Trên tay phải của Dương Diệp, Hoành Thiên Lặng Yên ngưng hiện, hắn dùng cánh tay quét tới. Bành! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp đã bị chấn lui trở về trước ghế. Nhưng sau một khắc, một tia kiếm quang lóe lên. Chém. Theo Dương Diệp hét phẫn nộ, trên đỉnh đầu của Thương Ma, một tia kiếm quang hung ác chém xuống. Thân thể Thương Ma xoay tròn, trường mâu trong tay quét ngang. Bành.
Dương Diệp bị quét về vị trí cũ, nhưng một thanh kiếm xuyên qua ngực của Thương Ma. Phi kiếm táng mệnh. Đây mới là sát chiêu của Dương Diệp. Thương Ma cúi đầu nhìn trước ngực mình, chỗ đó có một kiếm động. Hắn phòng được kiếm thứ nhất của Dương Diệp, nhưng phi kiếm này hắn không thể phòng. Thanh phi kiếm này dễ như trở bàn tay xuyên thủng thân thể của hắn. Xa xa, bên hông Dương Diệp, kiếm hồ lô khẽ run lên, rất nhanh, một thanh kiếm tiến vào trong đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thương Ma bị táng mệnh kiếm xuyên qua, nhưng lại không có chuyện gì. Xa xa, Thương Ma kia nói. Rất ngạc nhiên. Dương Diệp gật đầu. Có chút. Thương Ma nói. Bởi vì thể chất của chúng ta không giống những sinh vật đê tiện như các ngươi. Sinh vật đê tiện. Dương Diệp ngây cả người, sau đó cười ha ha, hắn chỉ vào trên hư không. Tứ duy vũ trụ các ngươi nhiều bức như vậy, lại bị một nữ nhân trấn áp vạn vạn năm không dám ra. Nếu thật lợi hại mà nói, đi a, đi giết nàng giúp cái. Nghe vậy, thần sắc của Thương Ma cực kỳ khó coi. Thiên mệnh. Tứ duy vũ trụ xác thực mạnh hơn tam duy vũ trụ, thực lực chỉnh thể cũng mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói, ngoại trừ tam duy vũ trụ ở thời đại thiên mệnh, tam duy vũ trụ bây giờ căn bản không có biện pháp so sánh với tứ duy vũ trụ. Cho dù là thời đại thiên mệnh, trừ thiên mệnh, tam duy vũ trụ cũng không có biện pháp chống lại tứ duy vũ trụ. Nhưng tam duy vũ trụ ra một thiên mệnh. Một thiên mệnh, đã trấn áp cả tứ duy vũ trụ. Khuất nhục. Đây là khuất nhục của cả tứ duy vũ trụ, nhưng bọn hắn không có biện pháp gì. Nữ nhân kia giống như một thần linh không thể chiến thắng. Mà lời ấy của Dương Diệp, không thể nghi ngờ là đâm vào vết thương của bọn hắn. Thương Ma không có nói nhảm, trường mâu trong tay ném một cái. Mà xa xa, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ, một tia kiếm quang chém vào trường mâu. Bành! Trường mâu run lên kịch liệt. Nhưng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, bởi vì có một bàn tay nắm chắc trường mâu. Sau trường mâu là Thương Ma. Thương Ma cầm trường mâu mãnh liệt run lên, trực tiếp chấn vỡ kiếm quang, cùng lúc đó, tay hắn cầm trường mâu đâm một cái. Trước trường mâu, Dương Diệp buông lỏng kiếm tổ, trên hai tay hắn, Hoành Thiên lặng yên ngưng hiện, hai cánh tay kẹp lấy. Trường mâu rơi xuống, thân thể Dương Diệp run lên kịch liệt, nhưng hắn cứng rắn kẹp được trường mâu. Thương Ma nhíu mày, đang muốn ra tay, nhưng Dương Diệp đột nhiên nhảy vào tới, trực tiếp đánh về phía Thương Ma. Chứng kiến Dương Diệp đụng tới, khóe miệng Thương Ma nổi lên vẻ chế nhạo, so thân thể, hắn sợ qua ai. Vì vậy hắn cũng không lùi lại, đụng thẳng đến Dương Diệp. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp run lên kịch liệt, ngay sau đó, một đạo kiếm quang bay ra. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, sắc mặt Thương Ma đại biến. Hắn là được chứng kiến thanh kiếm này lợi hại, nhưng giờ khắc này hắn đã không lùi lại được. Thương Ma nâng cánh tay phải lên đón đỡ. Lấy tay đỡ kiếm. Xuy. Táng mệnh kiếm dễ dàng chém bay cánh tay của Thương Ma, Dương Diệp thì thừa cơ hội này trực tiếp đụng vào người đối phương. Thương Ma bị đánh bay, Dương Diệp đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, một cây trường mâu đột nhiên từ bên phải đâm tới. Dương Diệp không thể không dừng lại. Quay người chém xuống một kiếm. Trường mâu bị chém bay, nhưng Thương Ma đã lui ra ngàn trượng, kéo dài khoảng cách với hắn. Dương Diệp lắc đầu, có chút đáng tiếc, vừa rồi một chớp mắt kia, hắn thiếu chút nữa giết được đối phương. Đáng tiếc người trước mắt này thủ hạ xuất thủ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Thương Ma. Nguyên lai ngươi không phải là muốn cùng ta đơn đấu. À, đã minh bạch, tứ duy vũ trụ chính là như vậy, đơn đấu không lại liền quần ẩu. Chậc chậc, mất mặt, quá xấu hổ chết người ta rồi. Sắc mặt Thương Ma cực kỳ âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua thị vệ lúc trước xuất thủ, thị vệ kia khẽ cúi đầu. Thương Ma thống lĩnh, không được quên chủ thượng phân phó. Thương Ma gằn giọng nói. Ta cần ngươi tới dạy ta làm cái gì sao? Không dám. Người nọ vội vàng quỳ xuống. Thương Ma lạnh lùng nhìn thoáng qua thị vệ kia, hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn bỏ đi ý niệm tiếp tục đơn đấu trong đầu, lúc này đây, hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Ngay lúc này, cách đó không xa, Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm chỉ vào đám người Thương Ma. Các ngươi cũng đừng thương lượng nữa. Đến, các ngươi cùng tiến lên. Tuy tam duy vũ trụ chúng ta ít người, nhưng chúng ta có cốt khí. Dương Diệp ta nói đơn đấu, vậy thì đơn đấu,
còn sợ các ngươi sao, không có việc gì, lão tử đơn đấu một đám các ngươi, chết, ta cũng quyết không cho Tam Duy Vũ Trụ chúng ta mất mặt. Nghe vậy, thần sắc của Thương Ma càng khó coi, hắn quay đầu nhìn những thị vệ kia. Không nên xuất thủ. Thương Ma thống lĩnh, hắn đang khích tướng. Một thị vệ nói. Thương Ma lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ta không biết? Nói xong hắn đi về phía Dương Diệp. Hắn không phải ngốc, tự nhiên biết Dương Diệp khích tướng, nhưng mà giờ phút này, hắn lựa chọn đơn đấu. Cường giả có cốt khí và tôn nghiêm của cường giả. Dương Diệp dùng yếu khiêu chiến hắn, nếu như hắn không ứng chiến, chính hắn cũng sẽ xem thường mình. Vì tôn nghiêm mà chiến. Dương Diệp nhìn thoáng qua mọi người sau lưng Thương Ma, sau đó nói. Ta cảm thấy, ngươi nên quần đấu ấy tốt. Thương Ma cười lạnh. Đối phó ngươi, còn cần quần ẩu. Nói xong, hắn phóng lên trời, trong tinh không, một lực lượng cường đại tựa như cuồng phong đang nhanh chóng tập kết. Phía dưới, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn không trung, tay trái của hắn nắm chặt vỏ kiếm. Lúc này trên đỉnh đầu Dương Diệp, một cây trường mâu mang theo từng tia chớp rơi xuống. Thời điểm trường mâu đi vào trên đỉnh đầu Dương Diệp, đột nhiên Dương Diệp phóng lên trời. Ông! Một tiếng kiếm reo đánh nát tinh không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 188.